Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn đón nghe tiếp phần truyện. Trưởng công chúa của tác giả Mặc Thư Bạch. Chương 156, cuộc đi săn mùa đông 2. Lý Dung Ngủ thẳng một giấc đến hừng Đông, buổi sáng lúc thức dậy, nàng nhìn ngoài khung cửa sổ, thấy ánh mặt trời rất đẹp, tâm trạng bất giác trở nên tốt hơn một chút. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tĩnh Lan, thời tiết hôm nay thật sự không tệ nhỉ. Ngày được Khâm Thiên Giám chọn đương nhiên là ngày tốt ạ. À? tĩnh lan chải tóc cho lý dung xong điện hạ có thể lên đường rồi những thứ cần mang đã mang hết đi chưa lý dung đưa lưng về phía tĩnh lan ung dung nhìn bản thân mình trong gương tĩnh lan lên tiếng thuốc trị thương thuốc độc đoàn kiếm những thứ có thể nghĩ đến đều đã mang theo lý dung khẽ gật đầu nàng nhìn cô nương sắc vóc trẻ tuổi trong gương một lát sau nàng đứng dậy xoay người nói một cách bình thản đi thôi lúc lý dung ngồi trên xe ngựa ra khỏi phủ tô dung khanh cũng đã sửa soạn y phục xong đang định đi ra ngoài thì chợt nghe tô dung hoa cao giọng gọi một tiếng dung khanh tô dung khanh quay đầu lại thấy tô dung hoa đang vội vàng bước nhanh từ trong viện ra tô dung khanh nhíu mày đại ca ta đi cùng đệ tô dung hoa hất phần tóc rơi xuống phía trước người về chỗ cũ giơ tay khoác lên vai tô dung khanh hào hứng nói đi thôi đại ca không phải huynh vẫn luôn không tới những trường hợp như thế này sao tô dung khanh bị tô dung hoa kéo ra ngoài thì mang theo chút nghi hoặc tô dung hoa cười cười cùng hắn bước lên xe ngựa tiện tay cầm một nắm hạt dưa đặt trên bàn lên thoải mái tựa vào bên cạnh bàn cười tủm tìm chẳng phải là do nhiều năm không cùng đệ ra ngoài chơi đùa nên kiếm trò vui một chút sao đệ nhìn đệ một chút đi cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà hai năm nay cứ giàu dĩ không vui hoài tô dung khanh không nói gì cúi đầu bưng chén trà Tô Dung Hoa nghĩ nghĩ rồi sắp lại gần, vẫn còn nghĩ về công chúa sao. Đại ca nói năng cẩn thận. Tô Dung Khanh lập tức ngẩng đầu, nhìn Tô Dung Hoa cảnh cáo. Tô Dung Hoa nhanh chóng giang hai tay lùi lại ra hiệu nhận thua. Tô Dung Khanh rót trà, bình thản nói đại ca là vì thượng quan tiểu thư sao. Lời này vừa nói ra, cả người Tô Dung Hoa cứng đờ. Tô Dung Khanh suy nghĩ một chút, thông thả nói, nếu thích, vì sao đại ca không trực tiếp cầu hôn chứ? thì cảm thấy hơi mạo muội tô dung hoa ngẫm nghĩ trầm tư rồi thong thả nói hai người ở bên nhau vẫn nên cần phải quen biết rồi hiểu nhau yêu nhau sau đó đến khi cảm thấy có thể cùng nhau sống cả đời thì mới nói chuyện chung thân được tô dung hoa nói xong thì không nhịn được cười rộ lên mang theo một chút mong ngóng về tương lai hắn nghĩ ngợi một chút rồi lại nói hơn nữa thời cuộc mấy năm nay không tốt lắm thượng quan gia bị bệ hạ theo dõi rất sát sao Ta muốn mở miệng cầu hôn, trong mắt mọi người đây sẽ là liên hôn giữa Tô thị và Thượng quan gia. Hoặc là phải vội vàng nhanh chóng thành thân trong lúc Bệ hạ chưa kịp phát hiện, nếu không thì Bệ hạ sẽ nhanh chóng hạ thánh chỉ tứ hôn, hủy cuộc hôn nhân giữa ta và A Nhã tiểu thư. Hai con đường này ta đều không muốn đi, ta muốn thành hôn với ai thì phải nâng tám kiệu lớn, vô cùng náo nhiệt, lo lắng chỗ này, cố kỵ chỗ kia thì ta cũng không đồng ý. Ta đã nghĩ đến chờ sau khi Thái tử đăng cơ, ta sẽ lại đến cửa đề thân huynh không sợ thượng quan tiểu thư không chờ được huynh sao. Tô Dung Khanh đưa chén trà đã rót xong cho Tô Dung Hoa, Tô Dung Hoa lắc đầu, bây giờ nàng còn phải quản thượng quan ra, trong thời gian ngắn sợ là không muốn thành thân. Vậy nếu lỡ nàng ấy muốn gả cho người khác thì sao? Lời này làm Tô Dung Hoa bị hỏi khó, hắn nghĩ ngợi một chút rồi cười, nếu như vậy, chỉ cần một lời của nàng, ta sẽ về nhà tìm lão đầu tử, cho ông ấy đánh một trận rồi lập tức đến cửa cầu hôn. Nhưng mà, để cũng đừng hối thúc hôn sự của ta với nàng ấy. Tô Dung Hoa khoát tay, bởi vì đứa ngốc túc vương mà ngươi còn đang đấu với người ta đó, thái tử không đăng cơ thì làm sao ta đến đề thân cho được. Huynh khẳng định thái tử sẽ đăng cơ như vậy sao? Giọng Tô Dung Khanh rất nhẹ, Tô Dung Hoa xoay xoay chén trà trong tay, không chút bận tâm trả lời, hoàng tử chỉ có hai người, túc vương và thái tử, nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Nói xong, Tô Dung Hoa liếc mắt nhìn Tô Dung Khanh một cái, ra vẻ ghét bỏ cũng không rõ vì sao đệ cứ khăng khăng treo cổ trên sợi dây thường túc vương này chẳng qua là ngươi nghe ca ca khuyên một câu tô dung hoa nghiêng người về phía trước một chút đặt cây quạt lên bàn hạ thấp giọng tỏ ra vài phần nghiêm túc có chừng có mực thôi quay đầu là bờ tô dung khanh cúi đầu không nói một lát sau hắn nhẹ giọng cười đại ca không cần lo lắng sẽ kết thúc nhanh thôi vậy thì tốt rồi nhưng mà tô dung khanh ngước mắt lên nhìn về phía tô dung hoa nếu lập trường của đệ và thượng quan tiểu thư vẫn không nhất trí, vậy đại ca định làm sao đây? Tô Dung Hoa nghe thấy lời này thì động tác trên tay dừng lại, thong thả ngước mắt lên nhìn Tô Dung Khanh chăm chú. Đệ là đệ đệ của ta. Giọng Tô Dung Hoa rất bình tĩnh, ta sẽ tiếp tục khuyên nhủ đệ cho đến ngày ta chết. Tô Dung Khanh ngẩn người, Tô Dung Hoa bỗng duỗi tay, vỗ vỗ vai hắn, cho nên, nếu như đệ muốn ta sống tốt thì phải làm người tốt, đừng tìm việc nữa, được không? Tô Dung Khanh không nói gì, sau một hồi, hắn thì thào lên tiếng bọn huynh sẽ ở bên nhau. Hả, Tô Dung Hoa nghe không rõ lắm, đệ nói gì vậy? Tô Dung Khanh ngước mắt lên, nguyện cười, đẩy tay Tô Dung Hoa ra, đệ nói, chờ thời cơ chín mùi, đệ sẽ tự mình giúp huynh tổ hôn. Sau khi nói xong, Tô Dung Khanh cười cười chuyển đề tài. Hai huynh đệ nói nói cười cười, cuối cùng cũng tới khu vực bên ngoài thành lý dung đã vào thao trường sớm hơn bọn họ một bước lúc bước vào nàng thấy thượng quan nhã đã sớm ngồi trên đài cao dành cho nữ quyến bùi văn tuyên cũng đã vào trường thấy nàng bước vào thì đứng trong đám người quay lại nhìn nàng từ xa nhẹ nhàng gật đầu một cái lý dung cất bước đến bên cạnh thượng quan nhã dùng quạt gõ nhẹ lên vai nàng ấy đến chỗ của ta nhé lý dung là con cháu hoàng tộc vị trí của nàng gần cạnh lý xuyên là một cái tiểu đình phía dưới lý xuyên Đối diện với thao trường, tầm nhìn vô cùng tuyệt. Thượng quan nhã nhận được lời mời thì đứng dậy đi theo Lý Dung đến vị trí của nàng, ngồi xuống sau lưng Lý Dung. Sau khi Lý Dung ngồi xuống không lâu, Lý Minh dẫn theo thượng quan Nguyệt đã tới võ đài. Mọi người đứng dậy nghênh đón Lý Minh ngồi vào vị trí, sau đó những sĩ binh được chọn trong lục quân bước ra khỏi hàng, mặc sáu màu y phục khác nhau đứng trong võ đài. Lễ quan đỡ Lý Xuyên đứng dậy trên đài cao sau khi Lý Xuyên dâng hương thờ cúng sơn thần thì quay đầu lại thăm hỏi binh lính đã bảo vệ hoa kinh trong năm vừa qua. Sau đó Lý Minh đứng dậy, tuyên bố tất cả hoạt động săn thú mùa đông chính thức bắt đầu. Cuộc đi săn mùa đông năm nay, chia ra thành 6 đội nhân mã, mỗi đội có một lá cờ, sâu trong rừng cũng có một cây cờ. Lúc giờ dậu ra khỏi rừng, trong tay đội nào nhiều cờ nhất thì thắng. Trong rừng có động vật hoang dã, nếu có thể giành được con mồi thì cũng có thêm điểm. 50 động vật hoang dã tương đương với một lá cờ. Trong quá trình diễn ra không được gây thương tích cho người khác, nếu như có người cố ý đả thương người khác thì giải quyết theo luật. Lý Xuyên nói xong thì nhìn thoáng qua thái giám phía dưới rồi tiếp tục nói, bây giờ chia cờ, sau khi tiếng trống vang lên, bắt đầu từ bên trái lần lượt vào rừng, giờ dậu sẽ đánh trống báo hiệu, nghe tiếng thì phải về. Thái giám khiêng những lá cờ màu sắc khác nhau chạy chậm vào thao trường, giao cờ cho những người dẫn đầu mỗi đội sau khi những lá cờ được phân phát xong tiếng trống vang lên những binh sĩ thúc ngựa chạy vào rừng sàn đấu bắt đầu trở nên trống trải tô dung hoa ngồi cùng tô dung khanh trên vị trí dành cho thế gia lấy một trái quýt nhìn đấu trường nói một cách không hề bận tâm năm nào các đệ cũng đến đây xem loại náo nhiệt này sao có gì hay chứ dứt lời tô dung hoa giả vờ vô tình nhìn về phía đài cao thượng quan nhã đang quỳ thẳng tắp một cách đoan chính phía xa xa Nàng ấy đang nói gì đó với Lý Dung? Chờ một chút đi, sau khi bệ hạ hạ lệnh, các nhà sẽ bắt đầu qua lại xã giao. Tô Dung Khanh biết Tô Dung Hoa đang chờ chuyện gì, nhỏ giọng nhắc nhở, đến lúc đó huynh có thể tới tìm thượng quan tiểu thư. Tô Dung Hoa nhướng mày nhìn về phía Tô Dung Khanh, sắc mặt Tô Dung Khanh chẳng hề thay đổi, một lát sau, Tô Dung Hoa cười rộ lên, quỷ lém lỉnh. Lý Xuyên sắp xếp tất cả xong thì quay về vị trí của mình tất cả binh lính đã đi vào rừng cũng chẳng có gì vui để nhìn chờ sau khi lý minh lên tiếng nói mọi người có thể tự do hoạt động thì mọi người đều tản ra tìm người quen tán gẫu nói chuyện phiếm tô dung hoa nhìn xung quanh mình bước đến trước mặt tô dung khanh không yên lòng lắm cất lời ta cứ bước qua như vậy sao đi đi tô dung khanh gật đầu cười nói cứ trực tiếp bước qua đó là được rồi tô dung hoa hỏi xong câu này cũng cảm thấy mình hơi ngốc nghếch hắn ho nhẹ một tiếng ngại ngùng nhìn tô dung khanh rồi quay đầu nhanh chóng rời đi hắn cố ý thả chậm bước chân có thể không đủ bình tĩnh của mình vòng qua hành lang dài bước lên bậc thang đến bên cạnh vị trí của thượng quan nhã nhưng mà hắn còn chưa đi đến nơi đã thấy lận phi bạch từ một phía khác bước đến trước mặt lý dung hành lễ với lý dung một cái cũng không nghe rõ là đang nói gì thì thấy thượng quan nhã đứng bên cạnh cười rộ lên với hắn thượng quan nhã vẫy vẫy tay về phía lận phi bạch hình như hắn có chút ngượng ngùng cuối cùng cũng khom lưng xuống, thượng quan nhã lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán hắn. tô dung hoa lập tướng sững sờ tại chỗ. hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ dịu dàng như vậy của thượng quan nhã. mặc dù lận phi bạch không cười, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, nhưng ngược lại hắn ta lại cẩn thận khom lưng xuống, có vẻ như sợ thượng quan nhã với tay mệt, thể hiện rất rõ sự quan tâm săn sóc thầm lặng của hắn ta đối với thượng quan nhã. hai người bọn họ giống như tự tạo thành một thế giới lặng lặng gạt hắn ra bên ngoài. Tô Dung Hoa dừng bước chân, hắn yên lặng nhìn bọn họ, một lát sau, hình như lận phi bạch cũng chú ý tới sự tồn tại của Tô Dung Hoa khi hắn đang nói chuyện với thượng quan nhã, vừa nghiêng đầu thì khẽ sướng lại. Lận phi bạch bỗng nhiên ngừng nói, Lý Dung và thượng quan nhã đều cảm thấy lạ, hai người cùng nhìn qua thì thấy Tô Dung Hoa đứng cách đó không xa đang lặng lặng nhìn lận phi bạch bằng ánh mắt lạnh lùng. Lận phi bạch đứng thẳng dậy, đón ánh mắt Tô Dung Hoa, mọi người xung quanh khe khẽ xì sầm tô dung hoa loáng thoáng nghe thấy vài từ vụn vặt có vẻ như tô đại công tử không biết cũng chỉ là chuyện mấy ngày gần đây tô dung hoa không nói gì hắn lẳng lặng chăm chú nhìn hai người một lát sau hắn bỗng cất bước bước nhanh đến trước mặt thượng quan nhã chỉ là hắn còn chưa bước tới thì lận phi bạch đã bước lên một bước chắn trước mặt hắn để cho ta nói với nàng ấy một câu tô dung hoa kiềm chế cảm xúc nhìn lận phi bạch tròng trọc hạ thấp giọng quay về rồi nói giọng lận phi bạch rất lạnh lùng đừng đứng ở chỗ này làm trò cười cho người khác lời này nhắc nhở tô dung hoa hắn nhìn chằm chằm thượng quan nhã rồi hít sâu một hơn nhắm mắt lại chờ đến khi mở mắt ra hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều chỉ nói ta chỉ nói chuyện mấy câu sẽ không để người khác xem trò cười lận phi bạch hơi do dự thượng quan nhã nhìn thao trường lạnh nhạt nói vậy nói đi phi bạch tránh ra lận phi bạch quay đầu lại nhìn thượng quan nhã một chút, cuối cùng cũng nhường bước. Tô Dung Hoa cất bước đến trước mặt thượng quan nhã, hắn ngồi sổ người xuống, dán mắt vào nàng, vì sao? Vì sao cái gì, thượng quan nhã quay đầu nhìn hắn, những gì nên nói, không phải ta đã nói rồi sao? Nàng tính gả cho hắn. Tô Dung Hoa hỏi rất trực tiếp, thượng quan nhã lên tiếng, ừm, thì sao? Vì sao không nói với ta? Tô Dung Hoa thượng quan nhã nhịn không được nở nụ cười, ta với ngươi có quan hệ gì? Ta muốn làm gì, chẳng lẽ phải trình tấu trương cho ngươi trước hay sao? Ta muốn gả cho ai thì gả cho người đó, muốn thích ai thì thích người đó, bây giờ ta không muốn gặp ngươi, mong tô đại công tử kiềm chế bản thân, sau này đừng tìm ta nữa. Tô Dung Hoa không nói gì, chỉ nhìn thượng quan nhã chầm chằm Thượng quan nhã bưng chén trà, nhướng mày cười, không phải ngươi nói không để người khác chế diễu sao. Tô Đại Công Tử, người muốn tiếp tục ngồi xổm trước mặt ta như vậy, thật sự có thể thành trò cười đó. Thượng quan nhã, đừng làm chuyện khiến bản thân mình hối hận. Chuyện ta làm, thượng quan nhã hơi ngừng đầu, trong mắt mang theo vài phần khiêu khích, sẽ không hối hận. Tô Dung Hoa khẽ cười một tiếng, hắn chống người đứng dậy, rời ánh mắt từ thượng quan nhã sang đến lận phi bạch, sau khi nhìn vài lần, hắn gật đầu cười rồi cất bước đi xuống. Chờ đến khi hắn đã quay về vị trí, ánh mắt Lý Dung liếc nhìn về phía thượng quan nhã, giận như vậy, người ca một trên thích hắn làm gì? Phiền, thượng quan nhã uống một hơn cạn sạch chén trà, trước kia hắn chưa bao giờ đến những nơi như thế này, cũng không biết hôm nay đến làm gì. Lý Dung nhìn dáng vẻ giận dữ của thượng quan nhã, nâng chén trà lên, thong thả lên tiếng ta sẽ xem mấy người trẻ các ngươi gây ẩm ý đến khi nào. Thượng quan nhã quay đầu nhìn qua, Lý Dung nháy mắt với nàng ấy, nghĩ một đằng nói một nẻo, thăng thăng trầm trầm. Thượng quan nhã bị nàng nói cho cứng họng, nghẹn cả một lúc lâu, nàng quay mặt đi, chỉ nói, điện hạ, người cũng phiền muốn chết. Lý Dung cười thành tiếng, ngay lúc này, bỗng nghe thấy tiếng Lý Minh vang lên, chư vị. Tiếng Lý Minh vừa cất lên, cả thao trường đều im lặng, giọng Lý Minh mang theo ý cười, có vẻ rất hào hứng, nhàn quá không có chuyện gì làm, để những người trẻ tuổi tổ chức một ván mã cầu đi. Lý Minh cất cao giọng, ai thắng, chấm sẽ cho hắn một nguyện vọng. Nhưng các người phải đồng ý với chấm, phải chơi thật tốt, xem thật tốt." Dứt lời, Lý Minh nhìn quanh bốn phía, có ai muốn lên đài thì bước ra cho chấm xem. Hoàng thất làm việc chưa bao giờ không có lý do, nhất là lời hứa có trọng lượng như đồng ý một nguyện vọng như vậy. Ở đây đều là những cao môn quý tộc đã lăn lộn trong triều đình nhiều năm, đương nhiên biết đạo lý này nên không dám tùy tiện bước ra khỏi hàng. Lận Phi Bạch bước ra khỏi đám người đi tới quỳ một gối xuống, bệ hạ, vi thần xin chiến. ngươi là, lý minh ngẫm nghĩ, hơi ngạc nhiên a, à, ngươi là nhi tử nhà tạ lan thanh kia. bẩm vệ hạ, vi thần xung quân ở tây nam mấy năm nay giết giặc xâm lăng, lập công được thăng làm chính ngũ phẩm chấn nam tướng quân. gần đây chiến sự vừa ngừng lại, thần nhớ mong quê hương nên xin nghỉ phép quay về kinh. người có trải nghiệm như vậy, quả thật không giống như người thường. biết sai có thể sửa, đó là chuyện tốt người vừa xin chiến, có muốn chọn đối thủ nào không? Vi thần từng nghe thấy, kỹ thuật chơi cầu của Tô nhị công tử trong kinh rất tốt, hôm nay là cơ hội khó có được, nói xong, lận phi bạch nhìn về phía tô dung khanh, mong tô thị lang vui lòng chỉ giáo. Nghe thấy người lận phi bạch chọn là tô dung khanh, mọi người quay mặt nhìn nhau, trong chốc lát đều không rõ lắm trong hồ lô này đang bán thuốc gì. Tô Dung Khanh nghe thấy lời lận phi bạch nói thì im lặng nhìn lận phi bạch, chưa đợi Tô Dung Khanh mở miệng thì bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên. Chuyện đánh mã cầu này, người tìm nhị đệ ta thì đã sai rồi. Mọi người dựa theo âm thanh nhìn lại thì thấy Tô Dung Hoa lười biếng đứng dậy, bước xuống khỏi chỗ ngồi, người đánh mã cầu trong kinh này, Tô Dung Hoa ta không tính là số 1, số 2, nhưng vẫn có danh tiếng. Tả tướng quân, Tô Dung Hoa nâng tay, ta thay xá đệ thi đấu một ván, tướng quân sẽ không chê trách chứ. Được, chờ chưa đợi lận phi bạch đồng ý, Lý Minh đã đáp ứng, ông tay quay đầu nhìn về phía tô dung hoa, cười nói, hôm nay tô đại công tử cũng đến đây, từ trước đến nay chấm đã rất thích tính cách này của ngươi. Ngươi và tà tướng quân đều là người rất giỏi, trận này chấm rất mong chờ. Nếu Lý Minh đã mở miệng, lận phi bạch cũng không tiện từ chối, chỉ có thể cung tính hành lễ, cùng tô dung hoa lui xuống thay y phục. Bọn họ vừa đi khỏi, thượng quan nhã lập tức đứng lên. Lý dung nâng chén trà thổi nhẹ những lá trà đang chuyển động trong chén, hỏi đi làm gì vậy? Khuyên hắn tỉnh táo một chút. Thượng quan nhã bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy về phía lều trại để thay y phục. Lúc nàng chạy tới lều trại thì tô dung hoa vừa mới thay y phục xong đi ra. Thượng quan nhã nhìn thấy hắn, lập tức chạy tới đón tô dung hoa. Tô dung hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, nhận lấy gậy bóng từ trong tay hạ nhân, cũng không quan tâm đỡ ến nàng, trực tiếp bước về phía trước hắn chân dài bước chân lớn cũng không hề cố ý chờ thượng quan nhã thượng quan nhã chỉ đành chạy chậm theo hắn ngươi so đo cái gì với lận phi bạch vậy phát điên cái gì rõ ràng các ngươi tính kế đệ đệ ta coi ta là đứa ngốc gà tô dung hoa liếc nhìn nàng một cái huống hồ ta với nàng có quan hệ gì ta thích đánh mã cầu thì đánh mã cầu chẳng lẽ còn phải gửi tấu trương cho nàng trước những lời của thượng quan nhã nói hắn trả lại cho nàng ấy từ đầu đến cuối. Thượng quan nhã lập tức nghẹn lời nhìn Tô Dung Hoa cất bước rời khỏi. Lý Dung từ tôn uống trà rồi nhìn thượng quan nhã hằng hặc bước về, ngồi xuống bắt đầu rót trà. Lý Dung liếc mắt nhìn nàng một cái, không nhịn được cười thành tiếng, nếm mùi thất bại rồi à. Điện hạ, bây giờ không phải là thời điểm để cười đâu. Thượng quan nhã hơi nóng ruột, Tô Dung Hoa ra sân, Tô Dung Khanh vẫn còn ở phía dưới, không kéo hắn qua chỗ khác thì chuyện ra tay với tạ Xuân Hòa sợ là sẽ có sự cố. Không sao, giọng Lý Dung rất nhẹ, nàng nhìn thoáng qua Bùi Văn Tuyên vẫn ngồi trên bất động trên đài, Bùi Văn Tuyên cũng còn ngồi mà. Thái độ của Lý Dung khiến thượng quan nhã thoáng an tâm, lúc này lận phi bạch cũng đã quay trở lại thao trường. Mỗi người bọn họ đều dẫn theo bốn người, quay người lên ngựa, sách gậy bóng đi vào giữa sân thi đấu. Sau khi tiếng bắt đầu vang lên, Tô Dung Hoa đã vung gậy trước khi Lận Phi Bạch kịp phản ứng, đập cầu bay ra ngoài. Sau đó thúc ngựa về phía giữa những người bên Lận Phi Bạch mà vọt vào. Lận Phi Bạch cũng phản ứng cực nhanh, quay đầu lại trong nháy mắt rồi thúc ngựa nhanh chóng đuổi theo, dùng một gậy càn lại quả cầu trước khi Tô Dung Hoa đập bay vào trong cầu môn, đánh cầu về lại. Bắt đầu kịch liệt như vậy khiến cả thao trường sôi trào trong nháy mắt, hai đội nhân mã bắt đầu truy đuổi qua lại trong đấu trường. Lận Phi Bạch xuất thân từ sát thủ đương nhiên thân thủ không cần phải nói nhưng dù sao hắn không thường đánh mã cầu dưới sự ràng buộc của quy tắc thật sự hắn không linh hoạt bằng tô dung hoa chơi cầu đã quen chỉ là thân thủ hắn rất nhanh nhẹn mỗi khi tô dung hoa đánh cầu sắp vào thì đều bị hắn cản lại vì vậy hai bên rằng co cả nửa hiệp nhưng chưa một trái cầu nào được đánh vào mặc dù cầu chưa vào nhưng trạng thái thế lực ngang nhau như thế này khiến cả sân đấu đều vô cùng hồi hộp ngay cả người thường xuyên xem mã cầu là lý minh cũng không nhịn được mà chăm chú dõi theo hai người đang giao chiến trên sân đồng nghiệp bưng một ấm trà bước đến phía sau bùi văn tuyên ngồi xổm xuống khẽ giọng nói công tử người của tô dung khanh vẫn gây cản trở cần phải khiến tô dung khanh rời đi không thể để hắn lo chuyện phía sau nữa bùi văn tuyên rót trà nhìn đấu trường không nói gì cả lúc thấy thời gian đã gần đến giữa hiệp thế công của tô dung hoa bỗng nhiên nhanh hơn lận phi bạch tử thủ, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, thấy Tô Dung Hoa đổi sang đấu pháp liều mạng thì không nhịn được mà nhíu mày, trong lúc giao nhau thì mở miệng nói, người đang tranh cái gì? Người đang tranh cái gì, Tô Dung Hoa đuổi theo mã cầu mà chạy, thì ta đang tranh cái đó. Nhưng nàng ấy không thích ngươi, lúc Tô Dung Hoa sắp đánh cầu vào cầu môn, lận phi bạch chờ tay vung lên, mã cầu lại bị đánh về, với thân phận của người, tìm một nữ tử quý tộc cũng rất dễ dàng. Tô đại công tử không cần giận dỗi. Ngươi cho là ta đang giận dỗi?" Tô Dung Hoa lạnh lùng nhìn hắn, nghiêng người, quay ngựa ngửa vong, ngay giữa lúc nguy hiểm, nhanh nhẹn vượt qua bốn người đang chặn, dùng gậy đánh bay cầu về phía xa xa. Vốn là một công tử phong lưu, lại giả bộ thâm tình cái gì? Lận Phi Bạch đuổi theo Tô Dung Hoa, thích nàng ấy thì sao không cưới nàng ấy sớm một chút. Dứt lời, đồng đội của Lận Phi Bạch xông lên cản Tô Dung Hoa lại. Lận phi bạch xông lên phía trước, đứng canh trước cầu môn, giờ tay đánh ngược cầu trở về. Ngay đúng lúc này, ba tiếng chiêm báo hiệu sắp kết thúc đã vang lên tiếng thứ nhất. Mọi người đứng lên, hoan hô thành tiếng. Tô Dung Hoa lách qua đám người, phóng về phía lận phi bạch. Mà lận phi bạch của chạy đuổi theo cầu, phóng về phía Tô Dung Hoa. Cầu ngay tại giữa sân, chỉ cần đánh một cú cuối cùng vẫn có thể lọt vào cầu môn, chỉ đang chờ xem giữa hai người ai sẽ đập vào cầu trước hai người cưỡi ngựa chạy về phía đối diện, Lý Xuyên không khỏi lộ ra nét kinh ngạc, bọn họ định làm gì vậy? Tiếng chiêng thứ hai vang lên. Lý Dung không trả lời hắn, thượng quan nhã không kiềm được mà siết chặt nắm tay. Khi thấy hai con ngựa càng lúc càng gất, mãi đến một khắc cuối cùng, hai con ngựa húc mạnh vào nhau, hai cây gậy cũng cùng đánh lên. Sau đó trong tiếng chiêng thứ ba vang lên cùng với tiếng hí chấn động của hai con ngựa, cả hai người đều bị ngựa hất mạnh xuống, ngã khỏi lưng ngựa. Tô Dung Khanh lập tướng đứng dậy, quát to một tiếng, ngự y. Dứt lời, hắn chạy về phía sân thi đấu. Bùi Văn Tuyên cũng đứng dậy, vội vàng bước đến bên cạnh lận phi bạch. Bây giờ lận phi bạch cũng chẳng có căn cơ gì ở Hoa Kinh, người của tả ra đến đây hôm nay cũng chẳng có quan hệ tốt với hắn. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nếu Bùi Văn Tuyên hắn không lo, có lẽ lận phi bạch sẽ chết trên sân thi đấu. Ngự y chạy chậm một đường đến đây tô dung khanh và bùi văn tuyên đều tự kiểm tra tình trạng vết thương của hai người trước sau khi xác nhận không có gì quá nguy hiểm thì ngự y cũng đã chạy tới nơi mức độ bị thương của hai người cũng không giống nhau sau khi ngự y khám và chữa bệnh một phen thì để người đỡ hai người rời đi không ngờ bùi văn tuyên vừa giúp lận phi bạch nâng người dậy thì chợt nghe thấy tiếng tô dung hoa vang lên từ phía sau vẫn còn nửa hiệp sau nữa lận phi bạch dừng bước quay đầu nhìn lại thấy trên tay tô dung hoa đang nhỏ máu nhìn hắn một cách bình tĩnh, ta vẫn chưa thắng. Đại ca, Tô Dung Khanh nhíu mày, huynh đi nghỉ ngơi trước đã. Được, lận phi bạch đón lấy ánh mắt của Tô Dung Hoa, ta theo đến cùng. Ngay lúc hai người rằng co, Bùi Văn Tuyên khẽ cười một tiếng, chỉ đánh một trận mã cầu mà thôi, cũng không phải không thể đổi người. Bùi Văn Tuyên dứt lời, sách cây gậy từ trong tay lận phi bạch qua, quay đầu nhìn về phía Tô Dung Khanh, như cười như không Tô nhị công tử người nói phải không? Tô Dung Khanh lạnh lùng nhìn Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên nhớ mày, ta cũng ra sân, nhị công tử còn sợ gì nữa? Nghe nói như vậy, Tô Dung Khanh cười cười. Bùi Đại Nhân nói rất phải. Tô Dung Khanh lấy cây gậy khỏi tay Tô Dung Hoa, ngước mắt lên nhìn, cả khuôn mặt đều lạnh như băng, nửa trận sau, do ta thay đại ca, thỉnh giáo Bùi Đại Nhân một trận. mươi 157, Túi Hương Vậy thì không thể tốt hơn, bùi văn tuyên gật đầu coi như là hành lễ sau đó hai người dùng gậy cầu như kiếm nắm ở sau lưng quay lưng về nhau mà bước khi bùi văn tuyên đi ngang qua người tạ xuân hòa thì người được một mùi hương rất nhẹ như có như không trên người ông ta mùi hương đó khiến cho bùi văn tuyên dừng bước chân hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua tạ xuân hòa tạ xuân hòa thấy hắn dừng lại thì hơi bất ngờ cười nói bùi đại nhân có chuyện gì sao Bùi Văn Tuyên liếc mắt nhìn tạ Xuân Hòa một cái, ánh mắt rơi xuống trên thắt lưng hắn ta, túi hương tạ đại nhân đeo hôm nay rất khác biệt. Người nói cái này sao? Tạ Xuân Hòa cúi đầu, nhìn về phía túi hương bên hông mình, hắn ta cười cười, hôm nay trên đường gặp một giang hồ thuật sĩ đưa cho ta, nói là có thể giải trừ tai nạn, cầu bình an. Bùi Văn Tuyên nghe thấy những lời này thì nở nụ cười, thì ra là thế. Ta cũng chỉ là cảm thấy túi hương này khá đẹp, tại hạ còn phải chơi mã cầu, chờ đến khi quay về lại tâm sự cùng với đại nhân tiếp. Dứt lời, Bùi Văn Tuyên chắp tay hành lễ rồi lui ra ngoài. Một lát sau, Tô Dung Khanh và Bùi Văn Tuyên thúc ngựa chạy ra. Tô Dung Khanh ra sân rồi. Thượng quan nhã thở phào, Lý Dùng gõ cây quạt nhỏ vào lòng bàn tay, nhìn Tô Dung Hoa được người dìu đi cách đó không xa, lại nhìn thấy thượng quan nhã đứng bên cạnh cố ý dán mắt vào sân đấu không chịu rời mắt, nàng nghĩ một chút, ho nhẹ một cái lên tiếng phân phó ngươi đi xem tô đại công tử đi không đi thượng quan nhã lập tức mở miệng từ chối thời điểm này điện hạ đừng xử lý theo cảm tính bây giờ tất cả mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa lý dung nhìn bùi văn tuyên và tô dung khanh đã đổi y phục xong xoay người lên ngựa quay trở lại sân đấu thong thả mở miệng ngươi ở lại đây thì cũng chỉ xem mã cầu đi thăm hắn đi còn dây dưa cái gì nữa thượng quan nhã ngồi nghiêm chỉnh không cất lời Lý Dung nghiêng đầu, ngươi không đi nói rõ ràng với hắn, hắn sẽ không cam tâm. A à nhã, dù sao hắn cũng là đại công tử tô thị, cho dù có ăn chơi trác táng như thế nào, Lý Dung gần từng từ từng từ một tăng giọng, thì cũng là đại công tử của tô thị. Tô thị là một quái vật khổng lồ, chiếm cứ đại hạ mấy trăm năm, là danh môn quyền quý chân chính, cho dù thay đổi triều đại cũng không hề suy xuyển chút nào. Cho dù là một đại công tử chơi bời piết ống đãng cũng khiến Lý Minh xem trọng vài phần ví sức lôi kéo. Nếu như ngươi xử lý không thỏa đáng, tiếng chiêng trên sàn đấu vang lên. Hai đội nhân mã lập tức lao vào nhau trên sàn đấu. Lý Dung cất giọng bình thản, vậy thì ngươi mới là người trốn tránh xử sự, sự theo cảm tính. Thượng quan nhã mím môi. Một lát sau, nàng đứng dậy, cung kính nói vâng. Nói xong, thượng quan nhã đứng dậy rời đi. Cũng ngay lúc này, đám đông bất ngờ hô lên một trận. Lý Dung nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn thấy trên sàn đấu. Bùi Văn Tuyên một tay kéo dây cương, cả người treo một bên hông ngựa, giống như sẽ ngã xuống ngay lập tức đang vượt qua cây gậy của Tô Dung Khanh, vung tay đánh một cái rất mãn nhãn, mã cầu xuyên thẳng qua cầu môn, những tiếng la bất ngờ trước đó lập tức đổi thành tiếng reo hò cổ vũ. Lý Xuyên bưng chén trà đang định uống, vừa nghe thấy tiếng vang thì lập tức ngẩng đầu lên, thốt lên kinh ngạc nhanh như vậy sao? Nửa hiệp trước rằng có lâu như vậy, ai ngờ vừa mới tới nửa hiệp sau, Bùi Văn Tuyên vừa vào sân thì cầu đã vào lý dung không nói gì nàng chỉ nhìn người đang thúc ngựa trở lại vị trí phát bóng trên sân thi đấu dường như người đó cũng nhận ra ánh mắt của nàng từ trong đám người quay đầu lại dù cách rất xa nhưng khi hắn nhướng mày cười với nàng thì trên mặt hắn giống như tỏa sáng nụ cười kia mang theo mấy phần khiêu khích và càn rỡ giống như đang tranh công bàn tay đang âm thầm siết chặt của lý dung thoáng thả lỏng nét mặt nàng vẫn vững vàng như cũ không thể hiện chút cảm xúc nào chỉ thong thả nói khi hắn ở trong học viện chuyện gì cũng đứng thứ nhất. Bồi dưỡng đệ tử thế gia của Đại Hạ cũng không phải chỉ mỗi học hành. Văn có thể bình quốc, võ có thể an bang. Có trí để giúp đỡ xa tắc, cũng có nhã như đánh đàn điều hương. Những con người trẻ tuổi được dùng tất cả những tài nguyên, vật lực tốt nhất của Đại Hạ để bồi dưỡng, nhận được vô số kỳ vọng của mọi người. Ngay cả chuyện thi đấu mã cầu cũng cần phải ra sức mà tranh. Trọng tài bắt đầu tiếp, ném cầu lên trên, cầu còn chưa rơi xuống đất đã thấy cây gậy của tô dung khanh vung ra trong nháy mắt đánh thẳng về phía cầu môn của đội bùi văn tuyên hắn dùng sức rất mạnh dường như cầu sẽ bay ra khỏi sân ngay lập tức nhưng chưa kịp chờ mọi người định thần lại hắn đã thúc ngựa linh hoạt vượt qua sự phòng thủ của mấy người đuổi theo quả cầu kia giơ tay quất thêm một gậy thay đổi hướng bay của cầu vào cầu môn tô dung khanh này cũng không tệ nha lý xuyên nghe tiếng hoan hô âm vang dung cả đấu trường rất hứng thú bóc quyết cho một múi vào miệng nói ở mờ nghe nói trước kia hắn cũng đứng thứ nhất trong học viện của họ những người thứ nhất bọn họ đều chơi mã cầu lợi hại vậy sao đệ vẫn còn dám ý kiến à lý dung nâng quạt lên chỉ về sân đấu đệ học không giỏi bằng bọn họ quân tử mà lục nghệ sao không môn nào đạt đến đỉnh cao còn không nói ngay cả văn chương viết cũng không tốt chờ đến khi tỷ phu của đệ quay về sao lục nghệ sáu môn nghệ thuật bao gồm lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán. Ngừng, 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 Lý Dung nhanh chóng giơ tay ngăn tiếng lại nhảy của Lý Dung tỷ, xem mã cầu đi, tỷ nhìn sàn đấu nhanh lên, hai đại trưởng phu chơi bóng tốt như vậy, tỷ không thấy vui vẻ sao. Lý Dung cười nhạo một tiếng, cũng không gây khó dễ cho hắn nữa, quay đầu nhìn về phía sân thi đấu cả sân hoàn toàn khác biệt so với cuộc rằng co nhưng không quả cầu nào lọt vào cầu môn như nửa hiệp đầu. Hai người ở nửa hiệp sau đều là những cao thủ rất giỏi về tấn công trong thi đấu mã cầu. Cả một đường ngươi chạy ta đuổi, ngay cả Lý Minh cũng không ngồi yên một chỗ mà liên tiếp vỗ tay, quay đầu lại hào hứng nói với Thượng Quan Nguyệt, lần đầu tiên trong đời chấm được xem trận thi đấu đẹp mắt như vậy, thật phấn khích. Tầm mắt của cả thao trường đều bị hai người trên sân thi đấu hấp dẫn lý dung giả vờ lơ đã nhìn thoáng qua tạ xuân hòa đang ngồi trên vị trí của mình tập trung tinh thần nhìn sân thi đấu tất cả ánh mắt cùng cả người tạ xuân hòa đều đổ dồn vào sân thi đấu căn bản không hề để ý đến động tác của hạ nhân bên cạnh thấy sự chú ý của toàn đấu trường đều bị phân tán lý dung yên lòng quay đầu đi cầu lại tiếp tục vào cầu môn lần nữa nàng thuận theo giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay ta vốn tưởng rằng tô đại nhân sẽ không ra sân Bùi Văn Tuyên nâng tay đập cầu ra ngoài một cái. Tô Dung Khanh sóng vai chạy chung với hắn, cùng đuổi theo về phía mã cầu. Bùi Đại Nhân cũng ra sân, vì sao ta không dám chứ? Tô Đại Nhân rất tự tin. Bùi Văn Tuyên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn cười một cái, không biết Tô Đại Nhân có biết ta muốn làm gì không? Người muốn giết tạ Xuân Hòa, Tô Dung Khanh nâng tay lên đánh một cái, cầu vào. Hai người thúc ngựa quay đầu lại, trong lòng bùi văn tuyên sáng tỏ, xem ra bệ hạ đã báo tin cho ngươi, khiến cho tô thị để tiêu túc đi ngang qua. Tô Dung Khanh biết được tin tức tiêu túc phải nhập kinh từ trước, mà tiêu túc cần phải đi ngang qua hai khu vực, một khu vực thuộc tô thị, một bên là tả thị. Lận phi bạch nhập kinh lúc này đương nhiên là để tranh đoạt quyền điều hành tả thị trong tay để cắt đứt con đường về kinh của tiêu túc. Mà muốn nắm quyền điều hành tả thị thì tả Xuân Hòa không thể không chết. Mã cầu lại được tung lên một lần nữa, lần này bùi văn tuyên cướp được cầu trước vậy ngươi cũng biết ta định giết hắn thế nào sao tô dung khanh xông vào phía trước bùi văn tuyên kịp thời đánh cầu văng ra xa cất giọng bình thản hương mỹ nhân hôm nay ngươi sẽ bỏ thuốc dẫn vào trong trà khiến hắn bị độc phát cho nên ngươi lập tức thay đổi trà đồng của tạ xuân hòa đảm bảo những lá trà và trà cụ đều phải tách riêng ra để đun sôi trên mặt bùi văn tuyên mang theo ý cười tô dung khanh lập tức phản ứng lại bỗng ngước mắt lên, nước. Vừa dứt lời, Bùi Văn Tuyên dùng một gậy đánh cầu vào trong cầu môn, dương mắt khẽ cười, điểm tâm hôm nay hơi mặn, tạ Xuân Hòa thích ăn điểm tâm, khó tránh khỏi khát nước. Nước các người mang theo sợ là không đủ dùng. Á, à. vừa dứt lời, trong đám đông truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Lý Dung ngước mắt lên nhìn thì thấy tạ Xuân Hòa bỗng nhiên ngã xuống đất. Khi trên đấu trường đang cạnh tranh kịch liệt, Thượng quan Nhã đã tìm được liều trại nơi Tô Dung Hoa dừng chân, Nàng cho người thông báo một tiếng rồi vén rèm bước vào. Sau khi bước vào, nàng nhìn lướt qua thì thấy Tô Dung Hoa đang nằm trên giường, bên cạnh có một hạ nhân đang quỳ băng bó tay lại cho hắn. "Đại công tử có ổn không?" Thượng quan Nhã cười bước vào nhà, ngồi vào vị trí. Tô Dung Hoa không lên tiếng, hắn chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái rồi lại thu tầm mắt lại. Người hầu bên cạnh bước lên, rót trà cho Thượng quan Nhã. Nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tô Dung Hoa chờ một lúc rồi nhẹ giọng mở miệng, nàng tới làm gì? Dứt lời, Tô Dung Hoa lại cất tiếng chào phúng, chẳng lẽ là ta phá hủy chuyện tốt của đại tiểu thư nên đến để hỏi tội sao? Ây già, thượng quan nhã nhướng mày, ngươi cũng biết ngươi phá hủy chuyện tốt của ta à? Nghe nói thế, ánh mắt của Tô Dung Hoa bỗng nhiên lạnh đi, hắn rút tay ra khỏi tay hạ nhân, phất phất tay, hạ nhân lặng yên lui xuống. Thượng quan nhã nhìn thoáng quá, không hề để bụng, cất lời, vốn đã nghe thấy quy củ của Tô Thị Trăm năm danh môn rất nghiêm khắc, quả nhiên ngay cả một hạ nhân cũng hiểu chuyện thế này. Nói xong, nàng ngừng đầu nhìn về phía Tô Dung Hoa, nhưng không hiểu vì sao Tô Đại Công Tử lại không hiểu chuyện như vậy. Ta với ngươi làm bạn tốt một thời gian, ngươi lại phá hỏng hôn sự của ta như vậy. Thượng quan nhã bưng trà, trong nụ cười mang theo vài phần cảnh cáo có phải rất không nghĩa khí hay không? Bạn bè, Tô Dung Hoa nghe nói như vậy thì ngửa đầu cười khẽ, thượng quan nhã, tô dung hoa thở dài, sóc chăn đứng dậy, bước chân trần trên thảm đi đến trước mặt nàng ấy. Mặt thượng quan nhã không hề đổi sắc, tô dung hoa khom lưng xuống, chống hai tay lên hai tay vịn của ghế, chăm chú nhìn biểu cảm của thượng quan nhã, trên mặt mang theo nụ cười, có phải nàng coi ta là đứa ngốc hay không? Bên cạnh nhau lâu như vậy, nàng thật sự coi ta là bạn bè, nàng lại thật sự cho rằng ta coi nàng là bạn bè sao? Thượng quan nhã không nói gì, Hắn khẽ nghiêng người về phía trước một chút, áp vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói, ta chưa bao giờ xem nàng là bạn, nàng cũng thế. Thượng Quan Nhã siết chặt tay vịn, Tô Dung Hoa lùi lại phía sau một chút, tạo ra khoảng cách với nàng, trong mắt mang theo sự nhìn ngẫm, lúc ban đầu, nàng chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng ta, sau đó thì sao? Nàng còn dám nói nàng chỉ muốn lợi dụng ta sao? Vì sao không dám? Lợi dụng ta, nàng sẽ vào nhà giam giải thích với ta sao? Lợi dụng ta, lúc nàng biết ta đi gánh tội thay Dung Khanh thì lại đến thành cung đón ta. Lợi dụng ta, biết ta với Dung Khanh có xung đột thì đưa ta đi ngắm mặt trời mọc, cùng ta đi uống rượu, cùng nhau bước qua hơn phân nửa cái hoa kinh này mà về nhà sao? Chẳng qua ta chỉ thích chơi đùa thôi." Tiếng thượng quan nhã rất nhẹ, đại công tử dễ dàng tưởng thật quá. "Chơi đùa?" Tô Dung Hoa lên tiếng chào phúng, "Nếu nàng thật sự chỉ coi ta là một người bạn để chơi đùa, Ta tuyệt đối sẽ không dây dưa với nàng. Nhưng mà Thượng quan Nhã, hắn nhìn nàng chăm chú, nàng nhìn ta, lặp lại những lời này một lần nữa. Sao lại không thể? Thượng quan Nhã cười khẽ ngẩng đầu, nàng ấy nhìn Tô Dung Hoa tròng trọc, mở miệng định nói lời tàn nhẫn, ta cũng chỉ xem ngươi. Nàng muốn quyền lực ta có thể cho nàng. Tô Dung Hoa bỗng nhiên mở miệng, Thượng quan Nhã ngẩn người, hắn nhìn nàng chăm chú, hiếm khi nghiêm túc như vậy, ta biết nàng muốn Thượng quan ra muốn tự do, muốn là người nắm quyền thượng quan gia, ta có thể tự xin trục xuất khỏi tô thị, ở rể nhà nàng. Thượng quan nhã bàng hoàng mở to mắt, thấy phản ứng của nàng, tô dung hoa không nhịn được cười rộ lên. Sau khi ta ở rể, nàng vẫn có thể lại đại tiểu thư của thượng quan gia. Ta có sản nghiệp riêng trên danh nghĩa của mình, mấy năm nay kinh doanh cũng rất khá, có thể cung cấp lương thực. Ta có lan quận làm đất phong được tiên đế ban cho khi còn nhỏ, nàng có thể xây dựng quân đội ở đó nếu nàng và huynh đệ nàng phải tranh nhau thượng quan ra nàng muốn mượn sức triều đình ta có thể ra làm quan nếu như nàng không muốn ta ra làm quan ta cũng có thể chờ ở thượng quan ra phụ tá nàng thượng quan nhã tô dung hoa từ từ thu nụ cười lại hắn nhìn nàng nghiêm túc nàng muốn gì ta cũng có thể cho nàng có thể cho càng nhiều hơn nữa lúc trước ta không đề cập đến chuyện thành thân là bởi vì thời cục không thích hợp hiện giờ bệ hạ theo dõi sát sao thượng quan thị các nàng, vì để phân chia các thế gia, để ta đảm nhiệm vị trí thầy của Túc Vương. Tô thị là lá cờ để cân bằng vị trí của thượng quan gia trong lòng bệ hạ, lúc này đề thân, bệ hạ sẽ không đồng ý. Mà hiện giờ nàng cũng chỉ vừa mới nắm quyền thượng quan gia chưa lâu, ta ở rể, ta có thể chịu được áp lực của tô thị nhưng chưa chắc nàng đã chịu được áp lực của thượng quan thị. Cho nên ta chưa từng mở miệng, không phải là ta vô tâm, mà ta cho rằng nàng hiểu rõ là chưa thích hợp vậy thì lúc nào mới thích hợp thượng quan nhã mang giọng điệu trào phúng tô dung hoa nhận được lời này thì hơi cúi người xuống hạ thấp giọng dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy sau khi thái tử đăng cơ thái tử đăng cơ thượng quan nhã cười nào thái tử đăng cơ tô thị nhà các ngươi vẫn còn mạng sao tô dung khanh đang làm gì ngươi không biết sao dung khanh đang làm gì thì ta biết nhưng mà, Tô Dung Hoa ngước mắt nhìn nàng, phụ thân ta có ra tay sao? Thượng quan Nhã ngẩn người, Tô Dung Hoa đứng thẳng dậy, hai tay cuộn tay áo lại, "A à Nhã, cho dù là ai đăng cơ, Tô thị cũng sẽ không có chuyện gì. Tô gia sẽ không bị cuốn vào chuyện tranh đoạt, lúc trước Bệ hạ muốn mượn sức Tô thị để nâng đỡ Túc Vương, trong nhà lập tức đầy ta thành thầy của hắn, thật ra chính là dùng ta một kẻ không thích, không cầu con đường làm quan để lấy lệ với bệ hạ." dung khanh hiện nay chẳng qua cũng chỉ là một con cờ của bệ hạ có sự ràng buộc của gia quy để ấy sẽ biết đến lúc thì ngừng thái tử có thế gia nâng đỡ thượng quan thị bây giờ chỉ cần ở ẩn chờ bệ hạ trăm năm quy tiên thái tử đăng cơ ta với nàng sẽ kết thân nếu nàng đồng ý ta sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng để đón nàng làm đại phu nhân tô thị của ta nếu như nàng không muốn ta sẽ tự xin trục xuất khỏi gia môn tô thị đến ở dể nhà nàng tô dung hoa thượng quan nhã nghe hắn nói như vậy thì chậm rãi cười thành tiếng ngươi thật sự chẳng hiểu tô dung khanh chút nào tô dung hoa ngẩn người ngay đúng lúc này một trận kinh hô từ sân thi đấu chuyển tới hình như xảy ra rối loạn gì đó sắc mặt tô dung hoa lập tức thay đổi xoay người mang hài nhanh chóng xông ra ngoài trận thi đấu trong sân đã gần đến cuối trận thời gian còn chưa tới một khắc hai bên vẫn mãi ở thế hòa nhưng thời điểm này sự chú ý của mọi người sớm đã không nằm trong sân thi đấu. Tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn tạ Xuân Hòa bỗng nhiên ngã ngồi xuống. Lý Xuyên cũng nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía tạ Xuân Hòa để xử lý. Lý Dung yên lặng cất bước đi theo sau Lý Xuyên, bước đến trước mặt tạ Xuân Hòa. Tạ Xuân Hòa xanh cả mặt, nhưng cũng không phải dáng vẻ trực tiếp hộp máu như khi hương mỹ nhân phát tác. Lý Dung nhíu mày, nàng đến gần một chút thì nghe thấy một cỗ mùi hương nhẹ giống như không có nhưng lại rất rõ ràng. Mùi hương này có ấn tượng rất sâu với nàng, lần cuối cùng gặp Bùi Văn Tuyên kiếp trước, lúc Bùi Văn Tuyên vào phòng thì có mang theo mùi hương đó. Bùi Văn Tuyên nói túi hương đó là tô dung khanh cho hắn và tất cả những người bên cạnh nàng đeo. Chỉ là khi Bùi Văn Tuyên đeo túi hương đó thì mùi hương nồng đậm hơn nên bị nàng phát hiện. Nàng cũng không phải là người nhạy cảm với mùi hương, hoàn toàn không giống với cao thủ điều chế hương như bùi văn tuyên đối với mùi hương hầu như nàng người xong thì quên hết nhưng mùi hương này là lần gặp mặt cuối cùng của nàng và bùi văn tuyên là manh mối quan trọng nhất về chuyện tử vong của nàng cho dù đã sống lại nàng vẫn nhớ vô cùng rõ ràng hương mỹ nhân mà bùi văn tuyên dùng để ám sát tạ xuân hòa chắc hẳn là cỗ mùi hương này lý dung lặng lẽ lui một bước không dấu vết nhìn người bên cạnh vội vàng nâng tạ xuân hòa đi chuyện thi đấu vẫn còn đang tiếp diễn tất cả mọi người trong thao trường đều đã mệt mỏi nhưng tô dung khanh và bùi văn tuyên vẫn tiếp tục rằng co nhị công tử nếu như cầu của ngươi không vào bùi văn tuyên và tô dung khanh cùng đuổi theo mã cầu giọng bùi văn tuyên rất nhẹ trận này ngươi sẽ thua vì sao ngươi cảm thấy ta sẽ đánh cầu vào chứ tô dung khanh dùng gậy cầu ngăn gậy của bùi văn tuyên lại bùi văn tuyên thúc ngựa tránh ra khỏi tô dung khanh lách cầu vượt qua hai người đánh cầu qua lại lần lượt lặp lại qua lại trên sân thi đấu. Bây giờ tạ Xuân Hòa vẫn còn chưa chết. Nếu chúng hương mỹ nhân, không thể lâu như vậy mà vẫn còn chưa chết được. Lúc Bùi Văn Tuyên nói chuyện, tạ Xuân Hòa được người ta nâng vào trong lều trải, Lý Dung nhìn những đại phu vây quanh ông ta, nàng khoanh tay đứng tựa vào một bên, âm thầm quan sát tạ Xuân Hòa. Vì sao ông ta còn chưa chết? Đó dù sao cũng là độc do đại ca của ta tìm được từ trong tay giang hồ thuật sĩ người có thể hạ thì ta có thể giải. Tô Dung Khanh cướp mã cầu từ trong tay Bùi Văn Tuyên, đánh một gậy đưa cầu vào cầu môn. Lý Dung ở trong lều, nhìn tạ Xuân Hòa khẽ run rẩy hạ nhân bên cạnh hắn ta kéo lấy túi hương bên hông hắn ra rồi vội vàng lấy nước trà bên cạnh, đổ tất cả những thứ gì trong túi hương vào trong nước, vội vàng bưng qua cho tạ Xuân Hòa. Lý Dung thấy vậy, vội vàng bước lên phía trước, nắm tên hạ nhân lại, quát, ngươi làm gì vậy? lý dung vừa mắng như vậy thì mọi người đều quay đầu lại nhìn gã hạ nhân này vừa dứt lời tạ xuân hòa phun ra một búng máu lý dung liếc mắt quét về phía túi hương trong tay gã hạ nhân quay đầu lại nhìn tạ xuân hòa đang nhanh chóng chuyển biến xấu thì lập tức hiểu ra tác dụng của túi hương này đây không phải thuốc độc là thuốc giải là thuốc giải của hương mỹ nhân trong đầu nàng hơi loạn nàng không dám nghĩ nhiều lúc này chỉ siết chặt tay gã hạ nhân hắn đau khổ cầu xin điện hạ ngày hôm nay khi đi trên đường gặp một giang hồ thuật sĩ nói công tử nhà ta hôm nay sẽ gặp đại kiếp nạn tặng túi hương này nói nếu xảy ra chuyện thì bỏ túi hương vào trong nước trà sau khi ngâm xong thì cho công tử uống điện hạ bây giờ đã sắp xảy ra chuyện ngài mau bỏ ra một chút đang lúc then chốt của sinh mạng à để ta xem đại phu vừa nghe thấy lời này thì nhanh chóng bước đến lấy những dược liệu trong chén trà ra nhìn nhìn gật đầu nói cũng không phải dược liệu quan trọng gì cứ thử trước xem sao dứt lời đại phu cướp lấy chén trà một cái trực tiếp bưng đến trước mặt tạ xuân hòa cho người đỡ hắn ta dậy rồi đút nước trà cho hắn lý dung ngơ ngác nhìn cảnh tượng nàng mà trên sân thi đấu ba tiếng chiêm cuối cùng báo hiệu trận đấu sắp chấm dứt đã vang lên tiếng thứ nhất quả nhiên bùi văn tuyên cười rộ lên cướp mã cầu cuối cùng với tô dung khanh người có thể giải hương mỹ nhân thế nên loại độc hôm nay ta dùng không phải là hương mỹ nhân Tô Dung Khanh vừa nghe thấy những lời này thì đã biết chuyện không ổn. Nếu loại độc bùi văn tuyên dùng không phải hương mỹ nhân, vậy hắn có thể ra tay từ nơi nào? Tất cả đồ ăn đều phải nghiệm độc trước, dùng người sống thử độc, ngoại trừ. Tô Dung Khanh trợn mắt. Ngoại trừ thuốc, thuốc cứu mạng. Không có bất cứ ai nghiệm chứng xem thuốc cứu mạng có độc hay không ngay thời khắc mấu chốt. Tiếng chiêng thứ hai vang lên. Lý Dung nhìn tạ Xuân Hòa nuốt từng ngụm từng ngụm thuốc dài trong chén nước, nàng vô thức siết chặt nắm tay. Bỗng nhiên nàng ý thức được, nàng cần một đáp án, một chân tướng. Ngựa của Bùi Văn Tuyên đã đến gần ngựa của Tô Dung Khanh, hắn nhìn Tô Dung Khanh chằm chằm, cho nên ta có một vấn đề, muốn hỏi Tô Đại Nhân một chút. Tô Dung Khanh không quay đầu lại, bàn tay nắm dây cương của hắn khẽ run nhẹ nhẹ. Bùi Văn Tuyên nện một gầy về phía mã cầu, quả cầu lướt qua một vòng cung xinh đẹp trong không trung. Bùi Văn Tuyên ngửa đầu nhìn mã cầu, hỏi thành tiếng, túi hương năm đó ngươi đưa cho ta, rốt cuộc là thuốc độc, tiếng chim thứ ba vang lên, Bùi Văn Tuyên quay đầu lại nhìn về phía Tô Dung Khanh, hay là thuốc giải. Tô Dung Khanh không nói gì, hắn ngửa đầu nhìn bóng mã cầu thong thả lướt qua dưới ánh nắng chiều, bay qua cầu môn. Còn ở bên trong lều, tạ Xuân Hòa mạnh mẽ phun một ngụm máu đen ra ngoài. Đại phu vội vàng đè tạ Xuân Hòa lại, hét lớn thành tiếng, mang nhân sâm tới đây. Ngân châm, đưa ngân châm cho ta đám người bối rối không biết làm sao bỗng một thanh trường kiếm từ trong đám người đâm thẳng về phía Lý Xuyên cũng trong khoảnh khắc đó tiếng thét chói tai vang lên mạnh mẽ từ trong liều trại Lý Xuyên tránh được nhát kiếm thứ nhất vội vàng lùi đến trước mặt Lý Dung nâng trường kiếm ngáng trước người cùng thị vệ vây quanh người Lý Dung kéo Lý Dung ra bên ngoài chạy như điên bọn họ chém giết một đường từ trong liều trại ra ngoài Lý Xuyên ý thức được những người này tới vì hắn hắn đẩy Lý Dung qua bên cạnh vội vàng giống thành tiếng, bảo vệ công chúa đi trước. Dứt lời, hắn xoay người né sang hướng bên kia. Thị vệ nhận được lệnh, lập tức bảo vệ Lý Dung về hướng khác. Lý Dung nhanh chóng rời đi theo thị vệ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sát thủ đã sớm mai phục trong đám đông, gật đầu với đối phương một cái. Sát thủ nhận được lệnh, nhanh chóng thoát ra khỏi đám người, chỉ trong chốc lát, có cung tên bắn xuống như mưa về phía Lý Thành đang đứng xem bóng trên hành lang dài có người ám sát. Một tiếng thét nổ tung trong thao trường, trong một khoảng thời gian ngắn, các quý tộc đều la lên kinh hãi, chạy trốn xung quanh, thị vệ bảo vệ xung quanh Lý Minh, còn Lý Thành chưa kịp phản ứng thì đã bị cơn mưa tên sỏ xuyên qua nằm trên mặt đất. Bùi Văn Tuyên lập tức phản ứng, ám sát bắt đầu sớm đương nhiên là bên phía Lý Dung đã xảy ra chuyện. Hắn thúc ngựa quay đầu lại, vội vàng chạy về phía lều trại của tạ Xuân Hòa. Lý Dung tách ra khỏi Lý Xuyên, áp lực bỗng nhiên nhỏ hơn, những người này là vì Lý Xuyên mà đến, bây giờ trong thao trường nhiều người như vậy, chỉ cần nhanh chóng trở lại bên cạnh Lý Minh, cùng Lý Minh hồi cung thì sẽ hoàn toàn an toàn. Nhưng mà lúc nàng đưa người bước về phía trước vài bước thì bỗng cảm thấy mưa tên dập trời từ bên cạnh lao đến, thị vệ vội quát một tiếng, điện hạ. Lý Dung còn chưa kịp phản ứng đã bị người kéo gục xuống mặt đất. Vừa ngã xuống đất lại có thanh trường đao vội vàng chém về phía nàng. Nàng lăn một vòng tại chỗ, búi tóc bị bung ra, sau đó nàng cảm giác bản thân mình bị người ta kéo một cái, lập tức chặn ngang túm lấy, người đó vội la lên, điện hạ, ta đưa ngài đi trốn trước. Lý Dung leo lên ngựa, cuống quýt ngẩng đầu mới phát hiện xung quanh mình tất cả đều là sát thủ nhắm về phía nàng. Làm sao lại có nhiều người đến như vậy, nhiều người như vậy vì sao không đuổi về phía Lý Xuyên bên kia? Lý Dung vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy người của mình bị những kẻ này đánh tản ra, thị vệ che chở nàng bị đuổi theo suốt quãng đường, chạy vọt vào trong rừng. Lý Dung bỗng phản ứng lại, giống lên thành tiếng, không được. Không thể đi vào. Bên trong đó có binh lính của lục quân, có khoảng 600 người, mà trong 600 người này có bao nhiêu sát thủ thì căn bản không thể biết được. Điện hạ, không thể lui ra được. Thị vệ vội vàng trả lời, đạp ngựa nhảy một cái vào trong cánh rừng, Đồng thời nhấn cả người Lý Dung một cái, Lý Dung áp sát trên lưng ngựa, chỉ nghe bên cạnh đều là tiếng mũi tên như mưa. Nàng ôm đầu, cảm giác những nhánh cây sẹt ngang quanh người, gió gào thét lướt qua, phía sau tất cả đều là truy binh, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng hét to của Lý Xuyên từ phía sau chuyển đến A Tỷ. Lời tác giả Câu chuyện nhỏ một. Tô Dung Hoa, nàng yên tâm, đệ đệ ta tuổi còn nhỏ, không làm được chuyện gì lớn. Ta rất hiểu hắn từ nhỏ tính cách hắn đã ôn hòa, tuân thủ quy củ, nặng tình cảm. A à nhã, nàng yên tâm đi, chờ thái tử đăng cơ, hai chúng ta sẽ tốt. Tô Dung Khanh, đại ca, đệ mưu phản. Tô Dung Hoa, nụ cười dần dần vỡ ra. Tô Dung Khanh ca, ta là người đã 50 tuổi, đừng coi ta là hài tử. Tô Dung Hoa, mang ra pháp đến đây, ta phải đánh chết cái tên điên này. Chuyện về túi hương, có thể quay lại chương 12 miêu tả những chi tiết liên quan đến nam, nữ chính, sau đó liên kết với chương này. Nếu như chưa hiểu cũng không sao, chương tiếp theo các nhân vật chính sẽ tổng kết lại. Chương 158, Ngã Vực Lý Dung nghe thấy tiếng hét của Lý Xuyên thì vội vàng quay đầu lại, mơ hồ thấy Lý Xuyên từ trong đám người đuổi theo giống như mũi tên rời cung chạy thẳng lại đây. Đồng thời cũng cùng đuổi tới, còn có bùi văn tuyên bị tiếng hét của Lý Xuyên ảnh hưởng, cùng với Tô Dung Khanh ở trong đám người. Nàng chỉ nhìn thoáng thấy hình dáng đã bị thị vệ đằng sau nhắc nhở, điện hạ nằm sắp xuống cẩn thận. Dứt lời, con ngựa cất vó nhảy lên, bỗng nghe thấy một trận mưa tên, không biết bắn về phía nào. A à tỷ, Lý Xuyên thấy Lý Dung sắp vào trong rừng, hắn quất ngựa như phát điên, đôi mắt như muốn nứt ra, người đi phía sau hắn vội la lên, điện hạ, chúng ta phải đợi vào rừng để cứu công chúa, điện hạ đừng dấn thân vào nơi nguy hiểm. Lý Xuyên không hề để ý đến những lời nói của người khác, dứt khoát nhảy vào trong rừng. Bùi Văn Tuyên ở phía xa xa thấy hai tỷ đệ đều lao vào trong rừng thì không nhịn được thầm mắng Lý Xuyên lỗ em mờ ám một tiếng, hắn cưỡi ngựa ở phía xa hơn Lý Xuyên, mặc dù Lý Xuyên vào trước, nhưng sau khi vào rừng không lâu đã bị Bùi Văn Tuyên đuổi kịp. Bùi Văn Tuyên cưỡi ngựa song song với Lý Xuyên, vội la lên, điện hạ, rừng rậm nguy hiểm, ngài. Nguy hiểm còn chờ ngươi nói sao? lý xuyên quay đầu lại giận dữ mắng đi theo ta làm gì đi cứu người đi nghe hắn nói như vậy bùi văn tuyên lập tức bừng tỉnh ra là lý xuyên cố ý lao vào rừng những người đó ép lý dung chạy vào rừng mục đích thật ra là lý xuyên cho nên chỉ cần lý xuyên lao vào đại đa số binh lực sẽ bao vây để diệt trừ lý xuyên mới có thể tranh thủ thêm nhiều cơ hội cho lý dung bùi văn tuyên ta giao tỷ của ta cho ngươi lý xuyên siết chặt dây cương quay đầu nhìn Bùi Văn Tuyên, cắn răng lên tiếng, nếu ngươi dám phụ nàng, cô có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Dứt lời, Lý Xuyên bỗng đổi hướng, lao về một hướng khác trong rừng. Bùi Văn Tuyên thấy Lý Xuyên vừa mắng vừa xông vào sâu bên trong rừng, hắn cũng không do dự nữa, dứt khoát đưa người phi nước đại về phía Lý Dung. Lý Dung cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc nàng đang chạy trốn đi đâu, định đi đến chỗ nào. Nàng chỉ cảm thấy sau lưng đều là truy binh mà thị vệ vẫn luôn bảo vệ nàng cuối cùng cũng bị một người bắn trúng tên rất xuống ngựa. Cả người nàng đẫm máu tươi, Lý Dung giúp trùy thủ trong ngực ra đâm vào con ngựa. Con ngựa giật mình điên cuồng lao về phía trước, nàng ghét sát cứng người vào trên lưng ngựa, từ từ nhắm hai mắt, không dám quay đầu lại. Bùi Văn Tuyên nhìn phương hướng bỏ chạy của Lý Dung ở phía trước, giữa bọn họ lúc đó có bao nhiêu sát thủ không đếm được, Lý Dung không thể ngừng lại, sau khi ngừng lại, chắc chắn hắn sẽ không kịp cứu nàng. Nhưng nếu Lý Dung không ngừng, lấy tốc độ của nàng, bây giờ hắn cũng không thể cứu được. Vì vậy, hắn chỉ có thể đuổi sát sau Lý Dung, vào lúc nguy hiểm đến gần Lý Dung thì một mặt để cho hộ vệ che chờ hắn giải quyết những tên sát thủ lao lên ngăn cản bỏ họ, một mặt ngay lúc nguy cấp hắn kéo cung trực tiếp bắt chết những người đến gần Lý Dung. Rằng có một trận như thế, cuối cùng thì vệ bên cạnh nhắc nhỏ, đại nhân, phải khiến điện hạ dừng lại ngay lập tức, phía trước chính là vách núi bùi văn tuyên mím chặt môi không nói gì hắn hơi nghiêng người nhìn chằm chặt vào lý dung ở phía trước hắn tính toán khoảng cách giữa hai người ngựa của lý dung đã không thể ngừng lại nếu ngừng lại dựa theo số lượng sát thủ bên cạnh lý dung sợ là cũng không kịp cứu phải có một người đến bên cạnh lý dung che chở nàng trước cho bọn họ một cơ hội để đuổi đến kịp trước mặt lý dung cũng ngay đúng khắc này hắn nghe được một tiếng gọi lớn từ phía xa xa truyền tới bùi văn tuyên bùi văn tuyên vừa ngẩng đầu thì thấy tô dung khanh ở phía xa xa từ bên cạnh lao nhanh về phía lý dung bùi văn tuyên lập tức ngầm hiểu tô dung khanh sẽ bảo vệ lý dung một lát để tạo ra một đường sống cho nàng hắn hiểu ra những sát thủ giấu mặt cũng hiểu chưa chờ tô dung khanh đến trước mặt lý dung một đợt mưa tên dập trời cuối cùng bay đến lý dung siết chặt bờm ngựa phóng về phía trước bỗng nghe thấy ngựa hoảng sợ hí một tiếng sau đó lý dung cảm thấy trời đất đảo lộn con ngựa bởi vì đau đớn mà vung vẩy điên cuồng, cuối cùng nàng cũng không giữ được nữa, bị con ngựa hất mạnh ra ngoài. Phía trước nàng là vực thẳm, ngay khi nàng ý thức được sẽ rơi vào khoảng không, ý chí cầu sinh khiến cho nàng liều mạng bắt lấy những gì nàng có thể tóm được. Ngay đúng lúc tuyệt vọng, một cánh tay lạnh lẽo bỗng nhiên thò ra, siết lấy nàng rất chặt. Cả nửa người của người kia đã lọt ra khỏi vách núi, tư thế như vậy, gần như hắn không có chỗ nào có thể chịu lực được vì vậy lý dung chỉ kịp ngẩng đầu nhìn nhanh khuôn mặt của người đó thì đã thấy người đó cùng rơi xuống với nàng ngay khi người kia và nàng cùng nhau rơi xuống một lát cuối cùng bùi văn tuyên cũng đã đuổi tới nhưng hắn chỉ kịp đụng tới nửa đoạn tay áo của tô dung khanh đã phải trơ mắt nhìn hai người cùng rơi thẳng xuống hắn còn chưa kịp phản ứng triệu trọng cửu đã túm hắn lại một cái giống lên thành tiếng ngài nhảy theo cũng vô dụng bùi văn tuyên vẫn còn hơi hoảng hốt Triệu Trọng Cửu dùng một đao chém sát thủ đang lao tới, siết chặt cánh tay Bùi Văn Tuyên, "Đại nhân, chuyện quan trọng nhất lúc này là phải bảo vệ thái tử trước." Bùi Văn Tuyên nghe vậy quay đầu lại nhìn hắn, cánh tay bị Triệu Trọng Cửu siết rất chặt, cả người giống như đang cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc, Triệu Trọng Cửu không khỏi hạ nhẹ giọng hơn, "Đại nhân, bây giờ ngài là hy vọng lớn nhất của điện hạ. Có thể tìm thấy điện hạ sớm một chút thì điện hạ có nhiều đường sống hơn một chút." "Ta biết." Bùi Văn Tuyên cúi đầu hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh lập tức cho người xuống lục soát đáy vực tìm cho được công chúa những người khác thì đi tìm thái tử lúc nói câu đầu tiên giọng hắn còn khẽ run rẩy nhưng đến khi nói câu thứ hai thì đã hoàn toàn bình tĩnh lại hắn chống người đứng dậy hất bàn tay đang đỡ lấy hắn của triệu trọng cửu làm như chưa có chuyện gì xảy ra ngược lại còn trấn an những người khác ta không sao ta rất ổn dứt lời hắn quay đầu đi nhìn cuộc chém giết ở phía sau lý xuyên thu hút đại đa số sát thủ trong rừng lý dung đã ngã xuống vực bùi văn tuyên cũng chẳng cần phải kiêng rè gì nữa nhìn những sát thủ bị người của hắn bao vây trong rừng hắn nhẹ giọng phân phó để lại hai người sống rồi tra tấn những kẻ khác đều giết hết hạ lệnh xong dưới sự hộ vệ của một thị vệ khác hắn đi về hướng ngoài bìa rừng hắn vừa đi vừa thu xếp tất cả mọi chuyện giống như chuyện vừa nãy không hề ảnh hưởng đến bản thân hắn chút nào chỉ là khi triệu trọng cửu vừa rời mắt đi thì thấy bàn tay nâng kiếm của hắn vẫn không ngừng run lên. Khi Bùi Văn Tuyên dẫn người ra khỏi rừng rậm, Thượng Quan Nhã và Tô Dung Hoa đã mang theo Vũ Lâm vệ khống chế được tình hình. Lý Minh hồi cung trước, Lý Xuyên mới được cứu ra khỏi rừng, trên người hắn đều là vết thương. Bùi Văn Tuyện chạy qua, Lý Xuyên cố gắng mở to mắt, thờ hồn hình nhìn Bùi Văn Tuyên, tỷ của ta đâu. Công chúa rất ổn, điện hạ đi nghỉ ngơi trước đi, giữ gìn sức khỏe. Bùi Văn Tuyên bình tĩnh đáp. Lý Xuyên thở vào một hơi thẻ lỏng, trên đầu vai hắn còn ghi một mũi tên, cúi đầu thở hồn hển, ra lệnh cho Bùi Văn Tuyên ta. Ta phải ngủ một giấc, chờ ta, chờ đến khi ta tỉnh lại, ta muốn trông thấy A Tỷ. Nói xong, Lý Xuyên ngước mắt nhìn Bùi Văn Tuyên, trong mắt mang theo van nài, ta sợ ngươi. Sợ ngươi gạt ta, ta, ta rất lo lắng. Điện hạ an tâm đi. Bùi Văn Tuyên đứng dậy, sai người nâng Lý Xuyên vào trong doanh trướng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Xuyên, sắc mặt rất bình thản, nếu công chúa gặp chuyện không may, thần sẽ mang đầu tới gặp ngài. Nhận được lời này, cuối cùng Lý Xuyên cũng bình tĩnh lại, thờ hồng hộp nhắm mắt lại, để cho người ta nâng vào trong doanh trướng dưỡng thương. Chờ đến khi Lý Xuyên đã vào doanh trướng, Bùi Văn Tuyên quay đầu lại nhìn về phía thượng quan nhã, căn dặn nàng cách ứng phó với những chuyện đêm nay, nếu Lý Thành không chết, trong cung sẽ cho người theo dõi sát sao phía tây bắc chỉ sợ sẽ có một chút chuyện xấu để cho nhân mã của lận phi bạch chuẩn bị sẵn sàng có thể nhập cảnh bất cứ lúc nào thường thế của thái tử phải quan sát thật kỹ cho dù sống hay chết cũng không được truyền ra ngoài tối nay không có chuyện gì lớn phải làm chuyện ngày mai chờ ta quay lại chờ ngươi quay lại thượng quan nhã nhíu mày thời điểm như thế này ngươi muốn đi đâu điện hạ rơi xuống vực ta đi tìm điện hạ Thượng quan nhã ngây ngần cả người, bùi văn tuyên quá bình tĩnh khiến cho nàng ấy hoàn toàn không thể ngờ được vậy mà Lý Dung lại xảy ra chuyện. Những chuyện còn lại xin phiền đại tiểu thư. Bùi văn tuyên hành lễ một cái, cũng không chờ thượng quan nhã lên tiếng trả lời đã xoay người rời đi. Cuối cùng thượng quan nhã cũng định thần lại, vội vàng nói, bùi văn tuyên, ngươi. Ta ổn, ta không sao. Bùi văn tuyên đưa lưng về phía thượng quan nhã, khẽ gật đầu một cái đại tiểu thư không cần lo lắng dứt lời bùi văn tuyên cất bước đi về phía trước bây giờ đã vào đêm một mình hắn bước đi trong bóng tối mỗi một bước đều rất ổn định cũng không biết vì sao dưới sự cố gắng hết sức nện bước của hắn thượng quan nhã nhìn thấy một chút chật vật quyết tuyện đã sớm không thể khống chế mà tràn ra giống như người này đã dùng hết sức lực rồi không thể quay đầu lại được trong khoảnh khắc này thượng quan nhã đã ý thức được một điều rõ ràng người rất xuống núi chính là lý dung nhưng người rơi xuống địa ngục lại là bùi văn tuyên a à, nhã tô dung hoa bước đến phía sau nàng thượng quan nhã không quay lại nhìn hắn nàng ấy ngóng nhìn bóng dáng đã đi xa của bùi văn tuyên cất giọng rất khẽ người nhìn thấy chưa tô dung hoa dứt lời thượng quan nhã quay người nhìn thanh niên đứng phía sau nàng nàng cười cười tô dung khanh đã sớm không khống chế được rồi hắn đã kết minh với nhu phi từ sớm nâng đỡ túc vương lợi dụng hoàng đức hãm hại bùi văn tuyên án quân lương án khoa cửa thậm chí truyền cải cách thuế ám sát trong cuộc săn bắn mùa đông để đệ, đệ ngươi đều có tham gia hắn không chấp nhận được chuyện thái tử đăng cơ thái tử cũng không chứa được hắn ta cũng từng nghĩa đến thượng quan nhã quay đầu đi nhìn về phía phương xa cho dù là vùng ngoại ô nhưng vào mùa đông ánh sao cũng không rõ ràng bằng nụ cười trên mặt của thượng quan nhã Giữa chúng ta, ngoại trừ bệ hạ, cũng không có nhiều trở ngại lắm. Chỉ cần chờ thái tử đăng cơ, chúng ta có thể ở bên nhau. Thật ra ngươi nghĩ cũng không sai, ta cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó ta mới từ từ phát hiện, Tô Dung Khanh không chấp nhận được việc dưới chứng thái tử, mà ngươi cũng không thể bỏ mặc hắn. Ta đã từng hỏi ngươi, ngươi có muốn làm gia chủ của Tô ra hay không? Bây giờ ta lại hỏi ngươi một lần nữa. Thượng quan nhã ngước mắt nhìn hắn, nếu như cái giá phải trả cho việc thái tử đăng cơ là tô dung khanh phải chết ngươi có đồng ý không tô dung hoa không trả lời trong mắt thượng quan nhã rất thanh thản nàng cười rộ lên ngươi không muốn mà thái tử là căn cơ của thượng quan thì ta ta không thể bỏ mặc thái tử cũng không thể rời bỏ gia tộc cho nên ngươi xem trong mắt thượng quan nhã dâng lên một tầng hơi nước ta với ngươi là không thể ta rất cảm kích ngươi thượng quan nhã bước đến trước mặt tô dung hoa nàng vươn tay ra đưa một lá bài tô dung hoa đã tặng cho nàng cảm kích ngươi có thể cho ta nhìn thấy thì gia thân là con cháu thế gia cũng có thể dùng sự thành tâm mà sống nhưng mà thật xin lỗi trên mặt thượng quan nhã mang theo nụ cười giọng nghẹn lại cuộc đời này của ta cũng sẽ không gặp lại lá bài này thượng quan nhã đặt lá bài vào trong tay tô dung hoa nàng ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình bọn họ ở gần nhau như vậy gần đến mức nàng cảm giác được hơi thở của họ, ấm áp, giống như hai luồng huân hương đang cuồn cuộn tỏa lên. Tô Dung Hoa, cuối cùng thượng quan nhã lên tiếng, rời khỏi hoa kinh đi, đi du sơn ngoạn thủy, đừng bao giờ quay lại nữa. Khi thao trường hỗ loạn, Lý Dung bị Tô Dung Khanh ôm siết trong ngực, trực tiếp rơi vào trong hồ nước dưới vách núi. Sóng nước ầm ầm lao đến, Lý Dung mất đi thần trí trong nháy mắt, chờ đến khi tỉnh lại, nàng cảm giác mình đang nằm trên một đống cỏ khô, bên cạnh có ngọn lửa đang cháy. Lý Dung vội đứng thẳng dậy, bỗng phát hiện một cơn đau nhức dưới chân, nàng hít một ngụm khí lớn, vội vàng cúi đầu xuống, thấy cẳng thân của mình có một vết thương thật dài, đã được người khác băng bó xong, nhưng cử động vẫn cứ đau. Mà ở một góc hẻo lánh cách đó không xa, Tô Dung khanh ẩn mình trong chỗ tối. Bên cạnh tay hắn đặt thanh trùy thủ Lý Dung mang theo khi rất xuống vực, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng, dường như cả người hắn đều là vết thương, máu chảy ra nhiễm hồng cả áo trắng, nhìn có vẻ rất dọa người. Hình như hắn đã hôn mê bất tỉnh, tóc xóa ra, trên mặt hơi tái nhợt do bệnh, cả người dựa nghiêng vào một vách đá nhô ra, đôi mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt. Lý Dung đứng lên tạo ra tiếng động lớn như vậy nhưng hắn vẫn không tỉnh. Lý Dung lê cẳng chân bị thương bước đến bên cạnh Tô Dung Khanh, xoay người lấy trùy thủ. Nàng vừa động vào trùy thủ, Tô Dung Khanh lại bất thình lình giơ tay lên đè tay nàng lại. Lý Dung im lặng ngước mắt lên, thấy Tô Dung Khanh thờ hồn hển nhìn nàng, lộ ra một tia cầu xin. Yên tâm đi, Lý Dung hiểu ý của hắn, gạt cánh tay chẳng còn chút sức lực của hắn ra, lấy thanh trùy thủ đi, bình tĩnh nói ta còn có việc hỏi ngươi, tạm thời không giết ngươi. Nói xong, nàng cầm trùy thủ quay người đi, lại ngồi vào bên cạnh đống lửa. Vũ khí sắc bén cho nàng một chút cảm giác an toàn. Nàng tự ôm mình, nắm trùy thủ, ngồi ngơ ngác một lát không biết đã qua bao lâu bên ngoài bắt đầu có mưa nhỏ tiếng mưa rơi tí tách tí tách chuyển đến cuối cùng tô dung khanh cũng mở miệng dường như hắn bị cảm lạnh nên giọng có chút khàn khàn điện hạ muốn hỏi ta cái gì lý dung không nói gì nàng nhìn ngọn lửa đang nhảy múa một lúc lâu sau nàng mới mở miệng ta không biết nên hỏi từ đâu điện hạ có thể không hỏi giọng tô dung khanh rất nhẹ thật ra bọn họ cũng đều biết ngay khi lý dung dự định hỏi hắn thì tất cả đáp án đã có sẵn trong lòng nàng rồi nàng làm tất cả cũng chẳng qua chỉ là xác nhận lại mà thôi tiếp trước trước khi ta chết bùi văn tuyên đến gặp ta ta người thấy một mùi hương trên người hắn hắn rất am hiểu điều hương những mùi hắn thích đều là trầm trầm kín đáo mùi hương kia không phải thuộc về hắn vì vậy ta cũng để ý nhiều thêm một chút lúc sau ta với hắn tranh chấp hắn nói năm bừa bãi muốn giết ta chờ đến khi hắn đi người bưng cho ta một chén thuốc sau khi ta uống thuốc xong thì bị độc phát tác người nói cho ta biết đó là hương mỹ nhân ta nghĩ đơn giản rằng bùi văn tuyên muốn nâng đỡ nhị hoàng tử nên hạ độc với ta cái túi hương kia là mùi hương của hương mỹ nhân còn bát thuốc kia lại là thuốc dẫn của nó sau đó ta và bùi văn tuyên cùng nhau sống lại khi bọn ta đối chiếu lại tình hình ngay lúc đó ta mới biết thì ra mùi hương trên người bùi văn tuyên là do túi hương ngươi đưa cho hắn người nói sức khỏe ta không tốt Người bên ngoài bước vào cần phải mang túi thảo dược để tránh ca một trên thích khiến ta ho khan. Nên ta cho rằng là ngươi giết ta. Lúc đầu ngươi không sống lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng không quan trọng lắm, ta cũng không cố gắng truy cứu đến cùng. Sau đó lại biết ngươi cũng sống lại, ta cũng hỏi ngươi, ngươi nói cho ta biết là ngươi giết ta, ta cũng đơn giản kết luận chuyện này là vậy. Như vậy, giọng Tô Dung Khanh hơi suy yếu, hôm nay điện hạ còn muốn hỏi gì nữa? nhưng hôm nay ta lại cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy tô dung khanh nghe nói như vậy thì thong thả ngước mắt lên đón lấy ánh mắt của lý dung hôm nay bùi văn tuyên dùng hương mỹ nhân hạ độc tả xuân hòa nhưng sau khi tả xuân hòa chúng độc cũng không bị độc phát ngay lập tức có thể thấy là có gì đó kéo dài chuyện phát độc của hắn ta lúc ta chạy tới phát hiện trên người tả xuân hòa có một mùi thơm lạ lùng mùi hương này giống y như đúc mùi hương ta đã ngửi được trên người bùi văn tuyên lần cuối cùng vào kiếp trước. Ngay từ đầu, ta nghĩ đây là hương mỹ nhân, Lý Dung nhớ lại từng chi tiết ngày hôm nay, nhưng mà sau đó lại có một hạ nhân lấy túi hương đó đi, túi hương vừa rời khởi người thì tạ Xuân Hòa lập tức nôn ra máu, hạ nhân ngâm túi hương vào trong nước, nói là có cao nhân chỉ điểm, đây là giải dược, sau đó để tạ Xuân Hòa uống hỗn hợp nước và thuốc. Cho nên, ta có lý do để nghi ngờ. Lý Dung khẽ ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía người thanh niên đang ẩn trong chỗ tối kia, thứ năm đó người đưa cho Bùi Văn Tuyên, không phải là thuốc độc, mà là thuốc giải dùng để kéo dài sự phát độc của hương mỹ nhân. Điện hạ không am hiểu chuyện điều hương, có lẽ là người nhầm rồi. Tô Dung Khanh trả lời rất vững vàng. Ngay cả mùi hương ta người có mùi gì ngươi cũng không biết. Lý Dung không nhịn được, bật cười thành tiếng, ngươi dám khẳng định ta người nhầm rồi sao? Tô Dung Khanh không nói tiếp, Lý Dung nhìn hắn, nói đi, năm đó là ai giết ta? Là ta, Tô Dung Khanh quyết đoán thừa nhận. Lý Dung thấy hắn dầu muối đều không ăn, nàng cười cười, Tô Dung Khanh, ta cứu ngươi. Lông mi Tô Dung Khanh khẽ run, Lý Dung đứng lên, khập khiễng bước đến trước mặt Tô Dung Khanh, nàng khom lưng xuống, cúi đầu nhìn hắn, ta là chủ tử của ngươi, ta nuôi ngươi 20 năm, cả đời ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì, hôm nay ta cầu xin ngươi, hãy nói cho ta biết trong mắt nàng dâng lên hơi nước, là ai? Đã giết ta? Điện hạ, Tô Dung Khanh ngửa đầu nhìn nàng, chuyện này không quan trọng. Nếu nó không quan trọng, Lý Dung cười rộ lên, người quay về, cùng ta phụ tá xuyên nhi lên nắm quyền rồi. Ánh mắt Tô Dung Khanh khẽ trốn tránh, Lý Dung quan sát tất cả từng chi tiết trong biểu cảm của hắn, nàng ngồi sổ người xuống, ngửa đầu nhìn Tô Dung Khanh, không phải năm đó người đã nói, gia nhập vào phủ công chúa của ta, Kết cỏ ngậm vành, dù sống hay chết cũng sẽ báo đáp sao? Tô Dung Khanh, ngươi muốn thất hứa sao? Không. Người phụ tá Xuyên Nhi đăng cơ với ta thì có sao chứ? Điện hạ, Lý Xuyên giết toàn tộc ta. Nhưng hôm nay hắn vẫn chưa làm gì cả, Lý Dung theo sát không rời, vì sao vẫn không thể buông tha hắn? Chúng ta đều là những người đã chết và sống lại, rất nhiều chuyện chúng ta có thể tránh đi. Chúng ta cùng nhau phụ tá Xuyên Nhi đăng cơ ngươi làm gia chủ tô gia của ngươi, kiếp này ngươi sẽ sống thoải mái, ta có thể làm mai cho ngươi, để ngươi thú một cô nương mình thích. Có ta ở đây, Xuyên Nhi sẽ không ra tay gì với thế gia cả. Ngươi không cần phải lo nghĩ nhiều, giọng lý dung ôn hòa, chúng ta cùng nhau khiến cho Xuyên Nhi trở thành đế vương, sau đó chúng ta có thể sống tốt. Sẽ không tốt được. Cuối cùng Tô Dung Khanh cũng không nhịn được nữa, hắn nâng tay đặt trên vai Lý Dung, điện hạ, ngài không cần quan tâm đỡ ến chuyện này nữa, ngài quay về đi, đưa Bùi Văn Tuyên rời khỏi Hoa Kinh, sau một năm ta đón ngài trở về. Trở về nhìn Xuyên Nhi đăng cơ sao, Lý Dung ôm chờ mong cất tiếng hỏi. Cuối cùng Tô Dung Khanh cũng không khống chế dược nữa, hắn hét to thành tiếng, hắn không thể đăng cơ. Hét xong câu này, hai người không nói thêm gì nữa. Tô Dung Khanh ý thức được mình đã nói gì, hắn không dám ngẩng đầu lên, hai tay hắn đặt trên vai Lý Dung, cúi đầu xuống khẽ th ở dốc lý dung nhìn tô dung khanh trên mặt mang theo sự thương hại nói thì sao chứ giọng lý dung rất bình tình chuyện đời trước người nghĩ rằng ta và ngươi đều để tâm lắm hay sao chuyện trong cung ai phản bội ta cũng không sao cả ta cũng sẽ không đau lòng ngươi không nói thật ra ta cũng biết năm đó chắc chắn ta trúng độc hương mỹ nhân nếu không ngươi sẽ không biết dùng thuốc giải của hương mỹ nhân mà sau tô dung hoa người biết phương pháp điều chế hương mỹ nhân chẳng qua chỉ có ba người ngươi, Bùi Văn Tuyên, còn có." Lý Dung cảm thấy hai chữ kia vô cùng khó nói, nàng gần như dùng hết tất cả sức lực một đời mới nói ra được hai chữ đó, "Lý Xuyên. Nếu không phải ngươi, không phải Bùi Văn Tuyên, vậy thì còn là ai chứ?" "Dung Khanh, ta không phải con chim hoàng yến nuôi trong phòng, ta có thể chịu mưa chịu gió, cũng đã nhìn trời cao biển rộng. Nếu như ngươi vẫn còn coi ta là điện hạ của ngươi, ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, nói cho ta biết." Lý Dung nhìn hắn, giọng rất dịu dàng là ai giết ta tô dung khanh không nói gì tiếng mưa bên ngoài vẫn tí tách tí tách rơi lý dung kiên nhẫn chờ hắn một lúc lâu sau cuối cùng tô dung khanh cũng mở miệng tất cả mọi người lý dung ngẩn người bàn tay nắm đầu vai nàng của tô dung khanh khẽ run rẩy hắn ngước mắt lên nhìn về phía lý dung là ta là lý xuyên là tất cả mọi người cùng nhau giết ngài tiếng sét chợt vang lên ngoài sơn động trên mặt tô dung khanh toàn là nước mắt nhưng dường như hắn đã buông xuống được gì đó cười vô cùng vui vẻ vậy nên điện hạ ngài có biết vì sao cho dù đã sống lại một đời ta cũng không thể để lý xuyên đăng cơ không ngài biết vì sao rõ ràng ta đã sống lại ta đã trở về ta vẫn còn ở đây ta là một đại trượng phu những phải trơ mắt nhìn ngài gà cho người khác không ta không muốn tranh giành sao ta không dám tranh sao ta không tranh lại hắn sao cũng không phải chính là bởi vì giọng của tô dung khanh trở nên rất trầm hắn cười nhìn lý dung ta không có tư cách những người giống như ta và lý xuyên đều chỉ xứng sống ở trong địa ngục ta đáng chết lý xuyên trong mắt tô dung khanh phảng phất như có một bãi tha ma trải đầy cỏ hoang cũng không nên sống tác giả nói ra suy nghĩ của mình chương tiếp theo sẽ để cho bồi ngọt ngào đến khiến cho thế giới tràn ngập tình yêu chuyện vì sao chết cũng sẽ nói, đêm nay ngủ ngon trước đi nha. mươi 159, chân tướng. Đại nhân, nếu không thì nên nghỉ ngơi một chút đi. Cùng với cơn mưa nặng hạt, những tia chớp xuất hiện xé ngang bầu trời hiện tại, hắt ánh sáng lên hai người đang treo leo trên vách núi. Triệu trọng cửu và bùi văn tuyên sớm đã bị nước mưa xối ướt nhẹp, trên người hai người đều cột dây thừng, trên lưng có mang những loại dược liệu thường dùng để cứu mạng băng vải những mồi lửa được gói cẩn thận bùi văn tuyên sắp xếp xong mọi việc sau khi ra lệnh cho mọi người từ bên ngoài vào trong núi tiến xuống đáy vực thì cho người chuẩn bị dây thừng cố ý phải tự mình xuống dưới đi vòng qua giáo trường để yên ổn xuống dưới đáy vực cần thời gian ít nhất một đêm nếu trực tiếp leo từ vách núi xuống nếu giữa lúc đó không ngừng lại nghỉ ngơi chỉ không đến hai canh giờ thì có thể xuống đến đáy vực nhưng bởi vì không có dây thừng dài đến như vậy cần rất nhiều dây thường cột cái mới đủ một người đi xuống. Như vậy, nếu như dây thường có gặp vấn đề gì, hoặc là lực người leo xuống vực rớt xuống vượt qua sức chịu của dây thường thì đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Bùi Văn Tuyên không yên tâm để cho những người khác leo xuống, hắn sợ bọn họ không để tâm, ngại bọn họ không đủ nhạy bén, sợ lỡ trong đám họ có người làm phản. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Bùi Văn Tuyên không yên tâm giao Lý Dung cho bất kỳ kẻ nào. Vì vậy hắn và Triệu Trọng Cửu cùng nhau leo xuống vực bọn họ từ đỉnh núi trèo xuống một đường mặc dù không thấy rõ chiều sâu đến đáy vực nhưng tay bùi văn tuyên vẫn bám trên vách đá làm rớt đá vụt trên đó cảm nhận tiếng gió đêm gào thét thổi qua khi không nghe được tiếng hòn đá rơi xuống ngược lại hắn có một cảm giác yên tâm khó hiểu hắn đang bước trên đường lý dung đã từng đi nếu sinh mệnh lý dung đã đi đến bước cuối như vậy hắn cũng đang bước đi trên con đường không có lối về vì vậy vừa vào đêm hắn bắt đầu đi xuống tốc độ leo xuống vực của hắn được khống chế rất đều đặn từ đầu đến cuối hắn không nói một câu nào cả người giống như đã bị rút hết cảm xúc ra chỉ tính toán tỉ mỉ bước tiếp theo nên đặt chân lên tảng đá nào sau đó thì khi nào nên buông tay ra đi được một nửa tay hắn đã bị những vụn đá cứa đến mức đầy những vết thương đã chảy ra từ sớm bưng sắc mặt hắn vẫn chẳng hề thay đổi triệu trọng cử nhìn thấy dáng vẻ như vậy của hắn mặc dù không nhìn ra điều gì nhưng vẫn không tìm lòng được mà nhắc nhở, đại nhân, có thể nghỉ ngơi một chút. Ta ổn, Bùi Văn Tuyên lặp lại, ta không sao, tiếp tục đi. Nói xong, hắn lùi chân xuống, dẫm lên một tảng đá. Tảng đá vừa bị dẫm lên kia không chịu nổi trọng lượng của hắn, rơi mạnh ra, cả người hắn quẹt ngang qua vách đá thẳng tắp, những tảng đá sắc nhọn ma sát y phục qua hắn, vẽ lên những mết thương nóng rát trên da thịt hắn. Dây thường nhanh chóng chợt xuống, người ở phía trên hoàng hồn đám người nhanh chóng cùng nhau bắt lấy dây thừng triệu trọng cửu cũng không nhịn được mà hô to một tiếng đại nhân bùi văn tuyên không nói gì vào khoảnh khắc hắn rơi xuống rất nhanh hắn vẫn quan sát vách đá giống như một con sói sau đó bỗng giơ tay ra túm chặt lấy một chỗ nhô ra hắn đã sớm nhìn thấy sau khi ổn định cơ thể hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên bình tĩnh giống như không phải người lần đầu tiên leo vách núi ta không sao tiếp tục hắn sẽ không chết ở đây lý dung vẫn chưa biết sống chết thế nào hắn tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này lúc bùi văn tuyên đang trèo vách núi xuống trong sơn động ánh sáng tia chớp chiếu rọi lên khuôn mặt của tô dung khanh lý dung nhìn hắn cũng không nói lời nào sắc mặt nàng không hề thay đổi giống như đây là điều nàng đã sớm chấp nhận hiểu và đồng ý giống như một chuyện không thể bình thường hơn lý do thì sao lý dung mở miệng giọng nghèn nghẹn xuyên nhi không nên giết ta nàng đã phụ tá Lý Xuyên cả đời. Nàng là tỷ tỷ của hắn, sau khi phụ mẫu ra đi, họ là những người có quan hệ thân mật nhất, là người cùng chảy chung dòng máu. Cho dù hắn lo lắng nàng có quyền hành quá mức, cũng không nên trực tiếp ra sức hạ sát thủ như vậy. Năm Đức Húc thứ 25, Điện Hạ đi dạo bên ngoài, tình cờ gặp được một vị luyện đan sư, nghe đồn là trên người có mang tuyệt kỹ. Điện Hạ tìm hiểu nhiều mặt, cũng lên núi thỉnh xuống nhiều lần mới mời được luyện đan sư xuống núi, đưa đến cho bệ hạ. Giọng Tô Dung Khanh rất nhẹ, Lý Dung từ từ mở bừng mắt. Năm Đức Húc thứ 28, bệ hạ bắt đầu thường cảm thấy sức khỏe không ổn, bắt đầu điều tra trong cung nhưng cũng không giải quyết được gì. Không lâu sau đó, vị luyện đan sư mà điện hạ dâng lên đã say rượu ngã xuống hồ chết. Luyện đan sư kia có vấn đề. Luyện đan sư kia, Tô Dung Khanh mím chặt môi là người thế gia chọn lựa tỉ mỉ, do một tay thượng quan nhã sắp xếp, cố ý dẫn đường để cho Điện hạ tình cờ gặp. Cho nên Xuyên Nhi cho rằng ta muốn giết hắn. Lý Dung cảm thấy khá mắc cười, vì sao hắn không hỏi ta chứ? Hỏi một câu, nếu luyện đan sư đó thật sự là do Điện hạ cố tình sắp xếp bên cạnh bệ hạ, Điện hạ sẽ thừa nhận sao? Tô Dung Khanh hỏi lại, Lý Dung nói không lên lời. Hắn nói đúng cho dù có phải nàng có thật sự muốn giết lý xuyên hay không lý xuyên cũng không thể hỏi được chân tướng từ chỗ nàng hỏi không ra thì còn mở miệng làm gì sau đó thì sao lý dung khống chế cảm xúc của mình nếu lúc ấy đã điều tra ra vì sao không trực tiếp điều tra ta người ta tặng có vấn đề nếu như hắn muốn truy cứu thì có thể ra tay hắn phải ra tay thế nào đây tô dung khanh lập tức hỏi lại lúc ấy ngài là trưởng công chúa là người đại diện của thế gia là giám quốc trưởng công chúa tay nắm quyền cao, nếu như hắn gióng chống khua chiêng muốn ra tay với ngài, thì có thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Vậy cho nên, cho nên hắn chọn hạ độc, mỗi 7 ngày ngài lại vào cung một lần đánh cờ với hắn, trên quân cờ chính là hương mỹ nhân. Tích tụ qua tháng ngày đã sớm ngấm tận xương tận tủy, cho nên sau năm đức húc thứ 28, sức khỏe ngài vẫn không ổn. Kể từ lúc đó, người đã biết, Lý Dung nhìn Tô Dung Khanh, biết ta đã trúng độc. Đúng, Tô Dung Khanh buông mắt xuống, ta đặt thuốc giải vào trong túi hương, để cho mọi người đeo để trì hoãn độc tính. Vì sao không cứu ta? Lời này vừa hỏi ra miệng giống như một câu hỏi không thể trả lời, một lúc lâu sau hắn vẫn trầm mặc. Nói đi. Lý Dung siết chặt nắm tay, đã đến lúc này rồi còn có chuyện gì không thể nói. Là thượng quan nhã và ta cùng nhau quyết định. Tô Dung Khanh nói đến đây, giọng hắn khẽ mang theo chút run rẩy, thật ra bọn ta đều biết điều quan trọng nhất trong lòng ngài chưa bao giờ là thế gia. Một khi bọn ta và Lý Xuyên có xung đột, ngài sẽ lập tức phản chiến. Cho nên bọn ta quyết định đứng ngoài nhìn xem, có thuốc giải hương mỹ nhân trong tay, nên chuyện giải độc cho ngài cũng có thể làm bất cứ lúc nào, giết ngài cũng chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay. Sau đó thì sao, cuối cùng là ai quyết định giết ta? Sau đó, bệnh Lý Xuyên càng lúc càng nặng, vào buổi sáng trước khi ngài chết một ngày, Lý Xuyên không ngừng nôn ra máu trong cung, hắn triệu Bùi Văn Tuyên vào cung muốn hạ di chiếu. Sau khi Bùi Văn Tuyên có được di chiếu, Lý Xuyên hỏi hắn một chuyện. Hắn hỏi Bùi Văn Tuyên, sau khi hắn chết, nếu ngài mưu phản thì Bùi Văn Tuyên sẽ làm thế nào? Bùi Văn Tuyên nói với hắn, ngài là tỷ tỷ của hắn, vĩnh viễn ngài sẽ không bao giờ làm như vậy. Lúc lời này vừa nói ra, Lý Dung bình tĩnh nhìn hắn nhưng cuối cùng nước mắt cũng đã trào ra khỏi vành mắt. Tô Dung Hoa khẽ ngừng lại, lý dung chỉ nói nói tiếp đi vì vậy lý xuyên biết chắc chắn bùi văn tuyên sẽ không thể giết ngài bởi vì ngài trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ phản bội chờ đến khi bùi văn tuyên rời đi lý xuyên rơi vào hôn mê trước khi hắn hôn mê hắn đã hạ một tử lệnh yêu cầu hạ độc dế tê chết ngài mà khi thượng quan nhã biết được hắn đã hôn mê thì đầu tiên là khóa cửa cung ngăn mọi người ra vào sau đó báo cho ta biết đây là cơ hội tốt nhất Cơ hội gì, Lý Dung không nhịn được nở nụ cười. Tô Dung Khanh cũng cười, cơ hội nắm lấy quyền khống chế phủ công chúa trong tay. Cho nên, Bùi Văn Tuyên đến tìm ta là bởi vì hắn cầm được di chiếu, muốn nói chuyện một lần cuối cùng với ta. Lúc đó người còn chưa biết chuyện khóa cửa cung nên vẫn giống như trước đó. Lo lắng Bùi Văn Tuyên bị Lý Xuyên lợi dụng mang độc hương mỹ nhân trên người nên ngươi đưa cho hắn túi hương chứa thuốc giải. Sau đó ngươi lại được thượng quan nhã truyền tin, khi Lý Xuyên cho người hạ độc ta, Rõ ràng ngươi có thể giải độc thì lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Phải, Tô Dung Khanh không phủ nhận, Lý Dung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngươi vẫn không hiểu, vì sao Lý Xuyên phải giết ta vào giây phút cuối cùng? Hắn có thể giết sớm một chút, vì sao phải đợi đến khắc cuối cùng? Bởi vì trong lòng bệ hạ, cả cung đình, triều đường đều chỉ là một ván cờ. Trách nhiệm lớn nhất cả đời hắn chính là giữ cân bằng cho ván cờ này. Năm đó thế gia hưng thịnh, bệ hạ cắt máu cổ tay, giết hơn nửa người của thượng quan thị, ngay cả cứu cứu của hắn đều bị hắn chính miệng hạ lệnh chém giết. Sau đó lại diệt toàn tộc tô thị để đe dọa các nhà. Thật ra lúc đó, thế gia đã ngầm liên kết với nhau có ý định mưu phản, nhưng mà đột nhiên bệ hạ lại tuyên bố lùi vào trong cung, tu tiên vấn đạo, điện hạ trở thành giám quốc trưởng công chúa, thế gia mới được trấn an, quyết định nhẫn nại. Thật ra đây là thủ đoạn cân bằng của bệ hạ sau đó bệ hạ lại âm thầm nâng đỡ bùi văn tuyên bùi văn tuyên và tần lâm một văn một võ chống đỡ hàn tộc tạo thành thế đối lập với điện hạ như vậy điện hạ nghĩ thử xem nếu bệ hạ chết đi thì thế cân bằng này có còn nữa hay không vì sao không được chứ lý dung không rõ bùi văn tuyên thân là người đứng đầu hàn tộc nhưng nếu ngài muốn giết hắn thì sao tô dung khanh ngắt lời lý dung lý dung có chút ngỡ ngàng tô dung khanh cười khổ điện hạ tâm ý của Bùi Văn Tuyên đối với ngài như thế suốt 30 năm, khi hắn nói với bệ hạ ngài là tỷ tỷ của bệ hạ, tuyệt đối sẽ không bao giờ mưu phản vẫn còn chưa rõ ràng sao. Hắn là đối thủ của ngài nhiều năm như vậy, nhưng đến lúc cuối cùng, cũng chưa hề nghĩ tới ngài sẽ phản bội. Bùi Văn Tuyên sẽ không giết ngài, nhưng sau lưng ngài còn có ta, có thượng quan nhã, nếu ngài muốn giết hắn thì rất dễ dàng. Một quân cờ đổi một quân cờ, trong lòng Lý Xuyên, người áp chế ngài cũng không phải là Bùi Văn Tuyên mà là chính hắn. Nếu hắn đã chết nhưng ngài vẫn còn sống thì ván cờ này sẽ mất cân bằng. Giữ lại Bùi Văn Tuyên và Tần Lâm để phụ tá Lý Bình, đối kháng với thế gia do Thái tử đứng đầu, sau khi tàn sát tranh đoạt thì ván cờ mới có thể cân bằng. Như vậy quân chủ tiếp theo mới không gặp tình huống bị một phương càn tay như lúc hắn đang cơ. Nếu ngài còn sống, chỉ cần ngài ra tay giết Bùi Văn Tuyên thì Hàn Môn không còn lực chống cự gì nữa, mà ngài thân là trưởng công chúa, quyền lực cao đến mức nào, quân chủ mới sẽ không chấp nhận ngài, mà ngài cũng không thể chấp nhận một tân quân mới sẽ kiềm chế bản thân mình. Cho nên điện hạ, trong mắt Tô Dung Khanh mang theo vẻ xót thương, thật ra, dù có chuyện luyện đan sư kia hay không, ngài và Lý Xuyên đều phải có kết cục là chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lý Dung không thể thốt lên lời. Mỗi một câu Tô Dung Khanh nói, thật ra cũng chẳng hề sai. Phú Quý che mở con mắt Năm đó nàng nhịn Lý Xuyên là bởi vì Lý Xuyên là đệ đệ nàng, nếu như là một người trong Lý Bình hoặc Lý Tín đăng cơ, dám làm trái ý nàng như Lý Xuyên, nàng cũng không biết bản thân mình có thể nhẫn nại đến lúc nào. Lý Xuyên cũng không nhìn lầm nàng, nếu như hắn chết, kéo nàng theo để tránh gây trở ngại cho tân quân sắp lên thì vô cùng đúng đắn. Ở trên địa vị cao đã quen, không còn gì cả, cũng chỉ có thể nắm chặt quyền lực. Bây giờ hồi tưởng lại, người khác đã thay đổi hoàn toàn chẳng phải nàng cũng vậy hay sao? Luyện đan sư là ngòi nổ khiến Lý Xuyên không tin nàng, nhưng nếu Lý Xuyên là Lý Xuyên năm 17 tuổi thì đã sớm đạp cổng nhà nàng hỏi nàng là có chuyện gì xảy ra. Nhưng Lý Xuyên năm 48 tuổi đã sớm chẳng còn tin tưởng ai nữa, là một quân vương có thể vứt bỏ bất cứ kẻ nào. Lý Dung ngẫm nghĩ cặn kẽ những điều này, không nhịn được mà nở nụ cười, nàng cúi đầu cho nên tất cả những chuyện ngươi làm bây giờ là vì báo thù sao. Điện hạ Tô Dung Khanh cười khổ, chuyện kiếp trước, đã sống lại một đời, còn nói chuyện báo thù gì nữa. Chỉ là Dung Khanh cảm thấy, cho dù sống lại thêm một đời nữa, Lý Xuyên cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Lý Xuyên thích đao to bố lớn, lỗ em mở áng cố chấp. Hắn không thể chấp nhận được thế ra, cũng không chịu được điện hạ trong tương lai. Điện hạ ngài không phải là một nữ tử cam tâm tình nguyện được nuôi trong thâm cung hậu viện, một nước không thể có hai vua, Lý Xuyên đăng cơ, sớm muộn gì cũng sẽ đến một ngày hai người phải đi đến con đường hướng đao kiếm về nhau ta biết điện hạ cảm thấy đã được sống lại một đời nếu chúng ta có thể làm tốt hơn một chút thì có thể thay đổi được mọi thứ cần phải làm tốt đến mức nào chứ kiếp trước chúng ta đối xử với lý xuyên không tốt sao hắn bị lý minh phế trở thành một thái tử xa cơ là thế gia đã tập hợp quân lực của mọi nhà tặng môi vị hoàng đế cho hắn nhưng sau đó thì sao hắn muốn bắt phạt quần thần không đồng ý nhưng hắn vẫn cố ý làm, vì vậy bắc phạt thất bại, quốc khố trống rỗng, lại gặp lũ lụt phía nam, không còn tiền bạc để cứu trợ thiên tai, đến mức xác chết la liệt khắp nơi, bá tánh lầm than. Hắn cho rằng đó là lỗi của thế gia, không chịu để ý đến thực tế mà thay đổi, đến mức khởi nghĩa nổi lên tư xứ, ngọn lửa chiến tranh nổ ra khắp nơi. Sau này vì để nâng đỡ hàn môn, ở hậu cung thì độc sùng tần phi, trước mặt thì chèn ép các thần tử thế gia, giết cữu cữu, nhốt mẫu thân nhốt thái hậu ở hành cung rồi còn tạo án oan hãm hại cả gia tộc tô thị của ta đến lúc cuối cùng còn vì quyền lực mà ngay cả ngài cũng không tha điện hạ ngài còn muốn thay đổi thế nào tô dung khanh nhìn chằm chằm vào nàng chất vấn bản tính hắn vốn không phải là thô bảo nhưng mà lại khơ giải vô năng độc đoán ngang ngược chờ đến khi hắn trở thành hoàng đế ngài muốn cùng hắn bắc phạt hay là cùng hắn cải tổ đại hạ đã tích lũy trăm năm cho dù là tùy tiện bắc phạt hay là tùy tiện cải tổ cũng đều là những hành động liều lĩnh nếu điện hạ không làm bừa cùng hắn ngài muốn khuyên can vậy kiếp trước ngài không khuyên được kiếp này ngài có khả năng khuyên được sao cuối cùng cũng giống như kiếp trước tô dung khanh lên tiếng khẳng định hắn không hài lòng ngài can thiệp khắp nơi trong lòng sẽ sinh ra oán hận cuối cùng tỷ đệ chĩa đao về phía nhau nếu kết cục chắc chắn sẽ là như vậy ta có thể trơ mắt nhìn hắn đang cơ sao cho nên lý dung cố gắng ném hết những lời mắng chửi của tô dung khanh ra sau đầu nàng không muốn nghe không muốn nghĩ nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc chỉ tiếp tục hỏi ngay từ đầu khi ngươi sống lại ngươi đã hạ quyết tâm phải phế hắn đúng đã nói đến nước này tô dung khanh cũng không giấu giếm nữa ngay từ đầu ta đã định phế hắn ta vốn nghĩ ta không phải làm gì cả chỉ cần giống như đời trước Chờ đến khi bệ hạ phí Lý Xuyên, ta không để thế gia nghe theo lời thuyết phục của Bùi Văn Tuyên, ta thuyết phục phụ thân chấp nhận cho Lý Thành đăng cơ. Lý Thành bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới 11 tuổi, tiêu tục yếu đuối không có năng lực, nhu phi tham tài thiền cận. Sau khi Lý Thành đăng cơ, chúng ta có thể tước quyền lực biến Lý Thành thành con dối, chờ đến khi hắn sinh con nối dõi thì giết hắn, nâng đỡ âu đế. Đến lúc đó ta sẽ cầm quyền rồi nguyên đón điện hạ quay về kinh vậy vì sao ngươi phải đến gần ta còn giả bộ gia nhập vào phe thái tử gần đây muốn tiếp xúc với điện hạ kiếp này điện hạ thay đổi quá nhiều cần phải quan sát thứ hai nếu như cần thiết ta nguyện ý làm nội ứng ra tay lật đổ lý xuyên nếu kiếp trước là lý xuyên hạ lệnh giết ta ngươi vừa vặn cũng đối địch với hắn vì sao không nói sớm cho ta biết còn phải để ta hỏi ngươi có phải ngươi là hung thủ không thì ngươi lại nhận tô dung khanh không nói lời nào Lý Dung cất tiếng cười chào phúng, chẳng lẽ là sợ ta đau lòng sao? Cả đời của Điện Hạ chỉ có một người thân là Lý Xuyên. Cho dù ta có nói hay không, Điện Hạ sẽ không vì thế mà quay đao về phía hắn. Một khi đã như vậy thì còn phải nhiều lời làm gì? Nếu như chuyện của ta thành công, Điện Hạ hận ta là được. Nếu như ta thất bại, cũng không ảnh hưởng đến tình nghĩa tỷ đệ của Điện Hạ. Lý Dung nghe xong, ngược lại cũng không ngạc nhiên cho lắm, nàng im lặng. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng người, Tô Dung Khanh nhìn về phía cửa sơn động, giọng nói rất bình tĩnh, "Điện hạ còn gì muốn hỏi không?" Lý Dung lặng im, nàng ngồi trên mặt đất, lặng lặng ngắm ánh lửa đang nhảy nhót trước mặt. Coi như nàng vẫn còn bình tĩnh, giống như tất cả những gì vừa mới nói xong gần như đều không lọt vào trong tai nàng. Nhưng Tô Dung Khanh biết, dưới sự bình tĩnh cực hạn mới là sự đau khổ khôn cùng. Lý Dung nhìn ngọn lửa kia một lúc lâu, sau đó nàng mới cúi đầu lên tiếng, xuyên nhi không tin ta, cảm thấy ta sẽ vì quyền thế mà giết hắn và đứa bé của hắn, nhưng ngươi và A Nhã, vì sao cũng không tin ta. Lý Dung dứt lời, ngước mắt lên nhìn hắn, bình tĩnh nhìn hắn rất chăm chú, chờ mắt nhìn thấy ta chết thì các ngươi sẽ nắm quyền thế trong tay sao. Điện hạ hỏi vấn đề này là thật sự muốn biết sao. Tô Dung khanh tựa vào vách đá, nhìn ngọn lửa phát ra một tiếng tách đột ngột, có một đốm lửa thổi bùng lên bọn họ mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, giọng nói kia rất xa, giống như từ thế giới bên kia, vượt qua muôn trùng sông núi chuyển đến. Lý Dung nghe thấy tiếng Tô Dung Khanh hỏi thì khàn tiếng trả lời, ngươi nói đi. Bởi vì Lý Tín, Tô Dung Khanh nói rất khó khăn, không phải là con trai của Lý Xuyên. Nghe nói như vậy, Lý Dung ngây ngẩn cả người, nàng ngỡ ngàng không tin nổi nhìn về phía Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh cục mắt xuống, nhìn bóng dáng đen bóng đang hắt trên mặt đất, năm đó thượng quan nhã và đại ca của ta yêu nhau nhưng bởi vì gia tộc không đồng ý nên bị buộc vào cung trở thành thái tử phi đại ca ta quyết định vì nàng ấy mà không thành thân sau đó lý xuyên và tần chân chân yêu nhau hắn không thích thượng quan nhã nên thương lượng với nàng ấy chỉ làm phu thê ngoài mặt với nàng ấy nhưng mà thượng quan nhã vào cung là vì thượng quan gia trở thành hoàng hậu chính là vì bảo vệ vị trí thái tử nàng ấy có thể thủ tiết cả đời nhưng nàng không cho phép bản thân mình thủ tiết cả đời trong tình huống không có con trai. Cho nên, Lý Dung cảm thấy dạ dày của mình đang lộn nhào hết lên. Cho nên thượng quan nhã tìm đến đại ca của ta, đúng lúc đó có Lý Tín. Lý Dung không nói gì. Nàng cảm giác như bản thân mình bị một người ấn cả đầu vào trong nước, tất cả sự ghê tởm, chán ghét, sợ hãi đều cùng sông lên. Tất cả đều có lý do của nó. Vì sao Tô Dung Hoa phải giết tần chân chân, vì hắn phải bảo vệ đứa con của hắn và thượng quan nhã. Vì sao cuối cùng Lý Xuyên lại dùng cung hình sao để làm nhục Tô Thị như vậy, bởi vì hắn đã sớm biết Tô Dung Hoa và thượng quan nhã cấu kết với nhau. Sao cung hình, hoản, thiến? Vì sao đến cuối cùng Tô Dung Khanh kết minh với thượng quan nhã, ngay khi Lý Xuyên đã sắp chết đến nơi, nàng vẫn đứng về phía thế gia, thậm chí khi đó hắn vẫn còn yêu nàng nhưng vẫn quyết định nhìn nàng đi tìm chết bởi vì hắn phải bảo vệ huyết mạch cuối cùng cho đại ca hắn. Nàng chết, Bùi Văn Tuyên cũng chết, dựa vào thủ đoạn của Thượng Quan Nhã và Tô Dung Khanh, môi vị hoàng đế gần như là dễ như chờ bàn tay với Lý Tín. Thật sự buồn nôn, thật xấu xa. Lòng người xấu xa đan cùng lợi ích khiến cho kiếp trước trở thành một tấm lưới tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc, quấn quanh tất cả mọi người trong đó. Phụ tử không phải phụ tử, tỷ đệ chẳng thành tỷ đệ, phu thê chẳng ra phu thê, bằng hữu cũng không còn là bằng hữu Tất cả kiếp trước chính là một cái đầm lầy thối giữa, bên trong đều là ung nhọt tẩm lờm từ đầu chỉ cho rằng đó là những cành lá hư thối, nhưng chờ đến khi gạt ra những thứ thối giữa trồng chất bên trên đầm lầy mới phát hiện, phía dưới mới là xương người khiến cho người ta buồn nôn hơn, nấu máu thịt thành tương đặc, lèo xèo, lèo xèo tỏa ra mùi tanh hôi. Lý Dung cảm thấy trước mắt có vô số chuyện cũ lướt qua, những chuyện này bao vây nàng khiến nàng không thể thở nổi gần như không thể động đậy được nàng không kiềm chế được mà nhắm mắt lại nở nụ cười nàng muốn nói gì đó cuối cùng cũng không nói thành lời chỉ có thể cười khẽ nâng tay chỉ về phía tô dung khanh tốt lắm nàng cất lời khen từ đáy lòng thật sự rất tốt nói rất lời tiếng cười của lý dung càng lúc càng lớn người làm vua vô tình không màng tình thân người làm hậu thì bỏ qua luân lý người làm thần thì phạm thượng phản bội đạo nghĩa vì sinh mệnh của con cái mà lấy thân làm cờ Tô Dung Khanh, Lý Dung cười, vỗ tay, cũng là các ngươi hiểu rõ sớm hơn, nước cờ cao hơn một bậc, bổn cung bội phục. Tô Dung Khanh quỳ thẳng gối trước mặt Lý Dung, nghe những lời chào phúng của nàng, sắc mặt hắn tái đi, nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ vững vàng như từ trước đến nay, cất giọng khàn khàn nói tiếp, những lời này ta vốn không định nói với điện hạ, nếu bây giờ đã nói ra, vậy vi thần cả gan hỏi một câu. Ngài đã vì Lý Xuyên mà bị chôn vùi một đời, đời này còn muốn bị chôn vùi tiếp tục nữa sao? Tô Dung Khanh nhìn Lý Dung thật kỹ, Hoa Kinh không chấp nhận được tình cảm của Điện Hạ, sao Điện Hạ không đổi một con đường khác? Hoặc là liên thủ cùng ta phụ tá Lý Thành Đăng Cơ, sau đó lợi dụng thiên tử để ra lệnh chư hầu, hoặc là cùng Bùi Văn Tuyên rời đi. Cho dù ngài chọn đường nào, chỉ cần Điện Hạ không liều mạng vì Lý Xuyên nữa, Điện Hạ đều sẽ được vinh hoa phú quý, cả đời không phải lo lắng, tại sao phải tranh giành vũng nước độc này? vinh hoa phú quý, cả đời không lo. Lý Dung nghe thấy những lời này giống như nghe được một câu chuyện cười, nàng mỉm cười quan sát Tô Dung Khanh, thật ra, trước đây người vẫn không nói cho ta biết, chờ đến bây giờ mới nói ra chân tướng sự việc, chính là để ly gián ta và Lý Xuyên đúng không? Tô Dung Khanh nghe thấy lời này, hắn nhìn Lý Dung thật sâu, dường như hắn định giải thích gì đó, cuối cùng cũng chỉ giật rể khóe môi, không nói lời nào. Lý Dung ngẩng đầu thở hắt ra một hơi thật dài, nhìn bóng dáng mở ảo trước cửa sơn động, vỗ vỗ đùi mình, lên tiếng cảm khái, ngươi xem, ta cầm quyền đã mưu tính vì Lý Xuyên nhiều như vậy. Vì giúp ta diễn trò, Lý Xuyên đã đắc tội với không ít thế gia, ngươi vẫn không nói cho ta biết, chính là bởi vì chờ đến khi ta nắm quyền rồi mới nói, như vậy ta với Lý Xuyên sẽ có khoảng cách. Như vậy tương đương với việc rút đi sự trợ giúp lớn nhất của Lý Xuyên. Lý Dung đảo mắt nhìn về phía Tô Dung Khanh, lộ ra vẻ mặt khen ngợi, Chắp tay hành lễ, Tô Đại Nhân suy nghĩ sâu xa, tài trí phi phàm, người bình thường không sao sánh kịp. Tô Dung Khanh không nói gì, hắn nhìn sự đau khổ thoáng qua trong mắt Lý Dung, nhưng hắn vẫn khàn khàn nói, điện hạ muốn nghĩ như vậy cũng được, không biết điện hạ quyết định như thế nào. Lý Dung không nói, nàng nhìn Tô Dung Khanh chằm chằm, chẳng hề chớp mắt. Nàng ước gì giờ phút này có thể xé hắn ra, ước gì hắn vĩnh viễn dừng lại vào năm nàng 29 tuổi ấy khiến cho hắn chết trong lao ngục. Ngươi đáng chết, giọng nàng rất nhẹ, năm đó ta không nên cứu ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Tô Dung Khanh nhẹ nhàng cười rộ lên. Điện hạ nói đúng, hắn mở miệng nói lời từ đáy lòng, trong mắt đẫm vẻ thê lương, năm đó ngài không nên cứu ta. Chương 160, hồi phủ. Nhưng ta đã cứu rồi, trời mưa càng lúc càng lớn, sấm sét bên ngoài ầm ầm vang lên, Lý Dung nhìn thanh niên Tuấn Nhã trước mặt trong lời nói đùa còn mang theo một chút thật lòng, ngươi có thể trả mạng lại không? tô dung khanh không nói lời nào chỉ đón nhận ánh mắt lý dung, bọn họ dùng ánh mắt nhìn thẳng nhau giữa không trung, cha hỏi, chém giết, không hề nhường một chút nào. một lúc sau, tô dung khanh cười rộ lên, được. dường như hắn đã hạ một quyết định rất trọng đại, chờ ta đưa điện hạ đến chỗ cao, ta sẽ trả mạng lại cho điện hạ. người nghĩ rằng ta và bản thân ngươi sẽ tin sao? trên mặt lý dung lộ vẻ trào phúng tô dung khanh giơ tay lấy thanh củi khều đống lửa điện hạ có tin hay không cũng không quan trọng điện hạ bây giờ chỉ cần cho ta một đáp án là được nói xong tô dung khanh ngẩng đầu lên dừng tầm mắt trên mặt lý dung điện hạ muốn giúp đỡ kẻ đã giết ngài là lý xuyên mà đối đầu với ta đến cuối cùng hay là đồng ý rời khỏi cuộc tranh chấp để chờ một kết quả hoặc là cùng liên thủ với ta tô dung khanh nói rất bình thản sau khi đưa lý thành đăng cơ phế nhu phi rồi sẽ giết lý thành nâng đỡ ấu đế mượn thiên tử ra lệnh chư hầu để cho điện hạ trở thành một người chân chính nắm giữa một quốc gia nhưng lý thành đã chết trong lời nói của lý dung mang theo ý cười hắn sẽ vĩnh viễn không chết tô dung khanh quyết đoán trả lời lý dung lập tức hiểu được hàm ý của hắn nếu hắn đã đặt cược trên người lý thành đương nhiên sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ chuẩn bị một thế thân cho lý thành cũng là chuyện bình thường một khi lý thành đã chết trước mắt mọi người như vậy Lý Thành sẽ vĩnh viễn không chết nữa. Lý Dung nghe thấy những lời kinh thế hãi tục do Tô Dung Khanh bình tĩnh nói ra cũng không cảm thấy lạ, nàng cười cười, chỉ nói, ngươi thật dám nghĩ. Điện hạ không dám sao? Tô Dung Khanh chỉ hỏi lại, hay là điện hạ không muốn? Trong lời nói của Tô Dung Khanh dường như có bùa chú, cho dù là ai đăng cơ, chỉ cần điện hạ còn hát A còng M muốn quyền lực, điện hạ đều trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt họ chuyện này không liên quan gì đến chuyện điện hạ trả giá nhiều hay ít vương tướng từ xưa đến nay không phải đều là nhiều thỏ khôn vây chết chó săn sao nếu điện hạ đã không thể buông bỏ quyền lực vậy sao không nắm chắc nó đến cuối cùng lý xuyên vẫn phải đăng cơ thượng quan nhã cũng chẳng phải là người lương thiện kiếp trước điện hạ đã tin sai bọn họ vẫn còn muốn tin tưởng lần thứ hai nữa sao ta đây có thể tin tưởng ngươi sao lý dung cảm thấy những lời này phát ra từ miệng tô dung khanh quá mức buồn cười bọn họ phản bội ta, ngươi sẽ không sao. Cho nên ta không cần sự tin tưởng của Điện Hạ, đây chính là một giao dịch có lợi nhất đối với Điện Hạ. Có lợi. Điện Hạ, giọng Tô Dung Khanh nói rất vững vàng, thôi Thanh Hà đã sớm là người của ta. Nghe nói như vậy, nét cười đùa trên mặt Lý Dung cuối cùng cũng đã thay đổi, nàng lạnh mặt nhìn Tô Dung Khanh trọng trọc, nghe hắn nói bình thản, hiện tại hẳn là Tần Lâm đã chết. Các ngài không có Tần Lâm, chỉ dựa vào Thượng Quan Thị, Bùi thị và binh mã của ngài ở Thanh Châu, tổng cộng cũng chỉ có 6 vạn. Hơn nữa, cho dù không tính Tô thị và binh mã trong tay Điện hạ, chỉ trong tay Tiêu Túc đã có 5 vạn binh, nếu chính thức khai chiến, các ngài không có phần thắng. Huống hồ, tự một mình chinh chiến sát phạt, Điện hạ thật sự nguyện ý sao? Lý Dung không nói gì, nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh như hàn băng. Ngoài những thứ đó, ta đã sắp đặt sẵn ở Hoa Kinh đã lâu, cũng đã chuẩn bị từ sớm tô dung khanh tỏ vẻ như không hiểu sự căm thù trong ánh mắt nàng ta nhắc nhở điện hạ một chút trạm quân phòng ở bên ngoài hoa kinh gần hoa kinh nhất tướng quân của nó là họ tô ván cờ như vậy tô dung khanh giống như bày hết tất cả mọi thứ ra ngước mắt nhìn về phía lý dung kết cục của lý xuyên chắc chắn phải chết điện hạ vẫn còn phải chọn nữa sao dường như lý dung đã hiểu được chuyện gì đó đây là tính toán cuối cùng của ngươi cho nên điện hạ chọn như thế nào tô dung khanh buông mắt xuống tiếng gọi tên lý dung càng lúc càng gần tô dung khanh biết trong chốc lát lý dung không thể ra quyết định hắn đứng dậy lấy y phục đang phơi bên đống lửa mặc vào điện hạ có thể từ từ suy nghĩ nếu như điện hạ có quyết định gì cho dù là ra đi hay là ở lại thì đến cửa hàng hương liệu của tô thị báo cho vi thần vi thần tô dung khanh nâng tay lên phía trước hành đại lễ một cái xin đợi điện hạ lý dung không nói gì nàng chỉ bình tĩnh nhìn tô dung khanh hắn liếc nhìn bên ngoài một cái bùi văn tuyên đã đến rồi hắn và vi thần có mâu thuẫn vi thần đi trước dứt lời hắn cất bước đi về phía cửa sơn động lý dung nghe tiếng bước chân của hắn ngồi xổm trên mặt đất hỏi một câu cuối cùng nếu đã nắm chắc thắng lợi vì sao còn muốn để ta lựa chọn tô dung khanh dừng bước hắn thấy phía dưới sơn động bùi văn tuyên đang đứng trong rừng rậm ngừng đầu lên nhìn hắn đang đứng trước cửa sơn động tô dung khanh nhìn người đến càng lúc càng gần biết thời khắc chia tay đã gần đến Giọng hắn nghẹn nghẹn, đã đi đến nước này, hỏi chuyện này có còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu trả lời thì chỉ thêm thương cảm. Nếu không trả lời lại cảm thấy không cam lòng. Giống như vô số lần hồi tưởng, vô số lần nhìn thấy Lý Dung rời đi, vô số lần nằm mơ trong những đêm khuya nhớ đến lần gặp lại trong buổi xuân yến đó, nhớ đến ngày nàng thành hôn, ngày rước dâu, nhìn nàng mặc giá y, cầm quạt ngồi đó, nhớ đến khi cùng nàng đánh cờ trên tháp Bắc Yến, còn có khoảnh khắc kiếp trước nàng nhẹ giọng hỏi hắn một câu đó dung khanh ta hòa ly với bùi văn tuyên nhé hắn đã từng suy nghĩ biết bao nhiêu lần nếu như có thể chặt đứt tất cả những trói buộc trên người mà bước về phía trước nếu có thể đặt kiếp trước xuống bỏ tất cả đi thật ra có phải hắn cũng sẽ có cơ hội có được lý dung một lần hay không nhưng đã đi đến bước đường này cũng không ai có thể quay đầu lại được nữa cũng không muốn nói thêm gì khác chỉ khiến hai bên đều gặp rắc rối thôi Điện hạ cân nhắc kỹ càng đi. Tô Dung Hoa gật nhẹ đầu, hẹn gặp lại. Tô Dung Khanh dứt lời thì quay người đi về phía chỗ sâu trong rừng rậm. Bùi Văn Tuyên chạy đến cửa sơn đồng, cũng không rảnh lo chuyện Tô Dung Khanh bỏ đi, vội vàng chạy vào trong hàng núi, vừa mới bước vào trong thì bỗng dừng bước lại. Lý Dung đang ở phía trước. Nàng ngồi bên cạnh đống lửa, ngửa đầu nhìn vách động tối om, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, giống như mọi chuyện đều ổn, nhưng không biết vì sao lại có một cảm giác xa cách, tự tuyệt người khác ở xa ngàn dặm. Giống như nàng xây dựng một bức tường vô hình ngăn cách mọi người bên ngoài thế giới của nàng. Dung dung, bùi văn tuyên không nhịn được mà hạ giọng thật khẽ, đứng sờ cửa sơn động, không dám bước về phía trước. Lý Dung nghe thấy tiếng hắn thì quay đầu lại, nhìn về phía cửa động. Thật ra chỉ xa cách một đêm, nhưng nàng lại cảm thấy rất dài giống như đã cách xa vài thập niên rồi vậy. Nàng vừa mới đi qua địa ngục, kết quả mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Bùi Văn Tuyên năm 20 tuổi là Bùi Văn Tuyên tốt đẹp nhất trong lòng nàng. Nàng nhẹ nhàng cười cười, sợ Bùi Văn Tuyên nhìn ra được sự khác thường, cố gắng đè nén cảm xúc, nhẹ giọng nói quay về thôi. Bùi Văn Tuyên nghe thấy lời này nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Dường như hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà do dự một lúc lâu, cuối cùng hắn vẫn im lặng. Hắn bước lên phía trước, ngồi xổm người xuống, kiểm tra một lượt quanh người Lý Dung trước, sau khi xác nhận không có chuyện gì mới ngừng đầu lên, cười cười với nàng, dịu dàng lên tiếng giống như dỗ dành một đứa bé, điện hạ, xe ngựa ở phía ngoài vách núi, ta có nàng đi ra ngoài được không? Cái giọng điệu này của chàng là gì vậy? Lý Dung nghe thấy sự cẩn trọng trong lời nói của hắn, không kiềm được mà cười rộ lên, coi ta là con nít hay sao? Sợ điện hạ làm căng với ta, cứ muốn phải tự mình thể hiện. Bùi Văn Tuyên giải thích vô cùng cẩn thận. Ta đâu có mốc, có thể sai khiến chàng. Ta còn dày vò bản thân mình làm gì? Lời này vừa nói ra, Bùi Văn Tuyên không đáp lại, hắn lặng lặng dán mắt vào Lý Dung. Lý Dung bị hắn nhìn thì hơi ngơ ra, chỉ thấy hắn nâng tay lên, áp lên hai gò má nàng, nhẹ nhàng cười rộ lên. Vậy nàng phải ghi tạc những lời này trong lòng, đừng nói có lệ với ta. Lý Dung hiểu ý hắn. Bùi Văn Tuyên thông minh đến cỡ nào? Làm sao không biết đêm qua đương nhiên đã xảy ra biến cố trọng đại nào đó chứ? Thật ra hắn chỉ đang chờ nàng mở miệng, nhưng mà nàng lại không mở lời được. Không muốn để cho người khác biết Lý Xuyên giết nàng, cũng không muốn để cho người khác biết Tô Dung Khanh và Thượng Quan Nhã cũng cùng trợ giúp. Đây coi như là chuyện cười lớn nhất trong cuộc đời nàng, nàng không muốn để lộ những chật vật như vậy cho người khác xem. Tựa như năm nàng 18 tuổi ấy, cũng không kể chuyện nàng và bùi văn tuyên xa nhau cho bất cứ kẻ nào nghe. Nàng không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ có thể cụp mắt xuống. Bùi văn tuyên khẽ cười một tiếng, bẹo bẹo má nàng, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cúi đầu gọi một tiếng bé lừa đảo. Dứt lời, hắn quay lưng về phía nàng, mùi xổm xuống, leo lên đi, ta cõng nàng ra ngoài. Giọng điệu này hoàn toàn khác so với sự cẩn thận hồi nãy, khiến cho Lý Dung thả lỏng hơn rất nhiều nàng bò lên lưng bùi văn tuyên ôm lấy cổ hắn bùi văn tuyên cõng nàng đứng lên đưa nàng ra khỏi sơn động lúc hắn đến có để lại ký hiệu trên đường triệu trọng cửu đã nhanh chóng tìm tới tập hợp cùng bùi văn tuyên nhìn thấy lý dung hắn đang cõng trên lưng thì chặn lại hỏi điện hạ vẫn ổn chứ lý dung không muốn nói chuyện nàng khá mệt dựa vào lưng bùi văn tuyên chợp mắt bùi văn tuyên nhìn thoáng qua lý dung dường như đã ngủ nhíu mày trên chân bị thương một chút có vẻ cũng không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, Triệu Trọng Cửu gật đầu, bây giờ ta sẽ đi báo cho những người khác. Khoan đã, Bùi Văn Tuyên gọi hắn lại, mới vừa rồi ta gặp Tô Dung Khanh Bùi Văn Tuyên hất cầm chỉ về hướng Tô Dung Khanh chạy trốn, đuổi theo đi, tìm một cơ hội. Ta hiểu, Triệu Trọng Cửu vừa nghe đã hiểu được ý của Bùi Văn Tuyên, hắn nâng tay chỉ về một hướng, xin Bùi Đại Nhân đưa điện hạ đi dọc bờ sông qua đó, xe ngựa ở ngay phía trước, bây giờ thuộc hạ sẽ đi tìm tô dung khanh lý dung nghe tất cả mọi chuyện rõ ràng nhưng nàng giả vờ ngủ say không biết bùi văn tuyên quay đầu nhìn nàng một cái do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả cõng nàng đi ra ngoài chờ đến khi hừng đông hai người dần dần thấy những người xuống vực tìm bọn họ bùi văn tuyên cõng nàng ra khỏi miệng khe đặt nàng lên xe ngựa nàng từ từ nhắm mắt lại dáng vẻ giống như vô cùng buồn ngủ bùi văn tuyên băng bó vết thương cho nàng thay y phục rồi rời khỏi bên cạnh nàng lý dung nghe tiếng loạt soạt phía sau nàng quay lưng về phía bùi văn tuyên cũng không biết hắn đang làm gì đang định quay đầu lại nhìn lén hắn một cái vừa vặn nhìn thấy bùi văn tuyên vừa thay y phục xong ánh mắt hắn vẫn dừng trên người nàng vừa khéo bắt gặp nàng nhìn lén hắn trong lúc hai người nhìn nhau bùi văn tuyên thấy lý dung ngây người bỗng nở nụ cười hắn sốc chăn chui vào hôn thật mạnh một cái lên mặt lý dung rồi ôm nàng từ phía sau coi như không biết chuyện gì cả mang theo chút ý cười ta ngủ chung với nàng lý dung không nói gì nàng chỉ nhìn bùi văn tuyên hắn cười rộ lên sao thế không có chuyện gì lý dung thu hồi tầm mắt lại quay về nằm xuống bùi văn tuyên nhìn bóng lưng của lý dung không kiềm chế được mà ôm chặt hơn một chút lý dung nằm trong xe ngựa cho dù gần như cả một đêm chưa ngủ nhưng nàng cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại những chuyện trong kiếp trước, không như bị bao vây trong một cơn ác mộng mãi vẫn không thể tỉnh lại, cho dù có trốn như thế nào cũng sẽ quay trở lại điểm bắt đầu. Nàng hồi tưởng tỉ mỉ, phát hỏa từng chi tiết của kiếp trước, nhớ những đoạn nàng ở cùng thượng quan nhã, nhớ những sự kiện Lý Xuyên đã làm cùng nàng, nhớ đến từng chi tiết Tô Dung Khanh đã nói đêm hôm qua. Trong hai năm cuối đời của nàng, Lý Xuyên ở trong đạo cung, gần như không hỏi chuyện thế sự, hắn thường mời nàng qua đó, hai người đánh cờ, uống trà giống như hai tỷ đệ vô cùng thân thiết. Nào có ai từng nghĩ đến? Mỗi bảy ngày ngày lại vào cung một lần đánh cờ với hắn, trên quân cờ chính là hương mỹ nhân. Vừa nghĩ như vậy, Lý Dung nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy ta. Chuyện buồn vui của nàng đều lặng lẽ, những chuyện này vốn cũng không nên thể hiện ra, nhưng có lẽ là bởi vì có bùi văn tuyên ở đây, nằm trong ngực hắn coi như nàng cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ một lát nhưng nàng vẫn không muốn để người khác biết những chuyện thảm hại như vậy cho dù là bùi văn tuyên đi chăng nữa vì vậy nàng cắn tay không cho mình phát ra tiếng còn bùi văn tuyên giống như đã ngủ say tiếng ngáy khe khẽ của hắn cho nàng có cơ hội thả lòng nàng không kiềm chế được mà khẽ run rẩy bả vai hoặc là cố gắng nuốt vào tiếng nghẹn ngào không thể kiềm chế được động tác của nàng rất khẽ rất cẩn thận bùi văn tuyên trước sau vẫn không thức giấc chờ đến khi nàng khóc xong lau khô nước mắt bình tĩnh lại kiếp này nàng không thể sống như vậy được nữa nàng nghĩ cho dù lý xuyên không hại nàng nhưng nàng cũng không thể mưu tính mọi chuyện vì hắn nữa nàng nên tính toán cho bản thân mình mới đúng lý dung đã ra quyết định nàng hít sâu một hơi rồi mới xoay người lại duỗi tay ôm lấy bùi văn tuyên dường như bùi văn tuyên không hề phát hiện bất cứ chuyện gì nàng ôm lấy hắn, áp má vào trong lồ âm ngực hắn, bùi văn tuyên vươn tay một cách tự nhiên, ôm nàng vào trong ngực, cách tay rộng lớn khoác lấy lưng nàng, không để chút mưa gió nào có thể xâm nhập. Hắn vẫn ngủ nhưng nỉ non một tiếng rung rung rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, mang theo giọng dỗ dành như dỗ con nít, ngủ đi, ta ở đây. Lý Dung khóc đến mức mệt mỏi, nghe thấy tiếng thở của Bùi Văn Tuyên, cuối cùng nàng cũng ngủ. Chờ đến khi nàng ngủ say, bùi văn tuyên nghe tiếng người náo nhiệt dần dần vang lên ngoài xe ngựa từ từ mở mắt lý dung ngủ cũng không sâu không mất bao lâu đã đến phủ công chúa bùi văn tuyên ôm nàng vào phủ vừa bước vào thượng quan nhã đã đưa người ra đón có vẻ khá lo lắng sao rồi điện hạ thế nào rồi gọi đại phu trước đi bùi văn tuyên quay đầu lại phân phó tĩnh lan đang đi theo bên cạnh lý dung nằm trong lòng bùi văn tuyên ngước mắt nhìn thoáng qua thượng quan nhã với gương mặt lo lắng bên cạnh. Chờ đến khi Bùi Văn Tuyên ôm nàng vào phòng ngủ, ngồi xuống, đại phu cũng đã chạy vào. Lý Dung vừa mới quay về, điều quan trọng nhất chính là tình hình của nàng, mọi người đều chờ đại phu chẩn đoán cho Lý Dung, mấy y quan ngự dụng trong phủ công chúa thay phiên nhau bắt mạch, một lát sau, triệu y quan người đứng đầu bước lên, xin chỉ thị của Lý Dung, điện hạ, ta và mấy vị đại phu khác đến phòng nhỏ trao đổi kết quả một chút trước. Lý Dung gật đầu, thượng quan nhã lập tức sốt ruột, điện hạ là. Thượng quan tiểu thư không cần lo lắng, triệu y quan cung kính nói, điện hạ cũng không có gì đáng ngại, chỉ là chuyện kê đơn thuốc, vi thần cần thương nghị với mấy vị y quan khác. Nghe nói như vậy, mọi người đều yên lòng, bùi văn tuyên tự mình mở cửa cho y quan, cung kính nói các vị, xin mời. Mấy vị y quan nói lời cảm ơn bùi văn tuyên, lục tục bước ra khỏi phòng, chờ sau khi bọn họ đều đi khỏi, thượng quan nhã lập tức cho những người bên cạnh lui xuống vội vàng nói điện hạ thái tử không sao ngài đừng lo lắng lý dung nghe nói như vậy thì động tác khẽ ngừng một chút một lát sau mới khôi phục thái độ bình thường gật gật đầu thượng quan nhã không phát hiện sự bất thường của lý dung chỉ hỏi điện hạ đêm qua tô dung khanh ngã xuống cùng người hắn sao rồi không biết lý dung lắc đầu hắn đã cứu ta sau đó thì bỏ chạy Thượng quan Nhã mím môi, Lý Dung thấy sắc mặt Thượng quan Nhã không được tốt lắm, không kiềm chế được, hỏi, "Nhưng đã có chuyện gì?" Thật ra cũng không liên quan nhiều đến Tô Dung Khanh cho lắm. Thượng quan Nhã mím chặt môi, "Hôm qua Lý Thành chưa chết, hiện nay đã nhặt được mạng, đang ở trong phủ Túc Vương." "Chưa chết à?" Giọng Lý Dung rất bình tĩnh, dường như đã sớm biết. Thượng quan Nhã đang nghĩ đến chuyện trong lòng, hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường trong giọng nói của Lý Dung bùi văn tuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn lý dung một cái rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt châm trà cho hai người thượng quan nhã gật đầu hơi lo lắng lúc đó không chết hoa nhạc nói túc vương liên tiếp gọi nhu phi bệ hạ sót cho túc vương điện hạ nên đã thả nhu phi từ trong đại lao ra để chăm sóc túc vương hiện nay phủ túc vương bị nhu phi nắm trong tay không ai có thể ra vào lý dung không nói tiếng nào bùi văn tuyên bưng trà cho lý dung lý dung gật đầu nhẹ một cái coi như lời cảm ơn, nàng ôm chén trà ấm trong lòng bàn tay, giọng rất khẽ ngươi đang lo lắng chuyện gì chứ. Điện hạ, thượng quan nhã mím môi, ngươi nói xem, nếu Lý Thành còn sống, bệ hạ. Đây là lý do tốt nhất để bệ hạ diệt trừ thái tử. Lý Dung nói tiếp lời thượng quan nhã, nàng hiểu được ý của nàng ấy. Thượng quan nhã nghe thấy Lý Dung nói thẳng ra như vậy thì cắn chặt răng, nói thẳng, đúng, bây giờ ba vạn binh mã của tiêu túc đã lên đường, bây giờ lại có Lý Thành làm lý do, điện hạ, tiếp theo bệ hạ muốn làm gì còn không phải đã rõ ràng rồi sao? Thế thì sao? Lý Dung vuốt về e cạnh chén trà, trên mặt không vui không giận, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Điện hạ, thượng quan nhã hít sâu một hơi, nói thẳng vào vấn đề, đón ánh mắt Lý Dung, bây giờ bên trong hoa kinh, những người có được binh quyền đó là ngự lâm quân của bệ hạ, vũ lâm vệ của thái tử. Bốn quân thủ thành chia ra do các tướng lĩnh của thượng quan thị, bùi thị, tô thị và chữ vương còn có phủ công chúa của điện hạ và thêm đốc cha tư nghe thấy đốc cha tư lý dung không khỏi nở nụ cười thượng quan nhã cảm thấy nụ cười của lý dung mang theo vài phần châm chọc nàng ấy chỉ cho rằng bây giờ tâm trạng của mình không ổn định không thể hiểu được ý của lý dung nên sơ suất bỏ qua tiếp tục nói a à, nhã cảm thấy chúng ta hoàn toàn có sức để đánh một trận thay vì ngồi chờ chết chi bằng chủ động xuất kích chủ động xuất kích lý dung ôm tách trả ấm nửa cười nửa không trong lòng thượng quan nhã khẽ run rẩy nhưng nàng vẫn nói tiếp nếu bệ hạ động thủ với thượng quan thị hoặc thái tử trước thượng quan thị nguyện dốc toàn lực liên thủ cùng điện hạ phò mã để phủ cá thái tử đăng cơ không giấu một binh một tốt nào lời này vừa nói xong là một sự trầm mặc kéo dài thật lâu thượng quan nhã chờ lý dung trả lời tim đập dồn dập ngay lúc này bên ngoài truyền tới tiếng tính lan thông báo điện hạ thôi ngọc lang thôi đại nhân cầu kiến câu chuyện nhỏ lý dung chàng không thương ta bùi văn tuyên không phải ta không có lý dung chàng nhìn chàng thất thố kìa bùi văn tuyên được rồi ta không thương nàng nàng yêu ta là được lý dung vậy mà chàng lại không thương ta ta nói cho chàng biết chàng chết chắc rồi bùi văn tuyên lý dung quả nhiên trong lòng chàng có tần chân chân bùi văn tuyên ta không có lý dung chàng nhìn xem chàng lắp ba lắp bắp. Bùi Văn Tuyên, được rồi, nàng cảm thấy có thì có. Lý Dung, vậy mà trong lòng chàng lại thật sự có tần chân chân. Ta nói cho chàng biết chàng chết chắc rồi. Bùi Văn Tuyên, Lý Dung, chúng ta chia tay đi. Bùi Văn Tuyên, được. Lý Dung, vậy mà chàng dám chia tay với ta. Ta nói cho chàng biết chàng chết chắc rồi. Bùi Văn Tuyên, chương 161, mang thai ba người đồng thời ngoái nhìn ra phía ngoài lý dung lên tiếng để cho hắn vào đi tĩnh lan đẩy cửa ra thấy thôi ngọc lang mang khuôn mặt lo lắng đứng ở cửa hắn bước vào hành lễ với lý dung điện hạ nói đi lý dung lập tức mở miệng xảy ra chuyện gì điện hạ vi thần tìm người quen hỏi thăm ở phủ túc vương sợ là lý thành không ổn rồi thôi ngọc lang đã ẩn nấp bên cạnh nhu phi từ lâu cho dù bây giờ nhu phi đã bắt đầu đề phòng hắn nhưng hắn hiểu rõ phù túc vương hơn nhiều người khác. Lý Thành trúng ba mũi tên, đều đâm vào phổi, y quan nói cũng sẽ đi trong vòng mấy ngày nay. Trước khi thuộc hạ rời khỏi phù túc vương thì nghe được một tiếng thét thất thanh của một nữ tử dường như từ trong viện chuyện đến, hình như là giọng của hoa nhạc điện hạ. Mệnh của Lý Thành chẳng kéo dài được lâu, hoa nhạc hoảng sợ la hét trong nội viện, liên tưởng lại với nhau, chuyện gì đã xảy ra thì chẳng hề khó đoán. Thượng quan nhã nhìn Lý Dung một cái, cuối cùng đánh bạo xác nhận lại, Lý Thành chết rồi. Thôi Ngọc Lam gật gật đầu, có lẽ là vậy. Thật tốt quá. Thượng quan nhã khe thở phào, giống như sống sót sau tai nạn, cả người lùi một bước, kiệt sức ngồi xuống ghế, lầm bầm cất tiếng, như vậy thái tử cũng ổn rồi. Nhưng trên đường thuộc hạ chạy tới phủ công chúa, phát hiện xe ngựa của tiêu thị đang chạy tới phủ túc vương, thuộc hạ đoán rằng, có lẽ chuyện này còn có biến hóa gì đó. Thôi Ngọc Lam nhíu mày, khá lo lắng thượng quan nhã cũng không để ý khuyên hắn một người chết rồi còn có thể biến hóa gì nữa thôi ngọc lang im lặng không nói lý dung gật đầu ta biết rồi ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi ngươi không thể tới phù túc vương nữa cũng đừng quay về nhà ra ngoài lúc này đương nhiên nhu phi sẽ nghi ngờ nếu thật sự bà ta nghĩ như vậy sợ là thôi ngọc lang sẽ không sống được thôi ngọc lang cũng biết những nguy hiểm trong đó vì vậy hành lễ với lý dung rồi lui xuống Chờ đến khi thôi ngọc lang vừa đi, thượng quan nhã lập tức quay đầu nhìn về phía lý dung có vẻ hơi hào hứng, điện hạ lý thành đã chết, bệ hạ cũng chỉ còn một con trai là thái tử cho dù thế nào ông ta cũng không thể phế thái tử những chuyện vừa rồi ta nói cũng không nhất định phải làm nói thật đó trong lòng thượng quan nhã vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực làm chuyện này đúng là sợ thật lý dung không nói lời nào chén trà trong tay nàng đã hơi lạnh văn tuyên lý dung ngừng một lát rồi nhìn về phía bùi văn tuyên chàng đến phòng bên cạnh xem y quan nói thế nào rồi bùi văn tuyên nghe nàng nói như vậy thì biết nàng có chuyện muốn nói riêng với thượng quan nhã hắn gật đầu đứng dậy đi ra ngoài bùi văn tuyên bước ra khỏi phòng thượng quan nhã nhìn trong phòng chỉ còn mỗi hai người thì cuối cùng cũng cảm thấy không đúng nàng vẫn duy trì dáng vẻ cả lơ phất phơ thường ngày lấy hạt dưa bên cạnh nhẹ nhàng cắn điện hạ giữ ta lại một mình là có chuyện gì cần nói mà đến cả phò mã cũng không được nghe vậy nếu lý thành chết xuyên nhi thân là thái tử đó đã là chuyện ván đã đóng thuyền lý dung cất lời giọng rất lạnh nhạt hoàn toàn không nghe được là vui hay buồn đúng vậy thượng quan nhã gật đầu điện hạ còn lo lắng chuyện gì sao vậy cũng có nghĩa là bệ hạ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để trừ bỏ thượng quan thị a à nhã lý dung ngước mắt lên nhìn nàng người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa chuyện này không phải đã thảo luận xong từ sớm rồi sao thượng quan nhã nở nụ cười bệ hạ cảm thấy bên nhà ngoại của thái tử rất phồn thịnh cũng chẳng phải chỉ ngày một ngày hai nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình thái tử là hoàng tử ngài ấy còn chọn được sao có lẽ bệ hạ không thể chọn nhưng thái tử thì có lựa chọn lý dung vô thức gõ vào chén những gợn sóng lăn tăn trong nước lan ra một chút thượng quan nhã nghe thấy lời lý dung nói thì nụ cười dần nhạt đi lý dung nhắc nhở nàng ấy người nói xem một bên là lực lượng bên dòng chính do bệ hạ sở hữu một bên là thượng quan thị một bên là đăng cơ mà không có trở ngại gì bên khác lại là phạm vào thánh ý thậm chí có thể phải mưu phản mới có thể nắm giữ ngôi vị hoàng đế a à nhã người cảm thấy thái tử sẽ chọn thượng quan thị hay là ngôi vị hoàng đế điện hạ thượng quan nhã nhìn lý dung ngài lo lắng thái tử qua cầu rút ván lâm trận phản chiến sao a à nhã ngươi không lo lắng sao lý dung quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt thượng quan nhã ngươi cảm thấy thái tử sẽ vĩnh viễn không bao giờ bán đứng thượng quan thị sao điện hạ thượng quan nhã nghe lời lý dung hỏi nhìn nàng chăm chú rồi nhắc nhở đó là đệ đệ ruột của ngài lý dung không nói lời nào từ đệ đệ ruột này phát ra từ miệng thượng quan nhã giống như một cây đao chém mạnh vào trong lòng nàng đau đến mức khiến nàng phát điên nhưng lại còn mang nét trào phúng. Đệ đệ ruột, đứng trước quyền thế, không phải cuối cùng Lý Xuyên sẽ giết nàng sao? Sinh tử, quyền thế, đê xê vọng, là con người làm sao có thể vượt qua được khảo nghiệm như vậy? Nàng là tỷ tỷ của Lý Xuyên, chẳng lẽ Lý Minh không phải là phụ thân của hắn sao? Lý Dung không nói lời nào, thượng quan nhã dõi theo nàng, đã biết Lý Dung đã xem nhẹ sự tin tưởng của nàng nàng bỏ hạt dưa xuống, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng mở miệng, vậy ý của Điện Hạ là định như thế nào? Ta không có ý gì cả, ta chỉ hỏi một chút, A Nhã, nếu thái tử bỏ mặc thượng quan thị, A Nhã sẽ làm sao? Thượng quan Nhã không nói lời nào, Lý Dung nhớ mày, tính cách A Nhã cẩn thận như vậy, chắc sẽ không buộc sinh tử của toàn gia tộc trên người thái tử đúng không? Thuộc hạ ngu dốt, thượng quan nhã cười thành tiếng, điện hạ muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi ta nghĩ rất đơn giản. A à, nhã, Lý Dung đứng thẳng dậy, bước đến gần thượng quan nhã, thay vì giao quyền thế cho người khác, không bằng giữ lại trong tay bản thân mình. Thượng quan nhã lặng lặng nhìn Lý Dung, nghe thấy tiếng Lý Dung hỏi nàng, chi bằng, ta với người liên thủ, đẩy một quân chủ nghe lời lên, thế nào? Rất lâu thượng quan nhã cũng không lên tiếng, nàng ấy chỉ nhìn Lý Dung đứng trước mặt mình. Lý Dung cách nàng ấy rất gần, mái tóc buông xóa hai bên hông, nội sam và váy dài thuần sắc đỏ tôn nên vẻ trắng bệch không giống người thường, nhìn thoáng qua giống như vong hồn bò ra từ trong địa ngục, đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Hai người lặng lặng nhìn nhau, một lúc sau, thượng quan nhã nở nụ cười, vậy không biết điện hạ định đầy vị nào leo lên. Lý Dung quan sát thượng quan nhã, thực ra nàng biết, thượng quan nhã chỉ đang thử, nhưng nàng vẫn mở miệng, thong thả nói ra một cái tên. Lý Thành Khi Lý Dung và thượng quan nhã ở trong phòng nói chuyện, bùi văn tuyên bước vào phòng phụ bên cạnh trong phòng dường như các y quan đang tranh chấp kịch liệt chuyện gì đó bùi văn tuyên nhíu mày có chút bất an mấy y quan thấy bùi văn tuyên bước vào trên mặt đều có chút không yên trong lòng bùi văn tuyên bắt đầu thấp thỏm nhưng vẫn nâng tay lên tình hình của điện hạ thế nào nói thẳng đi xin đại nhân yên tâm điện hạ chỉ bị thương ngoài ra một chút không có gì đáng lo dưới ánh mắt rục rã của mọi người triệu y quan căng ra đầu bước lên bẩm báo. Bùi Văn Tuyên gật đầu, còn gì nữa? Nếu chỉ là một câu như vậy, những y quan này không nên có phản ứng như vậy. Còn nữa, đó là y quan do dự một lát, cứ quan sát sắc mặt Bùi Văn Tuyên mãi, nói chậm chậm điện hạ mang thai. Trong khoảnh khắc nghe được lời như vậy, Bùi Văn Tuyên ngẩn người, y quan đã thốt ra miệng lời khó nói nhất nên tiếp tục nói, lần này bị sóc này, khiến cho thai nhi không ổn định, mong rằng sau này điện hạ an tâm dưỡng thai, tránh có điều gì bất chắc. Bùi Văn Tuyên nghe thấy nhưng không nói gì cả, tất cả mọi người đều thấp thỏm chờ hắn. Công chúa Bình Nhạc bây giờ đã hòa ly, lại được trần đoán là có thai, người biết đầu tiên lại là phò mã trước, cho dù là chuyện công chúa có thai hay chuyện phò mã biết trước cũng đều khiến cho những y quan này bất an. Thời gian Bùi Văn Tuyên im lặng quá dài, tất cả các y quan đều nhìn về phía triệu y quan, triệu y quan đành cắn răng, đại nhân. Hả? bùi văn tuyên nghe gọi như vậy cuối cùng cũng hồi thần hắn gật đầu trên mặt có vẻ bình tĩnh lập tức ra lệnh chuyện này không được truyền ra ngoài sức khỏe điện hạ có ổn không đại nhân yên tâm mọi người vừa nghe bùi văn tuyên lên tiếng thì lập tức yên lòng điện hạ tính dưỡng thật tốt thì cũng không có gì đáng ngại chuyện này ta nhất định sẽ giữ kín như bưng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ người nào biết được bùi văn tuyên gật đầu có vẻ vẫn chưa yên lòng các ngươi viết đơn thuốc trước có điều gì cấm kỵ cái gì tốt cho nữ tử mang thai thì nói hết với ta một lượt y quan liên tục gật đầu cả nhóm nói với bùi văn tuyên một lúc lâu sau khi bùi văn tuyên đã hỏi tỉ mỉ phải chăm sóc lý dung thế nào cuối cùng mới quay về nhìn hắn có vẻ rất bình tĩnh căn bản không nhìn ra vui buồn thế nào nhưng khi bước đến cửa vậy mà hắn lại không hề phát hiện cửa đang đóng đụng thẳng đầu vào đó một cái mọi người chỉ nghe một tiếng bốp vang lên sau đó chợt nghe thấy tiếng suýt xoa của bùi văn tuyên khi đang đau đớn bụng lấy mũi của mình đại nhân y quan đứng bên cạnh nhanh chóng chạy lên đỡ hắn bùi văn tuyên khoát tay đứng thẳng dậy không sao hắn bình tĩnh một lát rồi mới bình tĩnh lại được mở cửa bước ra ngoài mãi đến khi hắn bước ra khỏi cửa gió lạnh thổi đến hắn đứng ngơ ngác ở cửa một lát rồi mới nhớ đến chuyện đi tìm lý dung hắn vừa bước đến cửa bỗng nghe thấy một tiếng hét to của thượng quan nhã người đang phát điên cái gì thế sau đó cánh cửa bị thượng quan nhã đẩy mạnh ra gió lạnh len vào thượng quan nhã đẩy thẳng bùi văn tuyên đang đứng ở cửa một cái mắng một tiếng cút bùi văn tuyên bị nàng ấy đẩy sang một bên hắn thấy hình như hai người có tranh chấp nên nhìn thoáng qua tĩnh lan đang đứng bên cạnh tĩnh lan nhanh chóng dẫn hạ nhân tản ra rời khỏi đình viện lý dung ngồi trên ghế của mình sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh thấy thượng quan nhã lao ra ngoài, nàng nâng chén trà lên, thong thả nói, người hãy nghĩ lại thật kỹ những lời ta nói, tất cả mọi người đều vì danh lợi mà đến, không cần phải làm bộ làm tịch. Những lời này khiến cho thượng quan nhã dừng bước chân, nàng ấy quay đầu lại, nhìn về phía nữ tử đang bưng chén trà khẽ nhấp phía trong cánh cửa. Nàng tao nhã, thong dong như vậy, giống như đối với nàng, nói những lời này đối chẳng qua chỉ là chuyện đơn giản, bình thường mà thôi. Thượng quan nhã nhìn chồng chọc vào Lý Dung, một lúc lâu sau, nàng ấy mới cất lời, Lý Dung, người thật sự khiến ta buồn nôn. Lý Dung nghe nói như vậy thì cúi đầu cười thành tiếng, nàng lắc lắc đầu, đặt chén trà lên bàn, ta buồn nôn sao. Nàng vừa cười vừa ngừng đầu lên nhìn thượng quan nhã ở phía trước, khi nhìn thấy đôi mắt giận dữ có vẻ rất trong sáng kia, bỗng nhiên kiếp trước với kiếp này đan vào nhau, nàng cất cao giọng, ngươi mới chính là người chân chính khiến người khác ghê tởm ta vứt bỏ Lý Xuyên là buồn nôn, vậy ngươi vứt bỏ Tô Dung Hoa thì không phải vậy phải không? Lý Dung chống người đứng dậy, người phụ tá Lý Xuyên là vì quyền lực, người đến gần ta là vì quyền lực, tất cả đều là vì quyền lực, bây giờ ngươi còn ra vẻ trong sạch gì với ta? Nếu không phải năm đó nàng tin vào sự giả tạo của bọn họ. Nếu không phải nàng vẫn nghĩ trong lương tâm mỗi người vẫn giữ những điểm mấu chốt. Thì sao năm đó nàng có thể chết trong tay Lý Xuyên? Tại sao nàng lại vì thượng quan nhã mà tranh chấp liên tiếp với Lý Xuyên, vì con trai trưởng của nàng ta mà khiến nàng đầu rơi máu chảy? Nếu không phải là người tốt gì, vì sao còn phải giả vờ có tình có nghĩa, giả vờ bất đắc dĩ? Những lời này cuối cùng cũng khiến thượng quan nhã tổn thương, nàng ấy đứng trong đình viện, trong mắt dâng lên hơi nước, lặng lặng nhìn Lý Dung. Hai người nhìn nhau tròng chọc, cuối cùng Bùi Văn Tuyên cũng bước lên một bước, đứng chắn trước mặt hai cô nương, che tầm mắt của hai bên thượng quan tiểu thư hôm nay điện hạ không được khỏe ngày khác ngươi hãy đến chơi sau đi thượng quan nhã làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu quay người bước đi chờ đến khi thượng quan nhã đã đi khỏi bùi văn tuyên quay đầu lại thì thấy lý dung đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào những chữ trên bức vách nghiêm mặt lạnh lùng nói chàng không cần khuyên ta cũng đừng hỏi ta gì cả ta không muốn nói gì hết bùi văn tuyên đứng ở cửa một lát một lúc lâu sau hắn mới nhẹ giọng cất lời, vậy, cũng phải ăn cơm chứ. Ta không ăn. Lý Dung túm lấy cái gốm mềm bên cạnh ném ra, đi ra ngoài. Bùi văn tuyên nhìn chiếc gối bị ném xuống đất, hắn quay người nhặt lên, vỗ vỗ bùi trên đó rồi đặt chiếc gối về chỗ của nó. Chờ đến khi làm xong những chuyện này, bùi văn tuyên mới hạ giọng dỗ nàng, ta cho người hầm cháo táo đỏ hạt sen, lòng nhãn cho nàng, cả đêm nàng chẳng ăn gì cả, uống nhiều một chút lý dung nghe giọng bùi văn tuyên cũng biết bản thân mình to tiếng với thượng quan nhã là không đúng thượng quan nhã bao nhiêu tuổi còn nàng bao nhiêu tuổi dùng chuyện kiếp trước mà giận cho đánh mèo ở kiếp này tranh cãi như vậy có nghĩa lý gì chứ cảm xúc của nàng dần dần bình tĩnh lại bùi văn tuyên thấy nàng đã đồng ý hắn đứng dậy bước ra ngoài gọi tĩnh lan tĩnh mai vào chăm sóc còn mình thì tự bước đến phòng bếp xem thuốc và cháo chờ bùi văn tuyên đi xa lý dung hít sâu một hơi cuối cùng nàng cũng mở miệng ra lệnh tĩnh lan tĩnh lan ngước mắt lên mang theo nghi hoặc hỏi điện hạ âm thầm phái một nhóm người ra ngoài tìm tô dung khanh mang hắn bình an quay về tĩnh lan ngẩn người lý dung ngước mắt nhìn nàng ấy đừng để phò mã biết nghe như vậy cuối cùng tĩnh lan cũng hoàn hồn nàng ấy do dự một lát rồi gật đầu lui xuống trước không bao lâu sau bùi văn tuyên bưng thuốc và cháo đến hắn đốt cháo cho nàng rồi cho nàng uống thuốc lý dung sợ đắng nhưng từ trước đến nay khi nàng uống thuốc cũng chẳng thèm chớp mắt một cái tất cả những sự yêu thích của nàng cũng không dễ dàng bày ra cho bất kỳ ai thấy giống như thật ra nàng còn quy củ hơn so với bất kỳ kẻ nào nhưng nhìn lại có vẻ như vô cùng vô lý nàng để ý hơn bất cứ ai nhưng lại ra vẻ vô tình không quan tâm sau khi nàng ăn hết cháo uống hết thuốc dường như cũng đã thấm mệt bùi văn tuyên nhìn sắc mặt của nàng hỏi khẽ ta ngủ cùng với điện hạ một lát nhé được lý dung cười cười chàng cũng phải nghỉ ngơi cho tốt ngủ một giấc đi rồi hãy làm gì thì làm ừm bùi văn tuyên đứng dậy bế lý dung lên giường trên chân lý dung đều chỉ là vết chảy ra nhưng hắn cũng không muốn để nàng vất vả sau khi ôm lý dung đặt lên giường hắn cũng buông màn rồi nằm xuống mặc dù là ban ngày nhưng trong khoảnh khắc màn được buông xuống tất cả mọi thứ đều tối sầm lại trong không gian nhỏ hẹp tràn đầy hơi thở của bùi văn tuyên lý dung nằm quay lưng về phía hắn một lúc lâu sau cuối cùng nàng cũng không nhịn được cất tiếng hỏi chàng không hỏi ta và thượng quan nhã cãi nhau chuyện gì sao nữ hài tử các nàng cãi nhau bùi văn tuyên xem như chuyện hôm nay là một cuộc tranh chấp giữa bạn bè bình thường khẽ cười nói ta không nên hỏi lý dung biết đây là sự quan tâm của bùi văn tuyên dành cho nàng nàng do dự rất lâu sau đó giơ tay ấp lên mu bàn tay đam ôm nàng của bùi văn tuyên văn tuyên giọng nàng rất khẽ chờ đến khi mọi chuyện hoàn tất chúng ta sinh hài từ đi ta muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho chàng và nó hết nó sẽ là người tôn quý nhất trên đời này mẫu thân của nó cũng sẽ là người cường đại nhất trên thế giới này cho dù nàng ấy hai bàn tay trắng lý dung khẽ ngừng một chút rất lâu sau nàng mới nghẹn ngào, nàng ấy cũng có chàng và con. Bùi Văn Tuyên nghe những lời Lý Dung nói cũng không lên tiếng, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực mình, dịu dàng nói, ngủ đi. Ngay khi hai người đang ngủ, trong phủ Túc Vương, nội viện đã bị phong tỏa kín mít từ sớm, tất cả mọi người đều quỳ gối bên ngoài phòng ngủ của Túc Vương trong nơm nấp lo sợ. Trong phòng, Túc Vương nằm trên giường, trên mặt đã đổi sang màu xanh tím. Nhu Phi đứng tại đó, cất giọng khàn khàn lời vừa rồi các ngươi lặp lại một lần nữa tốc vương tốc vương điện hạ đã đi rồi ngươi nói bậy nhu phi đỏ bừng mắt nhưng giọng nói của bà ta bình tĩnh lạ thường con ta không có chuyện gì cả tên lang băm nhà ngươi dám nói hưu nói vượn nhu phi quay đầu lại nhìn đại phu trên mặt đất lạnh lùng quát một tiếng lôi xuống chém vừa dứt lời người hầu đứng bên cạnh lập tức xông lên đè đại phu xuống đại phu còn chưa kịp la lên đã bị người ta dùng khăn chặn miệng lại. Nhu Phi liếc nhìn thái giám vẫn đi theo bên cạnh mình một cái, thái giám ngầm hiểu, gọi thị về vào, lôi tất cả những người ở đây ra ngoài. Chỉ nghe bên ngoài vang lên mất tiếng kêu R3N, rồi sau đó không còn âm thanh gì nữa, người bị giết rất nhanh, cũng biến mất rất mau, chờ đến khi xung quanh đều yên tĩnh lại, trong phòng chỉ còn lại hai người là Hoa Nhạc và Nhu Phi, Hoa Nhạc vội vàng quỳ bên cạnh Nhu Phi, cất giọng run rẩy mẫu thân phải làm sao bây giờ thành nhi đã chết chúng ta phải làm sao đây nhu phi không nói lời nào hoa nhạc giơ tay lên nắm lấy bàn tay nhu phi mẫu thân ngài đừng im lặng ngài suy nghĩ biện pháp đi ngài đều tại ngươi cuối cùng nhu phi cũng không nhịn được nữa cảm xúc hoàn toàn bùng nổ lật tay tát vào mặt hoa nhạc một cái hoa nhạc bị tát một cái ngã xuống đất ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nữ tử trước sau vẫn dịu dàng này, đang chỉ vào nàng ta mà hét lớn giống như nhìn thấy kẻ thù, để ngươi giết một người mà ngươi cũng giết không xong. Bây giờ Lý Xuyên còn sống, Lý Dung còn sống nhưng Thành Nhi lại chết. Đều tại đồ vô dụng nhà ngươi. Mẫu thân, hoa nhạc không dám tin, mở miệng, ngài, ngài trách ta. Là chính ngài, hoa nhạc phản ứng rất mạnh, nàng ta giống to thành tiếng, người của ngài làm việc không thành mà người còn trách con. Nhu Phi bị nữ nhi mắng một trận như vậy, lập tức tỉnh táo hơn vài phần, ngực bà ta nhấp nhô kịch liệt, nhìn chồng chọc vào hoa nhạc. Bà ta không thể chỉ trích qua lại với hoa nhạc ở đây. Lý Thành đã chết, bà ta đã sớm bị bỏ tù, nếu không phải vì để chăm sóc Lý Thành thì vốn bà ta cũng chẳng thể ra ngoài. Bây giờ bà ta chỉ còn một đứa con mạnh khỏe duy nhất là hoa nhạc. Chờ đến khi Lý Xuyên kế vị thì tuyệt đối hắn sẽ không bỏ qua cho bà ta. Không, hắn sẽ không bỏ qua cho cả tiêu thị cho dù bà ta chạy trời cũng không khỏi nắng nhưng bà ta không thể kiềm chế bản thân mình được nữa bà ta cùng đường rồi bà ta không còn cách nào khác nữa nhu phi cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh một chút nhưng vẫn không nghĩ ra cách nào ngay đúng vào lúc này có tiếng người hầu từ bên ngoài truyền đến nương nương tiêu lãnh quân đến nhu phi nghe nói như vậy thì như được cứu rỗi quyết nói, nhanh, để cho A Minh vào. Hoa nhạc nghe thấy cứu cứu tiêu minh sao đến cũng nhanh chóng đứng lên, hai người đắp chăn lên cho Lý Thành, ngụy trang dáng vẻ Lý Thành vẫn còn sống, một lát sau, tiêu minh dẫn theo một thiếu niên tới. Sao vốn dĩ chỗ này là tiêu càn nhưng mà tác giả lại lắc tên tiếp, nhân vật này đã xuất hiện mươi 153 rồi, nên mình đổi lại cho đúng người nhé. Thiếu niên kia đội mũ bố có màn, cung kính đứng tại chỗ, vóc dáng của hắn vô cùng giống Lý Thành, được che kín từ đầu đến chân. Nhu Phi thấy Tiêu Minh dẫn một người như vậy đến đây, không khỏi nhíu mày, Tam Đệ, bây giờ đệ đến đây định. Nhị tỷ, đệ nghe nói bây giờ tính mạng của Thành Nhi bị đe dọa, sợ xảy ra chuyện ngoài y muốn nên cố ý dẫn theo thế thân của Thành Nhi đến đây. Nghe ông ta nói như vậy, Nhu Phi ngẩn người, sau đó vội vàng đứng dậy, nhanh lên, cho ta xem. Dứt lời, bà ta xốc chiếc mũ trên đỉnh đầu thiếu niên xuống nhìn thấy một khuôn mặt giống như đúc với lý thành khuôn mặt này gần như không có gì khác so với lý thành cả thậm chí ngay cả nốt ruồi cũng mọc cùng một vị trí trên người hắn cũng có vết thương những vết thương đó cũng không khác vị trí của lý thành cho lắm nhưng rõ ràng là nông hơn rất nhiều nếu như nhìn và so sánh thì đương nhiên sẽ phát hiện ra sự khác nhau nhưng một khi lý thành thật sự biến mất thì dường như không thể nhìn ra được bằng mắt thường thật sự là nắng hạn gặp mưa rào Nhu Phi vội vàng quay đầu lại, thế thân này do đệ nuôi sao? Đúng, Tiêu Minh gật đầu, một năm trước, đệ và Tô Dung Khanh uống rượu, Tô Dung Khanh vô tính nhắc nhở đệ, bệ hạ chỉ có hai hoàng tử, cả gia tộc chúng ta đều dựa vào Thành Nhi, nếu Thành Nhi xảy ra chuyện không hay, vậy thì phải làm sao cho tốt? Bên cạnh hắn vừa hay có một nô bộc có dáng vẻ vô cùng tương tự Thành Nhi, nên đệ thỉnh cầu lấy tên nô bộc đó mang về, dạy hắn lễ nghi, cách làm việc, nói chuyện, ngay cả giọng nói, vết sẹo trên người đệ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hôm thành nhi bị thương đệ đã đến xem đã tạo cho hắn những vết thương giống như vậy nhị tỷ nếu thành nhi ta hiểu nhu phi nâng tay lên ngắt ngang lời tiêu minh ngươi ở lại đi nếu cần thiết ta sẽ dùng nhị tỷ nếu dùng thế thân này tương đương với chuyện chúng ta bị trói chặt chung với tô dung khanh coi như đánh cược một trận hắn một lòng phụ tá thành nhi cho dù là vì cái gì đi chăng nữa thì tốt nhất tỷ nên đồng ý với hắn. Bây giờ, Thành Nhi có thể đăng cơ, tỷ có thể làm Thái Hậu là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hàm ý của Tiêu Minh, Nhu Phi hiểu, đã đi đến bước đường này, bọn họ ở thế bắt buộc phải mượn sức Tô Dung Khanh, mà bây giờ nếu như bọn họ nhận được sự giúp đỡ của Tô Dung Khanh thì cần phải hứa hẹn món lợi rất lớn. Nhu Phi gật đầu, nhẹ giọng nói, ta hiểu, để yên tâm đi. Vậy. Tiêu Minh do dự nhìn về phía trên giường, còn phiền nhị tỷ nói thật với đệ, Thành Nhi. Tiêu Minh ngước mắt nhìn Nhu Phi, có cần đệ xử lý không? Nếu giữ thế thân lại, Lý Thành thực sự không thể ở lại phủ túc vương, thậm chí không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện cỗ thi thể này. Nhu Phi hiểu được lời Tiêu Minh nói, tay khẽ run rẩy. Hoa nhạc vừa sốt ruột lại vừa không hiểu, không nhịn được hỏi, xử lý. Xử lý thế nào? Ta sẽ tìm một nơi thích hợp rồi hỏa thiêu, nếu a à, tìm muốn giữ nó thì ta mang cho cốt về." Hỏa, hỏa thiêu, Hoa Nhạc Hoàng hốt lên tiếng, hắn là Túc vương, hắn là hoàng tử, mọi người muốn đưa hắn. Hắn không phải Túc vương. Nhu Phi siết chặt nắm tay, bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên yếu ớt đứng trước mặt, đây, bà ta rưng rưng nước mắt, chăm chú nhìn thiếu niên trước mặt mình, mới là con trai của bản cung. Dứt lời, nhu phi lập tức quay người sang chỗ khác vội vàng bước đến bên cạnh giường kéo thi thể lý thành ý thức được nhu phi định làm gì hoa nhạc chạy qua kéo nhu phi đứng dậy mẫu thân đừng làm như vậy đây là thành nhi đây là thành nhi mà mẫu thân người chôn hắn ở nơi hoang vu bên ngoài cũng được ít nhất cho hắn toàn thây người hoa nhạc nhu phi hét lớn thành tiếng bây giờ là lúc nào con còn không biết sao nó đã chết rồi để nó toàn thây sẽ để lại sơ hở của chúng ta. Nếu có người đào hắn ra khỏi mộ hỏi người này là ai, ngươi sẽ trả lời thế nào? Hoa Nhạc lập tức sừng sốt, Nhu Phi đẩy nàng ra một cái, gọi Tiêu Minh đến đây, cùng nâng Lý Thành ra ngoài, sau đó tìm một bao vải lớn rồi đặt Lý Thành vào bên trong. Sau đó không lâu, Tiêu Minh điều khiển chiếc xe ngựa nặng nề chạy ra khỏi phủ Túc Vương, chạy một đường về phía ngoại ô kinh thành. Mà trong rừng rậm ngoài thành, tô dung khanh đang điên cuồng chạy về phía trước có rất nhiều người đang đuổi theo sau lưng hắn hắn cảm giác trong họng mình đều là mùi tanh hắn tính toán khoảng cách đường sông phía trước vào thời khắc cuối cùng khi một cơn mưa tên bay đến hắn nhảy mạnh vào trong con sông đang chảy xiết đến đêm tin tức đã tới hoa kinh lúc này lý dung và bùi văn tuyên đều đã thức giấc hai người đang ăn cơm thì thấy tĩnh lan vội vàng chạy từ bên ngoài vào lý dung vừa thấy sắc mặt tĩnh lan đã biết có chuyện xảy ra nàng giả bộ như không có chuyện gì từ tốn ăn cơm với bùi văn tuyên giống như tình cờ hỏi hắn lát nữa chàng có định quay về lại bộ không không đến lại bộ nhưng còn có chút việc nên ra ngoài một chuyến bùi văn tuyên múc cho lý dung một chén canh dặn nàng lát nữa nàng ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe trên chân nàng có vết thương cũng đừng ra ngoài làm việc nữa lý dung nghe bùi văn tuyên nói như vậy cứ cảm thấy trong lời nói của hắn còn có hàm ý nào đó nàng cười cười bây giờ ta cũng chẳng có chuyện gì ta ra ngoài làm gì chứ vậy thì tốt rồi bùi văn tuyên nở nụ cười ôn hòa chờ đến lúc dùng cơm xong bùi văn tuyên dặn những người bên cạnh chăm sóc tốt cho lý dung rồi đứng dậy ra khỏi cửa bùi văn tuyên vừa bước chân trước đi tĩnh lan đã bước lên nhẹ giọng nói điện hạ tô dung khanh vừa mới xuất hiện trong rừng đã bị người của phò mã đuổi theo nhảy vào trong dòng sông đang chảy xiết Bây giờ đều đang tìm kiếm ở ven sông, những người phía dưới hỏi có muốn xảy ra xung đột với người của phò Mã hay không. Bồi dưỡng một người không hề dễ dàng, vì chuyện này mà chém giết thì chẳng hề đáng giá. Lý Dung do dự một lát rồi khẽ nói, "Chuẩn bị xe ngựa, ta qua đó một chuyến." Chương 162, làm rõ. Nghe thấy lời Lý Dung nói, Tĩnh Lan hơi do dự, điện hạ, trên chân ngài còn bị thương cho nên ta bảo ngươi chuẩn bị xe ngựa. Lý Dung đẩy nàng ấy một cái, nói nhanh, đi đi. Tĩnh Lan thấy ý Lý Dung đã quyết, cũng không rình ràng nữa, nhanh chóng cho người chuẩn bị xe ngựa, Lý Dung cũng vội vàng cùng Tĩnh Lan đi từ cửa sau ra khỏi phủ. Lý Dung lên xe ngựa, suy nghĩ chuyện lát nữa sau khi cứu Tô Dung Khanh thì phải nói chuyện này với Bùi Văn Tuyên như thế nào. Nàng không muốn giúp Lý Xuyên nữa. Thật ra Tô Dung Khanh nói cũng đúng, Dựa theo tính cách của Lý Xuyên, cho dù có nhiều chuyện xảy ra hay không, chỉ cần hắn làm hoàng đế, đương nhiên bọn họ sẽ có mâu thuẫn, sớm muộn gì cũng sẽ phải kẻ sống người chết, vì sao bây giờ nàng còn phải liều mạng vì hắn chứ? Thay vì phụ tá Lý Xuyên, còn không nàng nâng đỡ Lý Thành giả mạo kia leo lên. Lý Xuyên nợ nàng một cái mạng, đời này cũng nên trả lại nàng rồi. Cả kiếp trước, nàng ngu ngốc lao lực cả đời vì hắn, đến kiếp này, ngoại trừ bùi văn tuyên, nàng không muốn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Trong lòng nàng ngẫm nghĩ về lý do, nhưng xe ngựa còn chưa chạy được bao lâu đã nghe tiếng người đánh xe cúng quýt hô lên một tiếng hưu, sau đó đột ngột dừng xe lại. Lý Dung lảo đảo người về phía trước một cái nhưng may tĩnh lan đỡ nàng kịp lúc, Lý Dung định thần lại, gần tiếng, sao thế? Điện hạ, trong giọng người đánh xe mang theo chút do dự, là... Bùi đại nhân, nghe nói như vậy, Lý Dung khẽ ngạc nhiên, một lát sau, bên ngoài xe ngựa truyền tới giọng nói vững trái của bùi văn tuyên điện hạ tối nay trời lạnh gió lớn không nên ra ngoài mời điện hạ quay về đi giọng điệu của hắn rất ôn hòa nhẹ nhàng giống như chẳng hề khác gì so với ngày thường nhưng mà ôn hòa như vậy lại khiến lý dung bỗng hiểu được thật ra chuyện gì bùi văn tuyên cũng biết hết hắn nói hắn phải đi ra ngoài có lẽ chính là ở đây chờ nàng nàng ngồi trong xe ngựa trầm mặc một lúc lâu sau đó nàng từ tốn mở miệng chàng ra lệnh cho người của chàng đưa hắn đến đây ta có lời muốn nói với hắn hắn này không cần phải nói hai người đều biết đang chỉ ai tô thị đã phái người đến bùi văn tuyên cung kính đáp lời nàng sau khi vi thần nhận được tin báo người của điện hạ đang ở gần đó vi thần đã yêu cầu bọn họ quay về toàn bộ sinh tử cửa hắn điện hạ đừng lo nữa bổn cung không phải lo lắng cho sinh tử của hắn lý dung biết bùi văn tuyên đang cản trở nàng lạnh giọng giải thích bồn cung chỉ muốn gặp hắn. Trong một lúc lâu Bùi Văn Tuyên vẫn không nói, ngay khi Lý Dung đã nghĩ đến hắn sẽ thỏa hiệp thì bỗng nhiên hắn lại lên tiếng, quay về. Vừa dứt lời, Lý Dung nghe thấy tiếng rút đao bên ngoài xe chuyển tới, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà người của Bùi Văn Tuyên lại dám vung đao về phía nàng. Nàng ngồi trong xe ngựa, khẽ cất tiếng cười, Bùi Văn Tuyên, chàng có ý gì? Hôm nay Điện Hạ sẽ không được gặp Tô Dung Khanh giọng bùi văn tuyên rất lạnh nhạt trước khi thái tử đăng cơ điện hạ cũng không được nhìn thấy tô dung khanh thái tử đăng cơ lý dung nghe nói thế thì giống như nghe được một câu chuyện cười thật lớn được nàng lên tiếng trả lời quay về có lẽ bùi đại nhân có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta cũng có rất nhiều điều cần phải nói với ta bọn họ mới ra khỏi cửa khoảng cách còn chưa đến nửa con ngõ quay về cũng vô cùng dễ dàng đến khi hai người quay về phòng Lý Dung không kịp chờ nữa, quay đầu lại hỏi, chàng muốn thế nào? Phải là ta hỏi điện hạ muốn làm thế nào mới đúng. Bùi Văn Tuyên đứng trước song cửa, hai tay đút trong tay áo. Trong phòng không đốt đèn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lọt qua khe cửa sổ mà nhìn khuôn mặt mơ hồ trong bóng tối của Bùi Văn Tuyên. Sắc mặt hắn rất lạnh, giống như Bùi thừa tướng tranh chấp với nàng vô số lần trong kiếp trước. Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên như vậy thì trong lòng co rút lại, nàng xoay người sang chỗ khác ngồi vào ghế quay đầu lại tự châm trà cho mình che giấu tất cả cảm xúc ta biết chàng là bạn tốt của xuyên nhi chàng vẫn luôn ủng hộ hắn vậy hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn lý dung rót đầy chén trà trong phòng lập tức yên tĩnh lại một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng ta không muốn giúp lý xuyên bùi văn tuyên không nói gì lý dung thuật lại tất cả những lời tô dung khanh nói cho nàng cho bùi văn tuyên thôi thanh hà là người của tô dung khanh có lẽ là Tần Lâm đã gặp chuyện bất chắc, năm vạn nhân mã của Tần Lâm không thể trông cậy vào, như vậy cũng có nghĩa là, binh mã có thể sử dụng trong tay chúng ta, nhiều nhất chẳng qua chỉ có 6 vạn. Tô Dung Khanh nuôi một thế thân cho Lý Thành, cho dù Lý Thành thật sự còn sống hay đã chết thì Túc Vương vẫn sẽ còn sống. Chúng ta liên thủ với Tô Dung Khanh nâng đỡ Túc Vương giả đăng cơ, vì bảo vệ bí mật của mình, Lý Thành này đương nhiên sẽ phải giao rất nhiều quyền lực cho chúng ta, mượn thời gian này, sau đó chúng ta sẽ giết hắn, chọn một ấu đế khác cứ như vậy thật ra chính là hóa thù thành bản với phụ hoàng và tô dung khanh thượng quan thị chẳng qua cũng chỉ là vì quyền lợi cũng không phải không thể mượn sức được cuối cùng người hy sinh chẳng qua cũng chỉ là thái tử điện hạ bùi văn tuyên nói tiếp lời lý dung hắn đứng trong góc tối chăm chú nhìn lý dung lý dung không dám nói lý xuyên sẽ chết trong cổ họng nàng nghẹn cứng đến mức đau nàng chờ rất lâu làm ra vẻ bình tĩnh Xuyên Nhi là một hài tử có năng lực, cũng có chính kiến của bản thân, nếu hắn đang cơ, sợ là không dễ không chế. Đây là do Tô Dung Khanh nói với nàng sao? Giọng bùi văn tuyên rất thấp, Lý Dung gật đầu, ừm, hắn nói với ta như vậy, nhưng thật ra hắn nói cũng không sai, bây giờ đem tiền đặt cược trên người Lý Xuyên, không bằng đặt trên người Lý Thành. Lý Thành cần ý lại người khác, nhưng Lý Xuyên không giống vậy, hắn chỉ cần đồng ý vứt bỏ ta và mẫu hậu, vứt bỏ thượng quan thị thì hắn sẽ được các thế gia khác và phụ hoàng ủng hộ, thuận lợi đăng cơ. Văn Tuyên, Lý Dung ngước mắt lên nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười, bây giờ là cả ta và Lý Xuyên đều đang lựa chọn. Hắn đang chọn có vứt bỏ ta hay không, ta cũng đang chọn có vứt bỏ hắn hay không. Do đó nàng chọn vứt bỏ hắn, Bùi Văn Tuyên bình tĩnh nói ra kết quả, nhấn mạnh trước khi hắn vứt bỏ nàng. Thật ra giọng điệu hắn nói cũng chẳng thay đổi gì. Nhưng cũng không biết vì sao, Lý Dung cảm thấy giống như một cái bạt tai tát mạnh vào mặt nàng. Nếu lời này do bất kỳ kẻ nào nói, có lẽ nàng cũng cảm thấy chẳng sao cả, dù sao những người đó đã sớm vứt bỏ nàng. Phụ hoàng, mẫu hậu, đệ đệ, bằng hữu, tình nhân của nàng, giữa quyền thế và nàng, không ai chọn nàng cả. Mà Bùi Văn Tiên là một người duy nhất vẫn kiên trì từ đầu đến cuối tin tưởng vào nàng. Nhưng mà hắn lại nói nàng đã sai rồi nàng nhìn chằm chằm về phía người kia đang đứng trong bóng tối trong giọng điệu mang theo vẻ trào phúng chàng cũng trách ta sao lời này khiến cho hơi thở của bùi văn tuyên khẽ ngừng lại một chút chút tạm dừng đó đối với lý dung mà nói giống như một chiếc búa nện thật mạnh xuống đang điên cuồng đập vào lòng nàng nàng không kiềm chế được mà đứng dậy nhìn bùi văn tuyên gắt gao chàng cũng nghĩ là ta không nên vậy sao ta không nên đấu tranh vì quyền thế mà ta muốn nàng nâng tay lên đặt lên ngực mình, ta không nên vứt bỏ Lý Xuyên, ta nên vì hắn mà vượt qua núi đau biển lửa, ta đáng phải chết vì hắn, vì hắn mà máu chảy đầu rơi, tan xương nát thịt, trả giá tất cả nhưng cũng không thể yêu cầu một chút gì đúng không? Nói đến tiếng cuối cùng, nàng đã gần khàn cả giọng. Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung mất kiểm soát trước mặt mình như vậy, thấy nàng nhìn hắn chằm chằm, giống như đang chất vấn thiên đạo, chất vấn sự công bằng. Nhưng mà dựa vào đâu chứ? năm đó ta đã vì hắn mà gả cho người xuất thân hàn tộc là chàng. Vì hắn mà ta lo lắng hết lòng suốt 30 năm. Ta trả giá cả đời vì hắn, đời này ta để cho bản thân mình sống sót thì không thể sao. Bùi Văn Tuyên không nói lời nào. Hắn đứng đó rất lâu mới khàn giọng hỏi thành tiếng, cho nên, gả cho ta là nhục nhã sao? Lý Dung không trả lời, nàng siết chặt nắm tay ngăn cản mình rơi lệ. Bùi Văn Tuyên đứng trong bóng tối, giống như một pho tượng thần tướng, hắn cao xa vời vợi, siêu phàm không giống người trần, mỗi một câu hỏi của hắn đều như tiếng thẩm vấn từ trên trời. Lo lắng hết lòng vì hắn suốt 30 năm, vì hắn trở thành giám quốc trưởng công chúa, là đau khổ sao? Ở trong lòng nàng, cuộc đời trả giá vì bọn ta đều không đáng phải không? Nghe câu hỏi của Bùi Văn Tuyên, Lý Dung cười rộ lên. "Phải." Nàng trả lời không chút do dự nhưng trước khi Bùi Văn Tuyên mở miệng, nàng lại bổ sung, nhưng không phải cả cuộc đời trả giá vì hai người không đáng, mà là cả cuộc đời trả giá vì bọn họ không đáng. Bùi Văn Tuyên không nói lời nào, hắn chỉ lặng lặng chăm chú nhìn nàng. Nàng không nhận ra hắn đang buồn hay đang giận, nàng cảm thấy trong mắt hắn có sự chế giễu, có thương hại, có chối bỏ. Nàng không biết những cảm xúc này là do nàng nghĩ ra hay là thật sự, nhưng cho dù chỉ là phỏng đoán nho nhỏ cũng khiến nàng sợ hãi và giận dữ trái tim nàng như bị người ta siết chặt lại bởi vậy giọng của nàng mang thêm vài phần công kích chàng nhìn ta như vậy làm gì không chờ bùi văn tuyên trả lời nàng lại vội vàng hỏi tiếp chàng cho là ta đã sai lầm rồi sao nhưng chẳng phải rõ ràng chàng đã biết sao lý xuyên giết ta tia chớp xẹt ngang qua bầu trời đêm lập tức chiếu sáng tất cả mọi cảnh tượng trong phòng cũng để hắn thấy khuôn mặt đã sớm đẫm nước mắt của lý dung bàn tay trong tay áo của Bùi Văn Tuyên đã siết chặt lại, Lý Dung bước lên, nắm lấy áo hắn, gào lên là đệ đệ ruột của ta. Là đức đế Lý Xuyên đã giết tỷ tỷ của hắn, giám quốc trưởng công chúa ta Lý Dung. Quân chủ hiền đức, nhân nghĩa nhất trong lòng ngươi, người bạn tốt trọng tình trọng nghĩa Lý Xuyên của chàng, tự hắn ra tay hạ độc với ta. Hắn có thể vì quyền thế mà vứt bỏ ta, vì sao ta không thể vứt bỏ hắn? Bùi Văn Tuyên nhìn nàng, không dám thốt ra một tiếng nào hắn sợ hắn vừa mở miệng thì sẽ để lộ ra tất cả cảm xúc của hắn. Lý Dung thấy hắn im lặng thì không kiềm được mà cười rộ lên. Chàng dám nói chàng không biết sao, Lý Dung buông tay áo hắn ra, lùi về phía sau nửa bước, chàng nhạy cảm với mùi hương đến thế nào. Mùi hương trong túi hương của tạ Xuân Hòa chàng vừa ngửi thì sẽ hiểu, dựa vào tài trí của chàng mà không nghĩ ra sao. Ta biết, cuối cùng Bùi Văn Tuyên cũng lên tiếng một cách khó khăn lý dung nhìn hắn không dám tin vậy chàng đang làm gì đây nếu chàng đã biết chàng là trượng phu của ta trên miệng chàng luôn nói yêu ta nhưng chàng không muốn bảo vệ ta sao đừng ép ta phải chính miệng nói ra đừng ép ta đến không chịu đựng nổi giọng nàng trở nên run rẩy đừng ép ta nói cho chàng biết ta đáng thương thế nào ta nhìn người không rõ dẫn sói vào nhà bị chúng bạn xa lánh tất cả những người ta ra sức trả giá đều phản bội ta những người ta yêu lại hận ta cả đời ta sống như một trò cười bây giờ ta chỉ không muốn tiếp tục làm những chuyện đó cho hắn nữa chỉ muốn làm một người làm chính trị đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình lý dung dán mắt vào hắn ta đã sai rồi sao bùi văn tuyên không đáp lời sự trầm mặc lan tràn giữa hai người rất lâu gió lạnh mang theo sự lạnh lẽo thê lương của mưa đêm lẻn qua khung cửa tràn vào lý dung nhìn người trước mặt mình người duy nhất từ kiếp trước đến kiếp này vẫn mãi đứng bên cạnh nàng từ đầu đến cuối bỗng nhiên nàng trở nên yếu đuối giống như người đến lúc trưởng thành thì sẽ học được cách cúi đầu nàng nhìn người thương duy nhất của nàng hít sâu một hơi hạ giọng khiến cho ngữ điệu nhẹ nhàng hơn giúp ta đi đừng giúp lý xuyên ta không muốn tiếp tục lại phải hy sinh vì hắn ta muốn có quyền thế bây giờ chúng ta liên thủ với tô dung khanh nếu như chàng không thích hắn đợi đến sau này rồi chúng ta sẽ quay lưng, sau đó là giết hắn, có được không? Bùi Văn Tuyên vẫn không lên tiếng, dường như hắn vẫn còn đang suy nghĩ. Lý Dung cảm thấy không chịu được nổi nữa, cuối cùng nàng cũng không kiềm chế được, nghiêng người đi về phía giường. Những lời của điện hạ là phát ra từ tận đáy lòng sao? Nghe thấy tiếng bước chân của Lý Dung, cuối cùng Bùi Văn Tuyên cũng mở miệng. Lý Dung dừng chân lại, chàng có ý gì? ta sợ điện hạ sẽ hối hận. ta không có gì phải hối hận cả. ta đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi. giọng lý dung rất mệt mỏi. đời trước hắn thiếu ta một mảng, vì quyền thế hắn có thể giết ta, bây giờ cũng nên trả lại rồi. vậy thượng quan nhã thì sao? giọng bùi văn tuyên không hề gợn sóng. thượng quan gia sẽ không bỏ mặc thái tử. nàng với lý xuyên là địch, chúng ta chính là kẻ địch của nàng ấy và mẫu hậu nàng. vậy thì sao chứ? trong lòng mẫu hậu ta chỉ có thượng quan gia và xuyên nhi, thượng quan nhã cũng có thể vì quyền thế mà trơ mắt nhìn ta chết, ta không ra tay đã là lương thiện lắm rồi, còn muốn ta phải làm sao nữa. Lý xuyên sợ ta làm hại đến hắn và tân đế, hạ độc lên những quân cờ khi đánh cờ cùng ta. Thượng quan nhã, Lý Dung nhắm mắt lại, từ thông với Tô Dung Hoa sinh ra con trai, sợ ta phát hiện, thông đồng cùng với Tô Dung Khanh giấu giếm, không để ta phát hiện chuyện ta trúng độc. Tô Dung Khanh Lý Dung cười rộ lên, tự tay bưng bát thuốc độc kia dao vào trong tay ta, chờ mắt nhìn ta uống hết. Bọn họ phụ ta, ta không được phụ bọn họ sao? Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự châm biếm nhưng dưới sự châm biếm đó là nỗi đau khổ và tuyệt vọng không thể giấu được. Bùi văn tuyên chăm chú nhìn vào bóng dáng của Lý Dung, dường như nàng rất mệt mỏi, bóng dáng nàng lại có vẻ gầy hơn, giống như một ảo ảnh trong giấc mộng, chỉ cần một làn gió thổi tới sẽ tan biến như một làn khói có một nỗi đau âm ỉ chậm rãi tràn ra trong lòng hắn. Hắn đã lờ mờ hiểu ra mọi thứ. Cho dù ở bất kỳ tuổi tác nào, cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió, khi tất cả tình thân, tình bản, tình yêu, dường như tất cả những tình cảm, những sự cho đi của một người đều bị phản bội, không có bất cứ ai có thể duy trì sự tao nhã và lý trí. Nàng đã làm rất tốt rồi. Nàng không để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra sự yếu đuối, đau khổ của nàng nàng chỉ lặng lặng gặm nhấm vết thương một mình giống như lúc trên xe ngựa, nàng nằm trong ngực hắn cắn tay khóc không thành tiếng. Mà tất cả những sự tao nhã và lý trí này càng tốn sức chống đỡ hơn. Bước đến nước này, nàng đã sớm kiệt sức rồi. Bùi văn tuyên, giọng điệu của nàng đã bình tĩnh lại, không một ai tin tưởng một trường công chúa sẽ quan tâm đờ ến tình cảm, chẳng ai tin ta sẽ cho họ đường sống, cho nên bọn họ mới cùng nhau giết ta. Chỉ cần ta còn là trường công chúa, chỉ cần ta còn tranh giành với họ họ đã từng giết ta một lần thì có thể giết ta lần thứ hai cho nên điện hạ nhất định phải phế thái tử đúng mà nếu điện hạ thật tâm muốn phế thái tử bùi văn tuyên bước đến sau lưng lý dung vì sao lại cố ý chọc giận thượng quan tiểu thư cả người lý dung cứng đờ bùi văn tuyên trả lời khẳng định bởi vì nàng biết nàng ấy sẽ ngăn cản nàng nàng ấy sẽ không đâu lý dung quyết đoán phủ nhận chàng có biết nàng ta là ai không là người thượng quan ra bồi dưỡng, quyền thế thấm sâu vào trong cốt nhục của nàng ấy, chỉ cần lấy lợi mà dụ, nàng ấy sẽ không bao giờ từ chối. Như vậy, Bùi Văn Tiên cũng không đôi co với nàng trong câu hỏi này, chỉ nói, nàng có để ý miệng lưỡi người đời không? Rốt cuộc chàng muốn nói gì? Lý Dung xoay người lại, đôi mắt như dao. Nàng không thèm để ý, Bùi Văn Tuyên không quan tâm tới cái nhìn cảnh cáo của Lý Dung, chỉ giơ tay lên lau nước mắt trên mặt nàng, giọng rất bình thản vào năm gà cho ta, nàng không để ý đến những lời người ta nói. Sau đó nàng lại ở bên Tô Dung Khanh, nàng cũng chẳng thèm quan tâm miệng lưỡi thế gian. Thân là nữ tử mà lại tham gia vào chính sự, nàng không quan tâm đờ ến lời ra tiếng vào, kiên cường xây dựng đốc cha tư, nàng không quan tâm đờ ến những lời xì xào bàn tán, nàng là một cô nương rất dũng cảm. Hắn hơi nghiêng người, tới gần nàng, trên mặt mang theo ý cười, từ khi nào thì nàng để ý đến những lời người khác nói chàng nói chuyện này để làm gì lý dung cảm thấy hắn dựa vào sát quá không nhịn được khẽ nghiêng người đi trong mắt bùi văn tuyên đều là sự thấu hiểu nhiều năm không để ý đến miệng lưỡi người đời như vậy dù là ta cũng vậy thượng quan nhã cũng vậy cho dù nàng biết là sai lầm rồi nhưng thì thế nào chứ chẳng qua là bởi vì trong lòng nàng cũng không biết là đúng hay sai cho nên mới bị những lời bên ngoài khiến cho lòng nàng rối loạn điện hạ bùi văn tuyên đứng thẳng dậy ta biết nàng không phải thật sự muốn phê thái tử, nàng chỉ sợ bản thân mình dẫm vào vết xe đổ. Bây giờ nàng đang tự ép bản thân mình trở thành không giống chính mình, trở thành một người làm chính trị mà mẫu thân nàng đã dạy nàng, bởi vì nàng cảm thấy những năm đó nàng cho là đúng nhưng chuyện nàng làm lại thành sai. Bởi vì nàng đã sai cho nên kiếp trước nàng mới rơi vào kết cục như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng mà nàng nói có đúng không? Lý Dung khẽ ngừng một lát, nàng chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn bùi văn tuyên đang tập trung nhìn nàng. Ta mãi mãi bên cạnh điện hạ. Chỉ cần là sự lựa chọn của điện hạ, đối với văn tuyên mà nói, mãi mãi không sai lầm. Nhưng điện hạ, đây thật sự là lựa chọn của nàng sao? Nàng hiểu rất rõ ràng, thượng quan nhã bây giờ giống với kiếp trước sao? Thái tử bây giờ vẫn còn là thái tử của kiếp trước sao? Không giống sao, Lý Dung nhẹ giọng lên tiếng bùi văn tuyên bây giờ là bùi văn tuyên của năm đó sao lý dung lúc này vẫn còn là lý dung của năm đó à một ý là thiện bùi văn tuyên kéo lý dung nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng trong tay mình một ý là ác sao điện hạ ta và nàng đã thay đổi rất nhiều vì sao nàng vẫn cảm thấy chắc chắn sẽ phải đi đến bước đường năm đó chứ sao trong câu nhân sinh nhất niệm thiên địa tận giai chi thiện ác nhược vô báo càn khôn ác hữu tư nghĩa là khi con người nổi lên một suy nghĩ thiên địa đều biết tường tận, nếu không có quả báo thiện ác, càng không ắt sẽ có tư tâm, tức là làm thiện thì phúc báo đến, làm ác thì tai ương về. Đi học lỏm mặt cười. Ví dụ như tần chân chân, bây giờ sẽ không chết nữa. Điện hạ cứu được nàng ấy, vì sao không cứu được bản thân mình? Phật không thể tự độ mình. Ta độ nàng. Tiếng sâm ầm ầm vang lên, Lý Dung ngơ ngác nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình. Hắn như thần Phật, như mặt trời buổi sáng xua đi hết những khói mù xuyên qua những tầng mây nắm chặt lấy nàng đang vùng vẫy trong vũng bùn nàng cũng không hiểu vì sao nhưng tay nàng không nhịn được mà run rẩy nàng muốn bỏ hắn ra nhưng hắn lại nắm tay nàng rất chặt hai người âm thầm đọ sức nàng biết rõ sức hai người cách xa nhau nhưng vẫn không chịu buông tay đợi đến lúc cuối cùng bùi văn tuyên bỗng nhiên cười một tiếng kéo nàng vào trong ngực cúi đầu nói chóng mặt rồi à trong mắt lý dung có hơi nước nàng dựa vào trong ngực hắn cảm thấy cho dù trời sập đất nứt cũng không sao cả sự đau khổ tuyệt vọng gần như bao trùm lấy nàng hình như cũng bị chặn bởi cái ôm của hắn không hiểu sao nàng bắt đầu cảm thấy tủi thân nhưng cũng cảm thấy không đúng lúc bùi văn Tuyên nhìn nàng rất lâu nhưng không nói gì chỉ lùi người mình ra sau một chút quan sát nàng một lát rồi cất giọng khó hiểu sao lại khóc rồi lý dung ngước mắt lên nhìn hắn một cái lấy mu bàn tay quệt nước mặt quay đầu leo lên giường hung ác nói, đi ngủ. Bùi văn tuyên nhẹ nhàng cười rộ lên sau lưng nàng, bước đến bên cạnh giường, cởi áo ngoài, nhấc mảnh, nằm xuống bên cạnh nàng. Lý Dung quay lưng về phía hắn, bùi văn tuyên lập tức ôm nàng từ phía sau. Đêm nay mưa to gió lớn, Lý Dung nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Nàng mở mắt nhìn những nhánh cây đang run rẩy trong gió mưa bên ngoài cửa sổ. Bùi văn tuyên, Lý Dung thì thầm, gọi tên hắn. Bùi Văn Tuyên cất tiếng trả lời ở sau lưng nàng, điện hạ. Ta nên nói cho chàng biết sớm. Nàng mở miệng mang theo vài phần mờ mịt, ta không phải chỉ có một mình, đúng không? Bùi Văn Tuyên nghe nàng nói như vậy thì nhịn không được siết chặt hai cánh tay, cả ta và nàng đều không đúng. Điện hạ, Bùi Văn Tuyên vùi đầu vào cổ nàng, nếu như có lần sau, ta sẽ không tha thứ cho điện hạ nữa. Lý Dung nghe thấy lời này, nàng khẽ ngừng một chút rồi quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ của Bùi Văn Tuyên, rung rung. Hắn nâng tay lên ôm lấy mặt nàng, thở dài thành tiếng ta cũng là người. Hắn cũng là người cũng sẽ buồn, sẽ mệt mỏi, sẽ ghen tị, sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Lúc ở thao trường người thấy mùi hương trong trong túi hương trên người tạ Xuân Hòa, ta đã biết Tô Dung Khanh không phải là hung thủ giết nàng, nhưng ta không kịp nói với nàng thì nàng đã cùng rơi xuống vực với hắn. Hắn không phải hung thủ, lại tình thâm nghĩa trọng đối với nàng, nàng ngã xuống vực, hắn có thể nhảy xuống theo nàng không chút do dự, hai người ở trong sơn động với nhau cả đêm, từ lúc ta đưa nàng ra ngoài, ta vẫn luôn chờ nàng cho ta một đáp án. Nhưng mà nàng không nói gì cả, nàng chỉ âm thầm khóc một mình, tự mình quyết định, coi người trượng phu như ta giống như không tồn tại. Ta muốn giết hắn nàng lại muốn cứu hắn. Ta cũng sẽ sợ hãi, cũng để bụng, ta biết nàng nhất định có chuyện đau lòng, ta phải bao dung, cho dù là đoạn đường cuối cùng, ta cũng phải cõng nàng đi hết. Đoạn đường cuối cùng gì chứ? Lý Dung nghe thấy lời này thì ngắt lời hắn, nói gở cái gì vậy? Bùi Văn Tuyên, Lý Dung nghiêng người qua, nhìn thẳng vào hắn, giơ tay đặt lên hai má hắn, "Chàng hãy nghe cho kỹ đây, chàng là phò mã của ta, chúng ta sẽ không có đoạn đường cuối cùng. Ta với chàng sẽ vẫn mãi ở bên nhau." Lý Dung vốn định nói lời này một cách thoải mái, muốn vừa nói vừa khẽ cười một chút giống như một thanh niên trẻ tuổi, ngây thơ và đẹp đẽ. Nhưng không biết vì sao, khi thốt ra những lời này, những chuyện cũ trong quá khứ cũng lướt qua như mây khói, nàng nhịn không được mắt hơi chua xót. Nàng nguyễn cưỡng nở nụ cười, trong tiếng nói cũng đã có chút nghẹn ngào, chàng không thể vứt bỏ ta giữa đường. Ta sẽ không phụ điện hạ, bùi văn tuyên cười rộ lên, cho dù là điện hạ phụ ta hay yêu ta đi chăng nữa. Nhưng mà, Bùi Văn Tuyên có chút khó hiểu, nếu tô dung khanh không phải hung thủ giết điện hạ vì sao điện hạ không ở bên hắn ta không thương hắn lý dung trả lời rất dứt khoát ta yêu chàng lời nói thẳng thắn đơn giản như vậy lại khiến cho bùi văn tuyên ngơ ngác hắn định thần một lát rồi mới phản ứng lại ra vẻ chấn định gật gật đầu ừm vi thần biết rồi sắc trời đã tối điện hạ ngủ đi lý dung gật đầu kéo chăn quay lưng về phía hắn mà ngủ bùi văn tuyên rất hiếm khi quay lưng về phía nàng trong lòng lý dung có chút không vui vẫn cảm thấy khi mình nói câu đó thì sẽ phải được đáp lại gì đó nhưng người này lại thể hiện một cách thản nhiên qua loa như vậy nhưng nàng cũng không tiện truy hỏi nghẹn cả một lúc lâu bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười không kiềm chế được vang lên trong màn đêm cuối cùng lý dung bừng tỉnh đã xảy ra chuyện gì nàng đá vào chân bùi văn tuyên một cái bùi văn tuyên thấy lý dung không ngủ Bùi Văn Tuyên cũng không nhịn được nữa, một tay che mắt, nằm thẳng trên giường cười rộ lên. Lý Dung không biết hắn đang cười cái gì, duỗi tay ra thúc hắn, chàng cười gì vậy. Lý Dung, Bùi Văn Tuyên buông bàn tay đang che mắt ra, lộ ra một đôi mắt sáng rực rỡ nhưng một giải ngân hà động lại, nhìn chăm chú vào nàng, chờ suốt cả hai đời, cuối cùng nàng cũng ngả vào vòng tay ta. Lý Dung ngây ngẩn cả người, Bùi Văn Tuyên cũng không giấu được sự hạnh phúc, một tay kéo người nàng xuống rồi hôn lên. Lý Dung định thần lại, duỗi tay đẩy hắn, đồ chết tiệt nhà chàng, đừng chạm vào ta. Bùi Văn Tuyên vẫn chỉ cười, cố tình hôn lên. trong tiếng mưa gió xâm chớp, lúc đầu Lý Dung phản kháng, dần dần bị hắn hôn đến mức mềm cả người, cho tới lúc cuối cùng, hắn kéo y phục ra, ngồi trên giường dựa vào tường. nàng gối đầu lên đùi hắn, giơ tay vuốt những đường hoa văn trên y sam của hắn nhìn chàng có vẻ rất phấn chấn lý dung lười biếng cất lời bùi văn tuyên cúi đầu nhìn nàng ta đã yên tâm nên trong lòng rất hạnh phúc chàng cũng không hỏi ta đã xảy ra chuyện gì mà đã yên tâm rồi lý dung nhướng mày bùi văn tuyên cười khẽ những điều quan trọng ta cũng biết đại khái còn lại điện hạ không nói ta cũng không hỏi vì sao không hỏi lý dung cảm thấy hơi lạ bùi văn tuyên lắc đầu miệng vết thương mỗi khi bị xé rách ra thì sẽ lại đau động tác vuốt ve hoa văn của Lý Dung chậm lại, nàng nở nụ cười, cũng không biết tại sao, khóc xong cũng không cảm thấy đau nữa, chỉ khi vẫn cứ liên tục trà sát lên miệng vết thương thời gian dài, mãi mãi không thể lành lại mới có thể vừa đụng vào thì sẽ đau. Ta nói với chàng, Lý Dung ngửa đầu nhìn hắn, cười nhẹ, để tránh hắn nói hưu nói vượn lừa ta. Bùi Văn Tuyên nhìn ánh mắt không chút đề phòng nào của Lý Dung thì ngây ngẩn cả người, một lát sau, hắn cười rộ lên, chỉ nói, được. Lý Dung lại dựa vào đùi hắn một lần nữa, khẽ khẽ kể lại chuyện kiếp trước. Những lời này, khi lần đầu tiên nghe thấy khiến nàng đau khổ, ghê tởm. Nhưng có lẽ khi nhớ lại nhiều lần, hoặc có lẽ có bùi văn tuyên ở đây, khi nói với hắn, nàng cũng không nổi sóng lớn đến như vậy, chỉ là trong lòng hơi buồn, hơi chua xót, có chút bi thương không nói thành lời. Cho nên Điện Hạ cảm thấy bọn họ đã sai nên muốn trả thù họ sao. Bùi Văn Tuyên nghe nàng kể hết, bình tĩnh mở miệng, Lý Dung lặng im, sau một hồi nàng mới cười rộ lên, không phải. Người sai không phải là họ, mà là ta. Là ta, thân là trưởng công chúa nhưng lại làm không tốt. Thật ra, những người trong cung đều có đê xê vọng của riêng mình, nếu ta đã bước vào triều đình mà khi làm mọi chuyện vẫn nghĩ đến tình cảm giống như đứa trẻ, thì đây vốn là lỗi sai của ta. Ta phải sớm nghĩ đến, làm gì có đế vương nào có thể tha thứ cho một trưởng công chúa có thể phế con hắn bất cứ lúc nào, cũng phải sớm hiểu ra, đứng trước quyền thế tất cả tình cảm chẳng có giá trị gì cả bọn họ không sai là ta sai điện hạ sai ở đâu lý dung không trả lời rất lâu sau đó nàng mới cười rộ lên từ nhỏ mẫu hậu đã nói với ta sinh ra trong hoàng gia thì cần phải lấy quyền lực làm trọng đừng ảo tưởng về tình cảm phải học cách kiềm chế đê xê vọng đừng yêu ai cũng đừng hy vọng vào chuyện sẽ được ai đó yêu thương lợi ích mới là thứ vĩnh viễn không phản bội quy chế mới là trường tồn chỉ có như vậy mới có thể tồn tại mới có thể sống tốt ta vẫn thường nói ngoài miệng như vậy vẫn cứ nghĩ bản thân sẽ làm như vậy nhưng trên thực tế trong tất cả mọi người ta lại là người không quả quyết nhất là người khát vọng tình cảm nhất vừa muốn có quyền lực vừa không dứt được cảm tình đây là lỗi của ta cho nên cả đời này bùi văn tuyên nhìn lý dung chăm chú lý dung bình tĩnh nhìn lại hắn ta nên sống vì bản thân mình ta không muốn thất bại thêm một lần nữa nhưng khi ta không muốn thất bại mà phải giết người thì cảm thấy rất đau bây giờ hắn đã làm sai chuyện gì đâu lý dung suy tư nhưng ta cũng có làm sai chuyện gì đâu bùi văn tuyên nghe thấy thế thì nhẹ nhàng cười thành tiếng chàng cười cái gì lý dung nhíu mày bùi văn tuyên nghĩ ngợi rồi đắn đo mở lời ta chỉ nghĩ là người hoàng hậu nói đến người chỉ quan tâm đờ ến quyền lực liệu có thật sự tồn tại không vì sao không tồn tại chứ lý dung không hiểu điện hạ bùi văn tuyên thở dài chỉ bằng để ta kể cho nàng nghe một câu chuyện về kiếp trước đi lý dung quay đầu nhìn hắn bùi văn tuyên khẽ cười có lẽ nàng sẽ không suy nghĩ như vậy nữa đâu khi lý dung và bùi văn tuyên nói chuyện với nhau ở phủ công chúa bên ngoài tiếng sấm gào thét ẩm vang phía xa xa tô dung khanh nghe thấy tiếng sấm thì từ từ mở mắt thoát khỏi bóng tối hắn nhớ rõ mình đang bị người ta đuổi giết một đường nên nhảy vào giữa sông sau đó lại gặp Tô Dung Hoa dẫn người đến, vừa được Tô Dung Hoa giúp đỡ thì hắn đã không chịu nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này hắn đang nằm trên giường mềm, có lẽ là đã quay lại Tô phủ. Hắn đang nghĩ ngợi thì bên cạnh vang lên tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, hắn quay đầu lại thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới, tỉnh rồi à? Tô Dung Khanh ngước mắt lên nhìn thì thấy một công tử mặc y phục màu xanh ngọc nhanh nhẹn bước vào, đang nhìn hắn trong đôi mắt phóng túng như ngày thường còn mang theo vài phần tìm tòi nhìn ngẫm đại ca tô dung khanh khàn khàn lên tiếng tô dung hoa bước đến cạnh bàn rót một chén nước bưng đến cho tô dung khanh đưa đến trước mặt hắn uống chén nước đi tô dung hoa bình thản nói uống xong ta có mấy vấn đề muốn hỏi đệ tô dung khanh nhìn chén nước trước mặt một lúc lâu sau cuối cùng hắn vẫn vươn tay cầm chắc cái chén uống nước trà trong đó giống như chưa từng xảy ra chuyện gì tô dung hoa ngồi bên cạnh nhìn hắn chăm chú từ tốn mở miệng ám sát lần này là đệ liên thủ với hoa nhạc nhu phi bày sao đúng không đúng tô dung khanh đặt chén nước đã uống xong lên cạnh bàn bên cạnh tô dung hoa nhìn hắn tiếp tục hỏi đệ và nhu phi đã bắt đầu bắt tay với nhau từ khi nào nghe thấy câu hỏi này tô dung khanh trầm mặc một lát hắn cũng không hề bất ngờ khi tô dung hoa biết những chuyện này cũng không định giấu giếm vì vậy hắn trả lời thành thật từ khi bình nhạc điện hạ thành lập đốc cha tư. Nghe như vậy, Tô Dung Hoa nhắm mắt lại, bính tĩnh một lát, cuối cùng mới mở miệng, tộc huấn trong nhà, để vẫn còn nhớ rõ sao. Nhớ rõ, điều thứ nhất là gì? Người của Tô Thị không tham gia vào tranh đoạt đế vương. Mỗi một từ được thốt ra, Tô Dung Khanh đều cảm thấy rất gian nan. Tô Dung Hoa chậm chậm mở mắt ra, để cấu kết với Nhu Phi, cần phải làm gì, có cần ta nói không? Tô Dung Khanh trầm mặc không nói. Tô Dung Hoa đứng lên, chuyện này ta sẽ bẩm báo với phụ thân, để chờ kết quả đi. Đại ca, Tô Dung Khanh gọi Tô Dung Hoa lại, huynh không hỏi ta là vì sao sao. Những chuyện Nhu Phi đã làm, sớm đã vượt khỏi khả năng giải quyết của Tô Thị chúng ta. Cho dù đệ vì bất kỳ lý do gì, cũng đã liên lụy đến gia tộc. Chuyện án Hoàng Đức trước đây, ta bảo vệ đệ, nhưng lần này ta không thể bảo vệ đệ nữa. Ta có lý do của ta người mắc sai lầm ai không có lý do chứ tô dung hoa buông mắt xuống để nghỉ ngơi cho tốt đi tô dung hoa giơ tay định mở cửa tô dung khanh lại gọi hắn lại đại ca ta kể cho huynh nghe một câu chuyện cũng nhé tô dung hoa đứng bên cạnh cửa một lúc sau giọng tô dung khanh vang lên rất khẽ ta có một giấc mơ đó là tương lai của tô thị cũng là tương lai của huynh huynh không muốn nghe một chút sao nghe nói vậy tô dung hoa kinh ngạc quay đầu lại Hắn bình tĩnh nhìn Tô Dung Khanh. Tô Dung Khanh đứng dậy, thong dong bước đến bàn trà bên cạnh, ngồi xổm xuống, châm lửa trong bếp lò nhỏ trên bàn, giơ tay bỏ nước vào trong ấm nhỏ rồi đặt lên trên, sau đó hắn ngẩng đầu lên. Hắn ngồi phía sau bàn gỗ dài, búi tóc được cột một nửa, mái tóc đen buông xuống phía sau lưng, cả người mặc áo trắng làm nổi bật vóc dáng mảnh khảnh như trúc của hắn, hắn đang quỳ thẳng tắp. Hắn nâng tay lên, ra dấu mời, bình tĩnh lịch sự mở miệng, đại ca, xin mời ngồi xuống nghe hết câu chuyện cũ này rồi hãy quyết định. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Lý Dung, ta vì kẻ thù giết mình mà khóc lóc nỉ non. Bùi Văn Tuyên, ta bởi vì phu nhân không nói thật với ta mà ấm ức. Lý Dung, đồ nhỏ mọn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo trên kênh Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ chuyện nào vui lòng để lại bình luận nhé cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi